Chương 3407, bí mật cây thương. Trước kia, phong giới lớn chúng ta dùng đạn hỏa tiễn liên tục làm tiêu hao nội lực của phong giới, sau đó cũng có thể mở ra. Tôi nghĩ, nếu một vụ đánh bom lựu đạn với súng, cũng có thể làm tiêu hao mất năng lượng của phong giới. Một khi liên tục bị rơi xuống, thì phong giới sẽ được giải bỏ. Còn hồn khí, tôi nghĩ, hồn khí nấp trong một cây thương có thể có nhiều năng lực hơn. Diệp Phàm hừ nói. Cậu quá coi thường rồi, giống như hồn khí của Phác gia kia lợi hại không? Người ta ẩn trong vòng thái cực huyết của Phác gia đó thôi. Chỗ ẩn náu của hồn khí không quan trọng to nhỏ, chỉ cần có thể ẩn náu được là được, có một số chỗ nhỏ càng thích hợp để hồn khí ẩn náu. Lô Định Tông hừ nói. Đương nhiên, dùng biện pháp của cậu để nổ liên tục chắc chắn sẽ làm cho nội khí phong giới trong cây thương bị hao hết. Nhưng mà, điều đáng sợ chính là nhân vật ở bên trong. Ví dụ trình độ như của Tam Hóa, đến lúc đó, cậu gây ra phiền toái lớn rồi. Cậu phải cân nhắc kỹ càng. Vì cái gì mà hồn khí trong cây thương này không tiếp nhận nội khí của tôi? Mà chủ nhân lúc trước của súng chính là tên đầu chọc kia, vì sao có thể khiến cho nó di chuyển? Diệp Phàm có chút không rõ. Cái này càng đơn giản, vì cái gì mà người bình thường có thể đi vào bên trong phong giới của tổ tiên mình còn Diệp Phàm cậu không vào được. Việc này cũng có quan hệ đến sự chấp thuận, cậu còn chưa nhận được sự đồng ý của hồn khí trong cây thương. Lô Định Tông nói, vậy thì cây thương này còn có tác dụng quái gì nữa, để ngắm không thôi à? Diệp Phàm có chút hủ rũ, vẫy một cái, nhất thời cây thương liền cắm vào trong đầu gỗ kêu vang. Ngay cả không có nội khí thì tính sắc bén của cây thương này cũng thật lợi hại. Lô Định Tông nói. Không được, tôi phải thử một phen. Diệp Phàm hạ quyết tâm. Tùy cậu thôi. Lô Định Tông thở dài. Tôi muốn nghỉ ngơi, cậu đừng dùng con rơi để kích thích như thế. Sẽ khiến tôi bị tiêu tán mất. Đúng rồi, cây thương như vậy có thể cho nổ để phá hủy được không? Diệp Phàm lại hỏi. Việc này cũng khó nói, tuy nhiên, cây thương này có phong giới. Ít nhất cậu phải triệt tiêu hoàn toàn năng lượng phong giới trước mới có thể đến tiếp cận gần tới thân cây thương được. Hơn nữa, tôi hoài nghi hồn khí bên trong còn có năng lượng, nó đang không ngừng truyền năng lượng cho cây thương khiến cho phong giới tan ra. Lô Định Tông nói, năng lượng của nó rồi sẽ cạn kiệt thôi, không thể có một dòng năng lượng ổn định mãi được. Diệp Phàm nói, đương nhiên, trong một ngày cái gì cũng đều có tiêu hao năng lượng. Trừ khi cậu không ngừng luyện công mới có thể không ngừng sinh sôi. Tuy nhiên, cũng phải liên tục luyện mới được, mà hồn khí trong cây thương không có khả năng liên tục cấp bù được. Mà trước khi cấp bù phỏng chừng tôi liền nghĩ đến việc giết người của cây thương. Lúc này giết người có thể bổ sung tinh lực cho hồn khí. Đương nhiên, việc di chuyển cây thương là mỗi lần va chạm, cũng làm cho năng lượng phong giới trong cây thương bị tiêu hao. Lại phải bổ sung liên tục, hoặc là lúc trước thiết kế cây thương đã dự trữ rất nhiều nội khí hoặc là chất lượng của nội khí rất cao. Người luyện chế cây thương này chắc chắn là cao nhân rồi. Lô Định Tông nói. Không chừng người đó còn đem bản thân mình luyện vào cây thương ấy chứ. Diệp Phàm nói. Làm sao có thể, ai muốn đem mình luyện vào trong thương chứ, chẳng nhẽ không muốn sống sao? Lô Định Tông nói. Được rồi, không nói chuyện tào lao nữa, tôi muốn trợ giúp. Không dò xét cho đến cùng tôi ăn cũng không ngon. Diệp Phàm nói. Nói là làm chính là phong cách làm việc của Diệp Phàm. Người này tìm được một sơn động trước đây khai thác mỏ đồng, lúc mới bắt đầu phải dùng thuốc nổ để mở. Chỉ sợ lượng thuốc nổ quá lớn sẽ phá hủy cây thương này. Tiếng ầm vang không ngừng vang lên trong sơn động, trước kia ở đây khai thác mỏ đồng quặng cho nên cũng không khiến cho ai hoài nghi cả. Hơn nữa, khu vực khai thác mỏ còn cách khu dân cư mấy chục cây số. Lại bị núi vây quanh. Diệp Phàm phát hiện, dường như cây thương không có bao nhiêu cảm giác. Vì thế, cần tăng thuốc nổ cho thích hợp, liên tục cho nổ trong suốt 24 giờ, Diệp Phàm phát hiện, cây thương dần hiện ra một màu hồng. Hắn lại đưa vào nội khí, tuy nhiên, vẫn không thể đi vào được. Tiếp tục cho nổ, có thể thay đổi, ông đây không tin là không làm được. Diệp Phàm hừ nói, phí nhất độ bắt đầu chỉ lên. 36 giờ trôi qua. Đúng lúc này, phí nhất độ hét lớn. Trên cây thương phát ra ánh sáng. Diệp Phàm bừng tỉnh giấc mộng. Đôi mắt ưng đảo qua lại, phát hiện cái chuôi của cây thương phát ra ánh sáng màu hồng. Hơn nữa, ánh sáng màu hồng còn không ngừng khuếch trương sự kỳ lạ đến cực điểm. Dưới sự phân hình của đôi mắt ưng của Diệp Phàm,
biết được ánh sáng màu hồng này thật ra chính là phản ứng của việc tiểu phong giới trong cây thương đang dao động. Lúc trước không phát hiện được phong giới bởi vì năng lượng bảo vệ phong giới rất cao, hiện tại nổ liên tục 36 giờ, năng lượng phong giới bị tiêu hao không khác biệt lắm. Cho nên, năng lượng bên trong đã không đủ để duy trì phong giới trú ngụ, đây là điểm báo trước phong giới sắp sụp đổ. Diệp Phàm lại thả ra con rơi ra biến thành chiếc kim châm đâm vào phong giới, đột nhiên, ánh sáng màu hồng tăng cường, những sợi tóc giống như những tia chớp bổ tới trên người con rơi. Tuy nhiên, lần này Diệp Phàm đã có kinh nghiệm, tự nhiên cũng muốn làm phong giới nhỏ bảo vệ con rơi. Tuy nói có phong giới nhỏ bảo vệ, nhưng việc va chạm trên người con rơi cũng khiến cho Diệp Phàm cảm giác được bên trong mình đang run lên. Có thể thấy được tia chớp bên trong cây thương thật lợi hại, nếu không có việc gì sẽ làm tiêu hao năng lượng phong giới, tia chớp này đánh vào cơ thể người có thể khiến cháy cả da thịt. Khí phách Diệp Phàm tràn đầy, khống chế được con rơi đâm liên tục mấy chục phát. Mỗi lần đều có tia chớp phản kích lại, tuy nhiên, dần dần, số lượng tia chớp càng ngày càng ít. Diệp Phàm hiểu được năng lượng tia chớp đến cũng không khác nhau lắm. Một tiếng trống khiến cho tinh thần hắn càng thêm hăng hái. Một tiếng động vang lên, hình như khí cầu bị thủng. Diệp Phàm cảm giác giống như tiến vào bên trong khí cầu. Ở bên trong ngọn lửa hừng hực cháy, giống như một chiếc lò nướng nhỏ. Độ nóng đủ để khiến cho thịt người biến thành miếng thịt nướng. Cho dù nội khí con rơi được tạo thành từ nội khí, nhưng mà có cảm giác như đang bị đốt tan. Diệp Phàm nhanh chóng thi triển thủy công, ngưng tụ rất nhiều thủy phân để hình thành màng bảo vệ phong giới bảo vệ con rơi. Cảm giác bị hỏa thiêu vẫn còn, chẳng qua không uy hiếp quá mức đến con rơi. Tuy nhiên, con rơi vừa nhấc đầu, thiếu chút nữa Diệp Phàm khiếp sợ đến rất cằm. Bởi vì, lửa ở bên trong hừng hực cháy. Tự nhiên có một bóng dáng pho tượng đá hư đứng ở trong ngọn lửa, tuy nói là hình ảnh bóng dáng hư ảo, nhưng nhìn qua lại thấy chân thực. Mà hình dạng tượng đá này với tượng đá trên đảo thủy tinh mà Diệp Phàm đã gặp qua giống như một khuôn mẫu. Chẳng qua là hơi co lại một chút thôi. Làm sao tượng đá có thể chạy đến đây? Diệp Phàm bảo con rơi đến gần tượng đá hỏi, tuy nhiên, đã xảy ra một việc lạ. Cho dù con rơi chạy thế nào, cũng không thể dựa được vào tượng đá, đây chính là điều có vẻ rất quỷ dị. Diệp Phàm không tin vào trò ma quỷ, tiếp tục cắn răng thúc giục con rơi phóng về phía trước. Cuối cùng con rơi mệt quá không thể chạy được nữa, mình cũng cảm giác được khoảng cách với tượng đá không gần lại chút nào. Ngay thời điểm lúc Diệp Phàm muốn từ bỏ, lúc này, phát hiện tượng đá di chuyển dường như khác thường. Con rơi chăm chú nhìn, thiếu chút nữa trợn tròn mắt. Bởi vì, Diệp Phàm phát hiện, trước mặt tượng đá đột nhiên có một lớp sương mù màu hồng. Không lâu sau, sương mù ngưng tụ thành một vật hình người. Diệp Phàm nhìn thật kỹ, phát hiện đó chính là tên chọc đầu, chủ nhân gỗ của cây thương. Hơn nữa, Diệp Phàm cảm giác được nội khí đặc biệt của tên đầu chọc, Diệp Phàm hiểu được. Vì sao tên đầu chọc kia được cây thương chấp nhận, là bởi vì tên đầu chọc kia đem nội khí qua đời của mình sáp nhập vào bên trong cây súng, chiếm được sự tán thành của cây súng. Mà loại nội khí qua đời của tên đầu chọc này phỏng chừng cũng có hiệu quả như chi diệu con rơi. Thật ra, nó cũng hoàn toàn từ nội khí tên đầu chọc tạo thành. Chẳng qua, Diệp Phàm muốn thử qua. Muốn đem con rơi biến thành kim châm hoặc binh khí nào đó có thể công kích chính mình. Tuy nhiên, muốn đem con rơi hóa thành hình dạng của mình thật khó có thể làm được. Nghĩ lại Diệp Phàm cũng cảm thấy bình thường. Nếu như mình có thể làm được hình dạng nội khí qua đời của mình, chẳng phải mình sẽ tự kiềm chế được. Đây chính là việc mà chỉ cao thủ thoát thần cảnh mới có thể làm được. Mà lúc trước tên đầu chọc mà mình đánh nhau cùng không thể là cao thủ thoát thần cảnh được. Vậy tại sao y lại có thể nội hóa mình để ẩn náu vào bên trong cây súng công kích cây súng chứ? Diệp Phàm đang nghĩ ngợi, phát hiện tên đầu chọc nội hóa kia có vẻ muốn chạy trốn. Diệp Phàm tức giận, bởi vì ngọn thương này đã hủy huyết cương. Nhất thời, con rơi đánh về phía tên đầu chọc, người này vừa thấy dường như cũng không có phản ứng nhiều lắm chỉ chạy về phía trước. Tuy nhiên, lúc này tên đầu chọc không có nội khí của mình giúp đỡ. Hơn nữa, Diệp Phàm phát hiện hư ảnh của tên đầu chọc nội hóa trong cây thương hình như có chút dại dại, chẳng lẽ là một bán thành phẩm. Xem ra, thứ này vẫn còn một thứ không hoàn toàn nào đó đang tồn tại. Không lâu sau, tên đầu chọc bị con rơi đuổi theo bắt được. Giờ phút này móng vuốt con rơi đã thay đổi thành hình rồng. Đồng loạt, xé nửa cánh tay. Người này đau đến kêu thảm, chẳng qua không có tiếng kêu phát ra. Con rơi càng uy phong, kéo xuống dưới,
mất đi sức mạnh chống đỡ từ bên ngoài tên đầu chọc liền bị con rơi xé thành những mảnh nhỏ. Hơn nữa, Diệp Phàm phát hiện, hư ảnh tên đầu chọc vẫn là vật đại bổ. Bởi vì, hư ảnh tên đầu chọc chính là nội khí của tiên thiên đại viên mãn ngưng tụ thành. Con rơi ra sức hấp thụ một chút, dường như vừa ăn xong nhân sâm ngàn năm. Và con rơi đã lớn hơn so với trước kia. Hiện tại tuy nói khối lượng không có nhiều thay đổi, nhưng mà Diệp Phàm phát hiện ra, thân thể con rơi ngưng thực rất nhiều. Giống như một miếng bọt biển vào trong cơ thể con rơi bằng gỗ là để thực sự ngưng thực. Hơn nữa, Diệp Phàm phát hiện, trước kia con rơi có phần ngốc nghếch nhưng giờ phút này dường như là một động vật linh động hơn. À, cách xa Diệp Phàm mấy chục cây số là Hồ Nha Gia, giờ phút này tên đầu chọc phát ra một tiếng kêu thê thảm, sau đó, phun máu tươi ra xa hơn 10 thước, đại thụ tự nhiên ngã xuống một cách kỳ lạ. Thương của ta! Đầu chọc hét to một tiếng. Ai hủy thương của ta? Thương của ngươi không phải bị hủy trong lũ ông kích đổi thủ của chúng ta rồi sao? Vẻ mặt lão phì nghi hoặc. Thương của tôi đến từ một nơi thần bí, cho dù ông có dùng nhiệt độ lên đến 1000 độ C cũng không đốt hủy được. Chớ nói là ông có thể phá hủy bằng sức mạnh, lúc ấy vì công kích quá gấp, cho nên, không hiểu được nó rơi mất ở đâu. Vốn lúc đầu muốn chờ ta điều tức sau đó mới đi tìm, tuy nhiên, ta có thể cảm giác được, cây thương bị hủy rồi. Tên đầu chọc nói. Chương 3408, đán phi tử đang đùa cái gì đó. Cây thương đó thật lợi hại. Cái này thật đáng tiếc. Lão phì nói. Tôi phải đi rồi, tôi phải đi về hỏi xem có phương pháp bổ cứu hay không. Tên đầu chọc đứng lên muốn đi. Kẻ thù của ngươi không tìm được ra chứ. Đương nhiên lão phì không muốn để cho cao thủ như tên đầu chọc đi mất. So với thương của tôi, cái gì cũng không quan trọng. Tên đầu chọc nói xong cố ý đi, lão phì cũng không có biện pháp nào. Diệp Phàm thử thúc giục con rơi truy đuổi, tuy nhiên. Vẫn là phí công. Hắn có chút ủ rũ chuẩn bị lên đường quay lại đột nhiên nhìn lên tượng đá thấy có ánh sáng màu hồng phát ra. Điều khiến cho Diệp Phàm càng khiếp sợ hơn chính là hư ảnh của tượng đá tự nhiên mở hai mắt ra, một ánh sáng tử sắc bắn ra đến trên người con rơi. Diệp Phàm thúc giục con rơi tránh ra, tuy nhiên, phát hiện như ánh sáng tử quang kia có tác dụng tập trung, giờ phút này con rơi giống như bị nhựa cao su dính vào không thể nhúc nhích một chút. Ánh sáng tử sắc càng ngày càng đậm. Con rơi dường như bị đốt trong lò toàn thân đau nhức. Con rơi chính là bộ phận quan trọng của Diệp Phàm, con rơi bị thiêu đốt bản thân cũng có thể cảm giác được nội khí bị mất đi, mà thân thể cũng cảm nhận được sự đau đớn. Song đời, trong lòng Diệp Phàm đang muốn chặt đứt liên lạc với con rơi. Cậu đừng nghĩ chặt đứt, không thể chặt đứt được đâu. Lúc này, tự nhiên tiếng Lô Định Tông vang lên. Phỏng chừng là sợi tử quang làm tan chảy mấy tiểu phong giới trên người con rơi. Cho nên, Lô Định Tông cũng tỉnh dậy. Có ý gì vậy, chẳng qua con rơi là nội khí thô tinh khiết ngưng tụ thành. Nó cũng không phải là thân thể chân chính của tôi. Nếu chặt đứt liên hệ nhiều nhất cơ thể chỉ có thể bị tổn thất thôi không đến mức khiến cho tôi cũng bị chết cháy theo. Diệp Phàm hừ nói. Cậu nghĩ quá ngây thơ rồi. Lô Định Tông cười lạnh nói. Ông sợ tôi chặt đứt hay là để mình bị chết cháy? Diệp Phàm hừ nói. Ha ha ha. Đột nhiên Lô Định Tông nở nụ cười điên cuồng, chuyển người nói. Cậu thử chặt đứt xem có thể thật sự chặt đứt không? Diệp Phàm thử, quả nhiên biến sắc, không thể đoạn tuyệt liên hệ với con rơi, dường như nó và chính mình là một thể thống nhất. Có phải cảm giác không thể chặt đứt được đúng không? Lô Định Tông cười lạnh nói. Đúng vậy ông dở trò quỷ đúng không? Diệp Phàm hừ lạnh nói. Cậu quá đề cao tôi rồi. Lô Định Tông hừ nói. Diệp Phàm không quan tâm đến sự an toàn của tính mạng ông ta. Lô Định Tông đương nhiên căm tức. Tôi cũng không có biện pháp gì cả tiền bối, nếu tôi không chặt đứt liên hệ với con rơi, tôi sẽ bị đau đến chết đầu tiên. Vì mạng sống của mình, tôi cũng bất đắc dĩ phải làm thôi. Còn việc coi trọng, tiền bối chính là cao nhân, tôi không thể không coi trọng người có phải hay không. Diệp Phàm nói. Hiện tại cậu sẽ gặp phải phiền toái lớn. Lô Định Tông thở dài. Như vậy là có ý gì? Diệp Phàm hỏi. Cậu không cảm giác được hư ảnh tượng đá kia là cao nhân nội hóa thành sao? Lô Định Tông nói. Cao nhân, người nọ so với ông còn lợi hại hơn hay sao? Diệp Phàm hỏi. Nếu tôi đoán không sai, hư ảnh tượng đá đó thật ra là hồn khí còn của cơ thể cao nhân. Đó là cao thủ thoát thần cảnh. Chẳng qua, dường như ông ta cũng bị giam cầm không thể thoát thân được. Lô Định Tông nói. Thoát thần cảnh.
còn tránh ở trong cây thương này. Đúng là kỳ lạ. Diệp Phàm nói. Không có gì. Lô Định Tông vừa nói đến đây, đột nhiên không thấy tiếng nữa, Diệp Phàm kêu vài tiếng, không thể nhúc nhích được, dường như bị cái gì đó chắn lại. Người thanh niên. Một âm thanh mờ ảo truyền đến. Tiền bối là. Diệp Phàm đoán chắc là tượng đá vọng lại. Ta là ai cũng không quan trọng, quan trọng chính là cái chuôi, bá vương kim thương, này lão phu tặng cho ngươi. Âm thanh truyền đến. Vãn bối không dám, cảm ơn lòng tốt của tiền bối. Diệp Phàm không dám nhúng hàng nóng này. Phỏng chừng là ngươi muốn nói là vô công không chịu nhận lộc có phải hay không? Hơn nữa, cảm thấy được lão phu có âm mưu đùa giỡn. Âm thanh mờ ảo truyền đến. Trên đời này đâu có bữa trưa nào miễn phí đâu, đương nhiên tôi không dám tùy tiện nhận thứ tốt như vậy. Sẽ phải trả giá rất cao. Diệp Phàm gật đầu nói ra vẻ thành thật. Ha ha, thật ra, ta và ngươi cùng ngồi ở trên một chiếc thuyền. Không thể tưởng tượng được giọng nói kia đột nhiên cười ha ha. Có ý gì vậy? Diệp Phàm thực sự có chút không rõ. Chắc chắn là ngươi cũng từng đi qua đảo Thủy Tinh. Giọng nói truyền đến, nhất thời, thiếu chút nữa Diệp Phàm ngã xuống ngựa. Mắt trợn thật lớn. Xem biểu hiện của ngươi, ta không có nói sai chứ. Giọng nói kia cười nói. Tôi không rõ, tiền bối đứng ở đâu để nhìn. Diệp Phàm hỏi. Trên người của ngươi mang theo một hơi thở của đảo Thủy Tinh. Tuy nói người khác không nghe thấy được hơi thở này, nhưng mà, lão phu, thiên hạo tử, lấy kỹ năng nhanh nhạy của khứu giác để nói. Cho nên, có thể khẳng định, người đã đi qua đảo Thủy Tinh. Hơn nữa, có phải ngươi cũng cảm nhận được điều thần bí kỳ lạ đến đáng sợ ở trên đảo? Thiên hạo tử nói. Đúng là như vậy. Diệp Phàm gật gật đầu thừa nhận. Vậy là được rồi, hơn nữa. Có phải là cậu cũng gặp gỡ một cao thủ có tên là Đán Phi Tử không? Thiên Hạo Tử nói những lời này khiến cho Diệp Phàm cảm thấy huyết khí đều sôi lên. Rốt cuộc khó có thể nén được sự khiếp sợ, thốt ra. Tiền bối cũng biết được Đán Phi Tử đại sư sao? Đại sư ư, đó chỉ là một tên đê tiện, tiểu nhân vô liêm sỉ thôi. Không thể tưởng tượng được Thiên Hạo Tử lại phẫn nộ đến như vậy. Tôi chỉ cảm thấy ông ta thật sự thần bí, đối với ông ta tôi cũng không hiểu rõ lắm. Nghe nói người này sống từ mấy ngàn năm trước, hiện tại đã chết, mà hồn khí cũng xuất hiện ở nhiều địa phương. Diệp Phàm hỏi. Người biết Đán Phi Tử, vậy chắc chắn cậu biết một chút về bí mật của Vũ Vương. Thiên Hạo Tử nói. Nghe nói có rất nhiều cao thủ luôn tìm kiếm bí mật Vũ Vương, bởi vì Vũ Vương là người duy nhất đột phá đến trình độ cao hơn của thoát thần cảnh. Vì thế, cũng có một vài cao thủ tìm đến đảo Thủy Tinh, tuy nhiên, cao thủ chết ở trên đảo Thủy Tinh cũng không ít. Diệp Phàm nói, không phải chỉ một vài cao thủ tìm đến đảo Thủy Tinh mà có rất nhiều cao thủ đều tìm đến đảo Thủy Tinh. Thiên Hạo Tử nói, rất nhiều, không phải đó là chỗ ở thần bí của Vũ Vương sao? Làm sao có thể có rất nhiều cao thủ tìm đến được? Diệp Phàm có chút nghi hoặc điều này. Đối với một số cao nhân nói đến đảo Thủy Tinh cũng không có gì là chuyện bí mật cả, ví dụ như, Đán Phi Tử chính là một trong số những người đó. Người này và Vũ Vương có truyền lại ân oán đến đời sau, cho nên, vẫn muốn đạt được mục tiêu là đến đảo Thủy Tinh để phá hủy. Còn chuyện Vũ Vương đột phá đến trình độ cao hơn của thoát thần cảnh cũng là lời đồn do ông ta tung ra. Mấy ngàn năm nay, phỏng chừng là thế giới này thực sự điên cuồng. Vô số cao thủ vì muốn tìm bí mật của Vũ Vương mà đi tới đảo Thủy Tinh. Trên thực tế, cơ bản đó là một lời nói dối thiên đại. Thiên Hạo Tử nói. Nói dối. Chẳng lẽ tác sư Vũ Vương cũng không thể đột phá tới trình độ bên trên của thoát thần cảnh sao? Diệp Phàm hỏi. Việc này ta cũng không rõ cho lắm, nhưng mà, cũng không riêng một mình ta, lúc đó có rất nhiều người đi tới đảo Thủy Tinh. Hơn nữa, mỗi người đều là cao thủ thoát thần cảnh. Tuy nhiên, chúng ta cân nhắc qua, nếu Vũ Vương thật sự đột phá đến trình độ cao hơn thoát thần cảnh. Ngay lúc đó tuyệt đỉnh cao nhân ở trước mặt ông ta là bọn ta bị cho là cái gì? Hơn nữa, cao thủ thoát thần cảnh có thể chế tạo ra phong giới, vậy mà Vũ Vương lại chẳng thể chế tạo ra phong giới sao? Nếu ông ta có thể đột phá lên cảnh giới cao hơn, thì chất lượng và uy lực của phong giới đó chắc chắn sẽ lợi hại hơn nhiều so với phong giới của bọn ta hợp lực tạo thành. Ông ta có thể chế tạo ra phủ chỉ bảo vệ phong giới, không người nào có thể tìm tới nó. Còn chúng ta có thể tìm thấy nó. Như vậy thực lực của Vũ Vương mạnh hơn rất nhiều so với bọn ta. Nhưng cũng không thể đột phá đến trình độ rất cao được. Thiên Hạo Tử nói. Theo lý thì như vậy,
rất nhiều cao thủ thoát thần cảnh hợp lực lại chế tạo ra phong giới thực sự rất đáng sợ. Người có trình độ rất cao muốn làm ra phong giới về cơ bản người có trình độ thấp hơn sẽ không thể cảm nhận được. Mà trên đảo thủy tinh của Vũ Vương còn không có tìm thấy tung tích của phong giới. Nhưng đúng thật là có điều gì đó kỳ lạ. Diệp Phàm gật đầu nói. Đúng vậy, chúng ta đều cảm thấy được điều kỳ lạ này. Hơn nữa, chúng ta vừa đến đảo thủy tinh đã phát hiện ra cái bẫy của đán phi tử. Người đứng sau một loạt lời đồn thổi này chính là đán phi tử. Mấy ngàn năm qua người này đều giải lời đồn, đầu độc bao nhiêu cao thủ đi đến đảo thủy tinh. Mà bọn ta vừa đến đảo thủy tinh liền bị rơi vào bẫy này. Kết quả, tất cả bọn ta đều bị tiêu hao toàn bộ hồn khí ở ngoài, tất cả hồn khí còn lại đều bị giữ lại ở vòng tượng đá. Thiên Hạo Tử nói. Diệp Phàm nghe xong nhất thời kinh hãi, hỏi. Lúc ấy tôi đi tới đảo thủy tinh phát hiện ra hàng nghìn tượng đá mờ ảo. Chẳng lẽ bên trong mỗi tượng đá đều tồn tại một hồn khí của cao thủ thoát thần cảnh? Đúng là như vậy, lúc đó chúng tôi có 13 người đi cùng nhau, có 3 hồn khí tiêu tan, còn lại 10 hồn khí vào tượng đá. Hơn nữa, tượng đá rất là kỳ lạ, bên trong dường như có cái gì cấm chế khiến cho bọn ta muốn thoát thân cũng không thể thoát thân được. Hơn nữa, đôi khi còn nghe được chỉ lệnh yêu cầu bọn ta làm thế này, hoặc là công kích mục tiêu nào đó. Còn đán phi tử đem toàn bộ tượng đá sắp xếp thành pháp trận. Toàn bộ vây quanh chỗ ở bí mật của Vũ Vương. Bọn ta nghĩ, đán phi tử giải lời đồn này thực ra là để dẫn bọn ta đi đến đảo Thủy Tinh, sau đó biến cao thủ thành tượng đá, cuối cùng đi công kích Vũ Vương. Đây mới là mục đích chính của ông ta. Thiên Hạo Tử giận dữ nói. Thế nhưng tượng đá cũng thật sự thần bí, có khi sờ lên thấy trống không nhưng có khi lại là thực thể. Tượng đá không có khả năng làm cho người ta cảm nhận được như vậy có phải không? Diệp Phàm nói. Không có gì kỳ lạ cả, khoảng không thực ra cũng là khoảng không. Ngươi cho rằng khoảng không là khoảng không thì nó là khoảng không, còn cho rằng là thực thì nó chính là thực. Thiên Hạo Tử nói một câu không thể hiểu nổi. Tôi suy nghĩ, có lẽ Vũ Vương đột phá đến trình độ rất cao là chuyện có thật. Đột nhiên Diệp Phàm nghĩ đến, nói. Làm sao ngươi lại cho rằng như vậy? Thiên Hạo Tử hỏi. Cao thủ thoát thần cảnh có thể dùng nội khí để chuyển sang kiếp khác, đương nhiên chỉ là cao thủ thoát thần cảnh, là nhân vật kiệt xuất mới có thể làm được. Cũng không phải chỉ sở hữu cao thủ thoát thần cảnh, mà cao thủ ở trình độ cao hơn có thể làm cho người khác có cảm giác thật là ảo để cho người khác đoán. Có lẽ, chúng tôi đi đến đảo Thủy Tinh, tất cả đều là thực, có lẽ cơ bản là trống rỗng. Diệp Phàm đoán nói. Hơn nữa, tôi cho rằng nếu đán phi tử có thể sắp xếp một âm mưu lớn như vậy, hơn nữa có thể hạ bộ cho các ông vào trong tượng đá. Người này rất có thể là cao thủ có cùng cấp bậc với Vũ Vương. Có nghĩa là ông ta cũng đột phá tới một trình độ cao hơn thoát thần cảnh. Bất quá thì ông ta và Vũ Vương người tám lạng người nửa cân, người này không thể làm gì được người kia. Vì đán phi tử muốn diệt Vũ Vương, cho nên đã nghĩ ra âm mưu kinh thiên động địa như vậy. Hơn nữa, ta còn phát hiện ra tung tích của đán phi tử ở mấy chỗ. Ví dụ như, trong quan tài cất giấu đán phi tử có tuyệt học ngư long thập bát biến. Còn có trái tim con rối kỳ lạ của người sống. Nội khí của đán phi tử hoàn toàn còn tồn tại. Còn nấp ở bên trong xương cốt của đán phi tử. Dường như không có chỗ nào người này không ở cả, chẳng lẽ hiện tại người này vẫn tiếp tục xây dựng hệ thống trận tuyến cao thủ. Tuy nhiên, xã hội hiện đại, không cần nói đến cao thủ thoát thần cảnh, chỉ là cường giả niệm khí ta cũng chưa từng thấy qua. Gặp qua cũng chỉ tồn tại mấy cao thủ hồn khí thôi, nhưng là rất ít. Chương 3409, sự bố trí thiên tài của đán phi tử. Cái này ta không thể nào mà hiểu được, theo ta được biết những cao thủ mà đán phi tử lúc đó dẫn đi đều là thoát thần cảnh. Cho dù là đại viên mãn thời kỳ đầu hay là cái gì, thì những cao thủ này đều là thoát thần cảnh. Còn cao thủ trong xã hội hiện đại của các người là cực ít. Cho dù là tiên thiên cường giả cũng đã hiếm gặp rồi. Đán phi tử ở xã hội hiện đại muốn làm cái gì, thì những người như các người khó mà quản được. Tuy nhiên, người này rất thần bí, làm như vậy chắc chắn là có mục đích riêng của y. Hơn nữa, còn một khả năng, những nơi mà ngươi phát hiện chẳng qua là những nơi đán phi tử đã sắp xếp từ trước rồi. Chỉ là trùng hợp khiến ngươi phát hiện ra mà thôi. Thiên Hạo Tử nói. Đúng vậy, tôi cũng không rõ cái này lắm. Hơn nữa, tôi nghĩ, đán phi tử cho đến bây giờ vẫn còn tiếp tục âm mưu của y, chứng tỏ hồn khí của Vũ Vương cũng tồn tại trên đời này, chưa biến mất. Nếu như Vũ Vương biến mất hoàn toàn rồi thì đán phi tử liền mất đi đối tượng công kích, y cò chơi cái này làm gì? Diệp Phàm nói,
một lúc sau hỏi. Tuy nhiên, tôi không rõ lắm, nếu tiền bối đã bị sắp xếp trong thạch tượng trận trên đảo Thủy Tinh, thì tại sao hồn khí của ngài vẫn còn ẩn trong Bạo Vương Kim Thương này? Hừ, Đán Phi Tử tuy rằng lợi hại, nhưng cao thủ thoát thần cảnh cũng có một số bản lĩnh đặc biệt của mình. Đương nhiên người như vậy cực hiếm có, mà bản thân ta chính là một trong số đó. Lúc đó sau khi đến Thủy Tinh Đảo, bởi vì khứu giác của ta đặc biệt, có thể ngửi được những mùi vị gì đó. Cho nên, ta lợi dụng bí thuật chia hồn khí của mình thành hai phần, một là chủ hồn một là phó hồn. Đương nhiên, hồn khí chủ thể vẫn bị Đán Phi Tử đưa đi. Vì sao hồn khí chủ hồ quá đậm, không thể thoát khỏi năng lực khống chế của Đán Phi Tử. Còn hồn phó được ta lặng lẽ đem đến biển, lúc đó vì trốn tránh, cho nên hồn phó của ta cũng được giấu trong tượng đá. Tuy nhiên, năm đó trên đảo bỗng nhiên nổi mưa to, to đến nỗi cả 500 năm cũng khó gặp, mà cuồng phong sóng lớn cũng nổi lên. Lúc đó ta cảm thấy hình như không phải chỉ một tượng đá của ta bị chìm vào nước biển. Bởi vì đột nhiên tập tích, phỏng chừng Đán Phi Tử dựa vào lực của một người cũng không thể đem tất cả thạch tượng bố trí ổn thỏa. Cho nên, dưới uy lực cực lớn của ông trời, cũng đã cuốn đi một số tượng đá, mà là chính là một trong số đó. Tuy nhiên, tượng đá mà phó hồn của ta tàng thân lại không phải do ta khống chế. Lúc đó cũng là sợ Đán Phi Tử phát hiện, nên không dám dùng lực. Thạch tượng này không ngờ lại dạt đến Thái Lan và bị Trác Gia phát hiện. Thiên Hạo Tử nói, Trác Gia, chẳng lẽ là Trác Gia ở phía đông Thái Lan sao, mà tổ gia của bọn họ ở Hoàng Lâm. Diệp Phàm đem chuyện ân oán của Trác Gia và Diều Hâu nói lại một lần. Đúng vậy, chính là Trác Gia đó, cho tới nay, ta luôn lo lắng Đán Phi Tử sẽ phát hiện ra ra. Do đó, ta ngủ say đa mấy ngàn năm rồi mà không dám có động tác gì. Sau đó đột nhiên bị Trác Gia và Thiết Gia phát hiện đào được. Ta không quản việc bọn họ tranh đấu, mà cũng chẳng quản được. Nhưng, về sau Trác Gia chiếm được ta, mà có một tên đầu chọc lóc, tên là Trác Bình Hà Kim vẫn luôn bái lại ta, nhưng ta phát hiện căn cốt của hắn không được, cũng chỉ truyền võ công. Đương nhiên, cái bọn ta có chỉ là một sự giao dịch mà thôi. Còn hắn trải qua mấy chục năm khổ luyện, hiện giờ cũng lên đến cảnh giới tiên thiên đại viên mãn rồi. Nhưng, trên trái đất này cao thủ tầm đó tuy nói cực ít, nhưng chắc chắn vẫn có. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là người này không biết là đã lấy được Bá Vương Kim Thương ở đâu, chính là ngọn thương mà cậu nhìn thấy đó. Lúc đó ta phát hiện ngọn thương này rất lạ, dường như còn có thể gửi được hồn khí, cho nên ta đã thử và phát hiện ở bên trong cũng không tệ lắm. Cứ ở mãi trong tượng đá thì ta cũng thấy bất an, dù sao tượng đá cũng là do Đán Phi Tử làm ra. Cho nên, ở trong ngọn thương này sẽ càng an toàn hơn. Đương nhiên, trong tượng đá kia vẫn còn lưu lại một chút hồn khí của ta. Là hồn phó của hồn phó. Không ngờ người trẻ tuổi là ngươi lại có biện pháp, dùng hỏa khí hiện đại thiếu chút nữa thì tiêu diệt lão phu trong ngọn thương này. Thiên Hạo Tử thở dài. Nếu tôi không đoán sai thì chuôi của Bạo Vương Kim Thương rất có thể đến từ La Thất Bảo. Diệp Phàm nói. La Thất Bảo, nơi nào? Thiên Hạo Tử giống như là lần đầu nghe thấy. Nghe nói chỗ này, nếu vận khí tốt thì có thể gặp được những dược liệu đặc biệt, cụ thể như thế nào thì tôi cũng không rõ lắm. Diệp Phàm nói, còn có nơi như vậy nữa à, nhưng chắc độ nguy hiểm ở đó cũng rất cao. Thiên Hạo Tử nói, đương nhiên là thế rồi. Diệp Phàm nói đến đây, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn, có chút nghi ngờ, hỏi. Tiền bối. Nếu hồn khí của ngài từ tượng đá phần lớn đa vào trong Bạo Vương Kim Thương rồi, thì tại sao đến hư ảnh của tượng đá cũng quất hiện ở vị trí trung tâm của thương vậy? Cái này ta cũng không rõ lắm, từ lúc phát hiện có tượng đá bị chìm vào trong nước, thì ta đã đi. Tuy nhiên, đi rồi thì khó mà quay lại được, về sau ngủ mấy ngàn năm dưới đất, sau tỉnh lại phát hiện thế giới này đã hoàn toàn thay đổi rồi. Mà trong khi chưa phát hiện nơi có thể náu mình thì ta không dám ra khỏi tượng đá. Tuy hồn khí của bọn ta lúc còn sống đều là cao thủ. Nhưng, hiện tại hồn khí của ta lại không dám lộ ra bên ngoài ánh sáng. Trong hoàn cảnh tự nhiên bọn ta căn bản không thể kiên trì được, mà chưa đến một ngày sẽ bị tiêu tan hết. Cho nên, bọn ta căn bản không thể tạo thành sự uy hiếp nào đối với thế giới này nữa rồi. Nhưng, nếu như lúc còn tàng hồn trong tượng đá thì có thể lợi dụng tượng đá để bảo vệ mình. Kể cả vũ khí hiện đại của các người cũng không thể tạo thành nguy hiểm đối với bọn ta. Hơn nữa, nằm trong tượng đá còn có thể nhắm cơ hội để phát động một chút công kích gần. Đương nhiên, loại công kích này cũng khá tiêu hao hồn khí còn sót lại của ta. Bọn ta cần không ngừng bổ sung nội năng mới được,
Còn cây thương này còn có một công năng, sau khi phát hiện ta mừng rỡ như điên, về sau đã làm giao dịch với Trác Bình Hà Kim. Ta phát hiện, cây thương này có thể hấp thu khí huyết quang để chuyển hóa thành nội khí, chữa trị hồn khí của ta. Mà ta cũng khiếp sợ phát hiện, hồn thể của ta ở trong thương không ngờ không thể hiển thị tự thân, mà là hình dáng của tượng đá. Ta nghĩ hết cách, nhưng hồn khí còn sót lại này vẫn là dựa vào phương thức của tượng đá xuất hiện trong cây thương. Cho tới nay vẫn không thể giải thích được tại sao lại như vậy. Thiên Hạo Tử nói, theo lý mà nói hồn khí của ông ở trong hoàn cách đặc biệt có thể ngưng tụ thành hình tượng của mình. Nếu như không thoát ra khỏi hình trạng của tượng đá, tôi nghĩ rằng, liệu có phải là ông đã chịu sự giam cầm của tượng đá, chỉ có thể xuất hiện với hình trạng của tượng đá. Đây chính là điểm lợi hại của đán phi tử. Cho dù tượng đá có bị giạt đi hay bị chìm xuống nước thì cũng không thể thoát được sự khống chế của ông ta, có đúng không? Diệp Phàm nói, nhưng ta không phát hiện ra điểm bất ổn nào, hơn nữa, cũng không phát hiện ra tượng đá này có quan hệ gì với đán phi tử. Thiên Hạo Tử nói, thôi chết, tôi đột nhiên nghĩ ra một vấn đề. Những tượng giá bị nước lớn cuốn đi năm đó liệu có phải lại bị đán phi tử đặt ra một cái bẫy binh thiên hơn không? Diệp Phàm nói, không có khả năng, thiên tai lũ lụt là do ông trời làm, đó là điều không phải con người có thể thay đổi được. Lần đó lũ lụt quá lớn, rất có khả năng phá hủy nhiều chỗ trên đảo Thủy Tinh. Thiên Hạo Tử không tin điều này. Khi chưa làm rõ ràng thì tất cả đều có khả năng, cao thủ thoát thần cảnh có năng lực thế nào, chúng ta không thể đoán được. Một trường của cao thủ thoát thần cảnh có thể hủy được cả một ngọn núi. Mà cao thủ lên cao một tầng nữa hoàn toàn có thể làm ra cuồng phong bạo vũ. Giống như tôi chẳng hạn, có thể dùng nội khí ngưng tụ phân tử nước để tạo thành mưa nhân tạo trong phạm vi nhỏ. Loại bí thuật này nếu như để những người như Vũ Vương thi triển ra, thì hoàn toàn có thể tạo mưa trong phạm vi lớn. Cho nên, nếu bọn họ muốn tạo ra cơn hồng thủy tôi nghĩ rằng không phải không có khả năng. Diệp Phàm nói, nếu quả thật là như thế thì đán phi tử thật sự đáng sợ, hắn cố ý để một bộ phận người cùng với tượng đá giạt đến các nơi khác nhau, sau đó những tượng đá này được bố trí một cách có ý thức ở khắp các nơi, hắn muốn làm gì vậy? Thiên Hạo Tử tuy là mặt tượng đá, nhưng biểu tình vẫn là cau mày, Diệp Phàm có thể nhìn ra được. Chẳng lẽ là muốn khống chế thế giới, hay nói cách khác là mượn sức mạnh cộng đồng của thế giới để đối phó với Vũ Vương? Ví dụ, thạch tượng đại trận mà ông ta bố trí chỉ là trên đảo Thủy Tinh, vì nguyên nhân nào đó không thể tạo thành sự nguy hiểm lớn nhất đối với Vũ Vương. Dù sao đảo Thủy Tinh cũng là địa bàn của Vũ Vương, chắc chắn cũng phải chịu sự hạn chế từ một số thứ do Vũ Vương bố trí. Bởi vậy, nếu như ông ta giải tượng đá ra khắp nơi trên trái đất, đến lúc đó sẽ hình thành một sức mạnh rất đáng sợ. Tuy nhiên, cũng có thể đán phi tử lúc đó nghĩ như vậy, nhưng về sau tình hình thay đổi, thế giới này đã thay đổi, cho nên kế hoạch của ông ta cũng thất bại. Diệp Phàm đoán. Hy vọng là thế, nếu đúng như người đoán thì con người đán phi tử này thật đáng sợ. Tuy nhiên, dù thế nào chúng ta đều sẽ phản kháng. Đán phi tử làm thạch tượng trận, chỉ cần hồn khí của bọn ta trong các tượng đá bị phân tán trên thế giới này tùm được nơi trú thân khác thì thạch tượng trận của đán phi tử sẽ bị thất bại. Thiên Hạo Tử nói. Tuy nhiên, ông bây giờ vẫn chưa thoát khỏi sự giam cầm của tượng đá. Tôi nghĩ, một khi hồn khí của ông trên cây thương có thể ngưng tụ lại một lần nữa tụ thành hình tượng của chính ông thì có thể sẽ không phải chịu sự giam cầm của tượng đá nữa. Tôi còn có một biện pháp, chúng ta có thể đến Trác gia, hủy đi tượng đá mà lúc trước ông ẩn thân. Một khi bị hủy rồi thì sự giam cầm của nó đối với ông cũng sẽ mất hiệu lực. Diệp Phàm nói, cách này có thể thử, nhưng, ở tượng đá đó vẫn còn tồn tại chút hồn khí của ta, làm như vậy thì hồn khí đó cũng sẽ bị hủy, tuy nhiên, nếu như có thể giải quyết được sự giam cầm đối với ta thì ta tình nguyện thử một lần. Chẳng qua, tượng đá đó nhìn thì bình thường vậy thôi nhưng rất khó bị phá hủy đấy. Thiên Hạo Tử nói, chương 3410, hồn Vũ Vương tiêu tan rồi sao? Mặc dù tôi dùng đạn để nổ nhưng cũng không hủy được nó. Diệp Phàm hừ lạnh nói, một lúc sau nói tiếp. Tuy nhiên, đán phi tử vẫn đang làm những cái này, tại sao Vũ Vương vẫn không có phản kích? Chẳng lẽ cứ để đán phi tử tùy ý làm như vậy, hoặc Vũ Vương đã tiêu tan hồn rồi? Vũ Vương chắc chắn chưa tiêu tan hồn đâu, nếu như ông ta đã tiêu tan rồi thì đán phi tử còn làm gì? Vũ Vương có lẽ bị điều gì đó cản trở nên không thoát thân được. Hoặc là lúc trước đán phi tử bị thương cực nặng, hiện tại chỉ còn lại một chút hồn khí chuyển thế mà thôi. Tuy nhiên, có lẽ Vũ Vương cũng đang lặng lẽ chuẩn bị.
một khi thời cơ chín mồi sẽ tử chiến với đán phi tử. Mà hiện tại đán phi tử không thể công phá đảo thủy tinh của Vũ Vương, nhất định là trên đảo có sự phòng bị nào đó khiến cho đán phi tử phải kiêng dè. Thiên Hạo Tử nói, trước khi bí mật được giải, tất cả đều có khả năng. Tuy nhiên, tiền bối, năm đó nghe nói trên đảo thủy tinh có xà mị ngàn năm, ông đã nghe nói chưa? Diệp Phàm hỏi, đương nhiên là có, đó là sủng vật mà Vũ Vương nuôi. Nghe nói lúc nó nhổm dậy trông chẳng khác nào một ngọn núi nhỏ, cái lưỡi thôi cũng đã bằng cả một cỗ xe rồi. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là ta nghe nói thôi, cũng chưa nhìn thấy xà mị ngàn năm này. Thiên Hạo Tử nói, không phải xà mị đã bị cửu chỉ thần đạo ăn cắp mất rồi sao? Diệp Phàm hỏi, ai nói vậy? Không ngờ Thiên Hạo Tử chưa nghe nói việc này. Năm đó khi tôi đến đảo Thủy Tinh, đã gặp được thân thể hoàn toàn nội khí hóa của đán phi tử. Ông ta nằm trên một chiếc giường. Tôi nghe ông ta nói vậy, hơn nữa, việc này tôi không chỉ nghe một mình ông ta nói. Ngàn năm trước, những cao thủ võ lâm tranh giành bản đồ cửu diệu đảo của cửu chỉ thần đạo dữ lắm. Nghe nói chính là vì con xà mị kia. Tôi nghĩ, mọi người không phải chỉ vì con rắn, mà là muốn thăm dò bí mật của cửu chỉ. Bởi vì cửu chỉ có thể ăn trộm được sủng vật của Vũ Vương, chứng tỏ người này rất không đơn giản. Mà lúc ấy trên đảo Thủy Tinh tôi đã gặp một tượng đá rất lớn, phía dưới có một cỗ quan tài. Người nằm trong quan tài không ngờ là một nữ cương. Hiện tại nữ cương thi này tôi gọi là Thiền Mị, tuy nhiên cô ấy đã bị kim thương của ông đâm thủng vào người rồi. Mà thân thể của cô ấy không ngờ lại thiếu một quả tim, trong khi đó ở núi Xương Bối đã phát hiện một con rối cực lớn. Diệp Phàm nói lại chuyện ở núi Xương Bối lại một lần. Vậy xem ra, Thiền Mị chắc chắn không thể thoát được mối liên hệ với đán phi tử. Hơn nữa, quan hệ giữa Thiền Mị và Vũ Vương có lẽ càng có tính khả năng hơn. Chẳng lẽ người này là hậu duệ của Vũ Vương? Thật ra là đán phi tử muốn luyện Thiền Mị trở thành phi cương hoặc cương thi cao cấp hơn. Mà biện pháp tàn khốc này là một loại tra tấn đối với Vũ Vương. Mà moi tim của cô ấy ra để nhét vào con rối, thực ra chính là khinh bỉ Vũ Vương, có lẽ muốn dùng phương pháp này để ép Vũ Vương hiện thân. Còn về con rối người nói bên trong có quả tim, thì cũng là chuyện bình thường. Ta có thể đi theo người để coi xem sao, nếu như có thể hủy việc bố trí này, khiến cho quả tim quay về thân thể của Thiền Mị, thì có lẽ cô ta sẽ có những đặc trưng nhất định của một người sống. Thiên Hạo Tử nói, chẳng lẽ Thiền Mị không thể hoàn toàn trở thành một người sống được sao? Diệp Phàm hỏi, có khả năng, nhưng, trên người Thiền Mị là do đán phi tử làm. Nếu như muốn để cô ấy sống lại một lần nữa, thì phải loại bỏ sự giam cầm của đán phi tử. Ta nghĩ, Thiền Mị bị đán phi tử dùng một thủ đoạn đặc biệt để giam cầm giống như ta vậy. Chẳng qua ta bị giam cầm trong tượng đá, còn Thiền Mị giam cầm như thế nào thì ta không rõ lắm. Thiên Hạo Tử nói, tiền bối hiện tại còn lại bao nhiêu thực lực? Diệp Phàm hỏi, chỉ nói về thực lực không thì ta đánh không lại một người niệm khí đỉnh giai. Hơn nữa vẫn chỉ là có thể mượn lực của cây thương để giúp ngươi mà thôi. Nhưng, hồn khí của ta có thể không ngừng được bổ sung khí huyết. Chỉ cần có thể khôi phục được một nửa của hoàn chỉnh thì ta có thể đánh ngang ngửa với một cao thủ hồn ly giai. Thiên Hạo Tử nói, vừa tôi không làm hỏng hoàn toàn phong giới trên cây thương chứ? Diệp Phàm hỏi, tuy rằng không hoàn toàn làm hỏng, nhưng nó cũng bị ngươi phá cũng tương đối nặng. Thiên Hạo Tử có chút buồn bực. Vậy thì chữa lại thế nào? Diệp Phàm hỏi. Dùng dược liệu tốt ngâm vào bá vương kim thương hì mới có thể khiến ta hấp thu bổ sung hồn khí được, còn nữa, có thể hấp thụ nhiều hơn huyết quang chi khí. Một khi hồn khí của ta có thể hồi phục tăng thêm một phần, ta có thể phục hồi phong giới này. Đương nhiên, còn có một cách nữa, ta sẽ nói cách khôi phục cho ngươi. Ngươi dùng lực lượng của ngươi có thể giúp ta khôi phục. Tuy nhiên, năm đó ta là thoát thần cảnh đại viên mãn. Phong giới ta bố trí tuy rằng diện tích rất nhỏ, nhưng uy lực lại không tầm thường chút nào. Bởi vì, năm đó ta đem toàn bộ vật bảo bối của mình sắp xếp trên bề mặt phong giới. Cho nên, năng lực chống công kích của phong giới rất mạnh mẽ. Nếu không, không cần ngươi nổ suốt mấy chục giờ mà vẫn chưa mở được như vậy. Nếu như hồn khí của ta ở thời điểm mạnh nhất, thì dù ngươi nổ cả năm cũng không mở được. Thiên Hạo Tử đắc ý nói. Thời điểm hồn khí của tiền bối cực thịnh thì tôi còn dám vuốt râu hùng sao? Chỉ sợ ông dùng cây thương này giải quyết rồi thôi. Diệp Phàm cười nói. Tuy nhiên cây thương này nếu như chỉ dựa vào ta thì không thể hoàn thành công kích được. Ta nói rồi, chỉ có khi ngươi công kích ta cho ngươi mượn lực,
nhờ đó uy lực của cây thương mới lớn như vậy. Nếu chỉ dựa vào ta thì ta không thể động nổi cây thương này. Đương nhiên, nếu như vào thời đỉnh cao, ta chỉ ẩn dùng hồn khí cũng có thể sai khiến cây thương tiến hành công kích trong khoảng cách gần. Thiên Hạo Tử nói, vậy cây thương này thành cây thần thương rồi, có thể không cần chủ nhân mà vẫn có thể giết người được. Diệp Phàm nói, cơ mà cũng khó thực hiện lắm, sẽ tiêu hao hồn khí của ta rất nhiều. Nếu là bình thường ta sẽ không bao giờ làm cả, chỉ khi gặp nguy hiểm đến an toàn sinh mệnh của hồn khí mà thôi. Thiên Hạo Tử nói, tuy nhiên, xã hội hiện đại này rất khó kiếm dược liệu. Đừng nói là dược liệu mấy trăm năm, mà dược liệu chục năm thôi cũng rất khó kiếm rồi. Diệp Phàm cố ý thở dài nói, ngươi nói cũng đúng, ở thời điểm của bọn ta ngày xưa có bao nhiêu người đâu, còn bây giờ thì gấp không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, môi trường đã bị tàn phá nhiều, được nói là dược liệu mà ngay cả đại thụ trăm năm thôi cũng khó kiếm rồi. Tuy nhiên, về mặt huyết khí ngươi có thể nghĩ cách. Thiên Hạo Tử nói, điều này sao có thể, xã hội hiện đại là xã hội pháp chế, hơn nữa các quốc gia đều bước vào thời kỳ xây dựng hòa bình, không có chiến tranh thì không được giết người. Huống chi, tôi cũng không muốn trở thành tên đao phủ. Diệp Phàm nói, ha ha, ngươi hiểu sai ý rồi. Huyết quang ta nói không nhất thiết phải huyết khí của người mới được. Ví dụ như máu của động vật cũng được. Ngươi đem cây trường thương này ngâm trong máu loãng. Ta sẽ có phương pháp đặc biệt để hấp thu huyết khí và dung hợp để khôi phục hồn khí của ta. Khi hồn khí manh rồi thì nội lực của ta sẽ được tăng cường. Về sau càng có sức mạnh để giúp đỡ ngươi hoàn thành một số việc, có đúng không? Thiên Hạo Tử nói. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng không phải là một thằng ngốc. Thiên hạ không có bữa trưa nào là miễn phí cả. Nếu để Thiên Hạo Tử khôi phục toàn bộ, ông ta cường chiếm lại thân thể mình thì không phải sẽ phiền phức sao? Biện pháp này có thể được, tôi làm được, nhưng còn có một cách hay hơn nữa. Đó chính là đi La Thất Bảo, tiền bối hỗ trợ tôi tìm dược liệu. Tôi nghĩ, những dược liệu lâu năm ở đây sẽ tốt hơn nhiều so với máu lợn máu chó đúng không? Diệp Phàm nói. Đương nhiên là tốt hơn rồi. Ta có thể hỗ trợ ngươi đi La Thất Bảo. Thiên Hạo Tử nói. Còn một việc nữa, vừa rồi vị tiền bối kia có phải bị ông che chắn cảm giác rồi không? Diệp Phàm nói. Che chắn, hắn bị ta làm cho mụ mẫm rồi. Thiên Hạo Tử hừ lạnh nói. Tiền bối thật lợi hại, vị tiền bối kia cũng phải có thực lực hồn ly thời kỳ đầu. Điều này chứng tỏ thực lực của tiền bối không chỉ là niệm khí mà. Diệp Phàm cố ý giả ngu hỏi, đương nhiên là muốn lôi ra thực lực thật sự của Thiên Hạo Tử. Ngươi đừng có gài ta đây là hồn khí đối với hồn khí. Nếu là người sống thì ta đâu thể đánh lại được cao thủ hồn ly. Hơn nữa ngươi cũng quá sai rồi. Thiên Hạo Tử nói. Sai lầm, tôi không biết là mình đã sai ở đâu. Xin tiền bối hãy nói rõ hơn. Diệp Phàm hỏi. Tên đó căn bản không phải là hồn ly giai đoạn đầu, mà là thoát thần cảnh giai đoạn đầu. Nếu không phải đẳng cấp nguyên bản của ta cao hơn hắn, thì chưa chắc ta đã đánh lại hắn. Thiên Hạo Tử nói. Thoát thần cảnh, làm sao có thể chứ? Diệp Phàm kinh ngạc, trước kia Lô Định Tông lừa mình là niệm khí đỉnh giai cường giả. Sau Tam Hóa Đại Sư nói Lô Định Tông là hồn ly cảnh. Hiện tại không ngờ lại thăng lên thoát thần cảnh, Lô Định Tông này cũng quá có vấn đề rồi. Ông ta giấu giếm thực lực hồi còn sống của mình để làm gì chứ? Cao thủ thoát thần cảnh có năng lực đoạt thể chuyển sinh, Lô Định Tông này, đúng là giáp tâm bất lương mà. Người này đến từ. Diệp Phàm nói lại chuyện của Lô Định Tông, tất nhiên là nói có chọn lọc. Lâu Lan và nước Tinh Tuyệt đều là xuất hiện sau này, chẳng qua ban đầu ở sa mạc đó cũng có một số người ở. Những người này có lẽ chính là tổ tiên của nước Tinh Tuyệt. Hơn nữa, ta nghi ngờ Lô Định Tông nói không đúng. Ta cũng nghi rằng ông ta không phải là Lô Định Tông, mà là đệ đệ của quốc vương nước Tinh Tuyệt Đạt Ma Cát Thành Tư. Cũng chính là Thanh Vương, người được mai táng ở sườn núi Thanh Vương mà ngươi nói. Thiên Hạo Tử nói, rất có khả năng, hơn nữa, tôi nghi ngờ người này là tổ tiên thật sự của Thập Tam Thanh Y. Bởi vì, năm đó Tranh Vương vị không thành, Đạt Ma Cát Thành Tư bị ca ca của mình truy sát, nên phải trốn ở núi Thanh Vương thành lập tổ chức Thập Tam Thanh Y. Mà ở mảnh đất tàng bảo đó xuất hiện một nữ thi, xác chết nữ, lúc đó cũng là người này kêu tôi bảo tồn lại. Tôi suy nghĩ, liệu nữ thi này có quan hệ với nước Tinh Tuyệt không? Hay nói cách khác nữ thi đó chính là vương hậu của nước Tinh Tuyệt. Diệp Phàm nói, lúc nào ngươi dẫn ta đi xem nữ thi đó, chúng ta cùng xem lại, trước khi xem kỹ thì phỏng đoán cũng không ích gì. Hiện tại chúng ta nói chuyện lâu như vậy,
nhưng có lẽ ngươi cũng không thể nào tìm được ta, mà ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi. Tuy nhiên chúng ta có chung một mục tiêu, đó là hủy Đán Phi Tử. Khi hắn chưa bị tiêu diệt thì thiên hạ còn chưa được thái bình. Thiên Hạo Tử nói. Chương 3411, thật đáng tiếc. Ngày hôm sau, đám người Diệp Phàm trở về Bắc Kinh. Phương Đông Phong được nhập viện điều trị trong bệnh viện Hữu Nghị Bắc Kinh. Nghe nói đã tỉnh dậy, hơn nữa tình trạng chữa trị rất tốt, chỉ bị kích động thần kinh và tổn thương ngoài da mà thôi, đương nhiên cũng có chút nội thương. Lần này Bộ Công an ra lệnh điều động Diệp Phàm đến bôi thực hiện nhiệm vụ bí mật điều tra, cho nên, Diệp Phàm có thể đường hoàng ở lại vài ngày để đi giải quyết việc cá nhân. Thiết Chiêm Hùng đã có thể xuống giường, tập đi nhẹ, chỉ cần không phải vận động quá mạnh thì mọi việc đều đã có thể làm. Đương nhiên, tất cả những điều này là nhờ những dược liệu tốt nhất của Diệp Phàm. Đối với việc giúp đỡ Phương gia, Diệp Phàm không nhắc đến, bởi muốn cho Thiết Chiêm Hùng một bất ngờ. Còn Lệ Vô Nhai đã chuẩn bị xong một bồn hắc cẩu huyết máu chó đen loáng, Diệp Phàm đem Bá Vương Kim Thương ngâm vào trong bồn, phát hiện bọt khí lục bục nổi lên. Được rồi, chất lượng của chỗ máu chó này rất tốt. Con rơi chui vào trong thương, nghe được giọng nói vui mừng của Thiên Hạo Tử. Nếu như không mở phong giới trong thương ra, Thiên Hạo Tử không thể nghe được giọng nói của Diệp Phàm. Ha ha, tuy đó là chó đen, nhưng đó đều là chó ngao lai. Hơn nữa, tất cả đều là chó quân đội, công an xuất ngũ. Đương nhiên chúng ta không giết chúng, mà chỉ mua lại nuôi rồi trích máu thôi. Hơn nữa, tôi có bổ sung vào thức ăn của chúng một số dược liệu, đám chó này còn ăn ngon hơn cả chúng tôi đấy. Diệp Phàm cười nói. Ha ha, ngươi mất công quá. Thiên Hạo Tử cười nói. Ngươi lui ra rồi tí nữa quay lại nhìn cây thương này nhé, xem có thay đổi hay không. Con rơi của Diệp Phàm bay ra, khiếp sợ phát hiện chỉ trong chốc lát, số máu chó trong bồn lớn biến thành nước màu trắng. Huyết khí của máu chó trong bồn dường như bị cây thương hút hết, giờ chỉ còn lại thuần khiết là nước vậy. Hơn nữa, điều khiến Diệp Phàm khiếp sợ chính là cây thương hai thước hiện tại co lại chỉ bé bằng nửa ngón tay út, mà trong chuôi thương còn có một cái lỗ, dùng để móc chìa khóa đều được, mang theo người rất tiện lợi. Cây thương này của tiền bối giống như can tương phi kiếm của tôi vậy. Diệp Phàm cười nói. Can tương phi kiếm, làm sao ngươi có được nó? Thiên Hạo Tử ngạc nhiên nói. Ông xem, đây chính là can tương phi kiếm, bình thường đều có thể cất trong người. Lúc dùng tiếp xúc vào không khí thì có thể lớn thành một cây kiếm thực sự. Hơn nữa, tốc độ rất nhanh, khi công kích chỉ có một đường hư ảnh nhạt, nếu không phải cao thủ thì không thể phát hiện được. Tuy nhiên tôi hiện tại có biên bức hóa hình công kích, rất ít dùng đến nó. Diệp Phàm khống chế phi kiếm can tương. Ha ha, cái này của ngươi đâu phải là can tương. Căn bản chỉ là một thanh kiếm thứ phẩm mà thôi. Không biết tên nào luyện ra một loại tàn thứ phẩm như vậy nhỉ? Thiên Hạo Tử châm chọc cười nói. Ánh mắt của tiền bối đúng là quá cao rồi, một bảo kiếm sắc bén như vậy mà nói là thứ phẩm. So với tiền bối thì không thể so sánh sao? Diệp Phàm cười nói. Ha ha, ngươi nói đúng rồi. Năm đó Lão Phu chính là thủ lĩnh của chế binh phủ, được gọi là khí vương. Năm đó tứ phẩm binh khí do tay ta làm ra không dưới 100 cái, còn binh khí dưới tứ phẩm thì càng nhiều. Thiên Hạo Tử đắc ý nói. Chế binh phủ, hình như trong lịch sử không có triều đại nào xây dựng phủ nào như vậy. Diệp Phàm hứng thú hỏi. Người hiện đại các người thì hiểu thời cổ đại được bao nhiêu chứ? Năm đó, thời kỳ Thủy Hoàng muốn thống nhất lục quốc. Ngày nào cũng đánh trận. Chính là thời đại thiếu hụt một lượng binh khí lớn. Còn ta nổi tiếng vì chế tạo binh khí, cho nên được Thủy Hoàng mời vào trong cung đảm nhiệm chức phủ chủ phủ chế binh. Dưới tay ta là 50 vị đại sư luyện kiếm. Hàng này lò luyện binh phẩm được đốt 24/24. Binh phủ dưới tay của ta cũng phải đạt đến 3.000. Thiên Hạo Tử đắc ý nói. Binh phẩm này cũng có đẳng cấp sao? Diệp Phàm hỏi. Đó là điều đương nhiên, trên đời này bất cứ cái gì cũng có cấp bậc cả. Binh khí chia làm 12 phẩm, cấp độ càng cao thì phẩm chất càng cao, binh khí phẩm chất càng cao, càng dùng sẽ càng thuận tay. Giống như đao kiếm bình thường chỉ có thể xem như là tàn thứ phẩm mà thôi. Uy lực của đao kiếm nhất phẩm một nhát có thể chém đứt một cây lớn rất nhẹ nhàng. Thiên Hạo Tử nói. Vậy thanh kiếm phẩm chất cao nhất mà đại sư luyện ra là mấy phẩm? Diệp Phàm tò mò hỏi. Hai, ta tuy được người ta xưng là khí vương, nhưng đao kiếm phẩm chất cao nhất mà ta luyện ra chỉ đạt ngũ phẩm. Đao kiếm nhất nhị phẩm thì không thể thu nhỏ được, phẩm chất càng cao thì càng thu nhỏ dễ dàng.
Thiên Hạo Tử nói. Cái này, hình như có thể thu nhỏ lại được thì đều là bảo bối. Chẳng qua, cái này hình như không phù hợp lắm so với lời ông nói. Ông nói bảo kiếm của tôi là tàn thứ phẩm, nhưng tại sao nó có thể thu nhỏ lại được? Không phải ông nói, binh khí muốn thu nhỏ lại được thì đều phải từ tam phẩm trở lên sao? Diệp Phàm hỏi. Cái này thật sự có chút kỳ quái, tuy nhiên, phỏng chừng kiếm của ngươi được chế tạo từ chất liệu đặc biệt. Phóng ra để ta coi một chút xem nào. Thiên Hạo Tử nói. Diệp Phàm phóng can tương ra, Thiên Hạo Tử nhìn tỉ mỉ một hồi, thở dài nói. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Đáng tiếc, vì sao? Diệp Phàm hỏi. Gia cá ô thần tốt như vậy mà lại luyện ra một tàn thứ phẩm như vậy, người nói có đáng tiếc hay không? Thiên Hạo Tử nói với vẻ đau lòng. Gia cá ô thần, là cái gì vậy? Có phải rất quý không? Diệp Phàm hiếu kỳ. Đương nhiên là rất quý rồi, loại cá ô thần này thật ra có hình dáng giống như bạch tuộc. Bình thường chúng sống dưới đáy biển sâu mấy ngàn mét, mà cá ô thần dùng để luyện ra thanh kiếm của người ít nhất cũng phải 200 năm tuổi. Loại này càng quý giá hơn, da của chúng có thể chế ra rất nhiều thứ, da cá ô thần vốn có tính co giãn mà. Nếu như để lão phu luyện, thì tuyệt đối có thể thành bảo kiếm tứ phẩm. Độ sắc bén thì kiếm của ngươi không thể so sánh được. Ngươi nghĩ xem, cá ô thần ở dưới đáy biển khó bắt biết chừng nào. Thiên Hạo Tử bộ dáng đau lòng nói. Hiện tại có thể vào lò luyện chế lại được không? Diệp Phàm nhất thời cao hứng. Vô dụng thôi, nếu luyện lại thì nhiều nhất cũng chỉ ra được bảo kiếm nhất nhị phẩm. Hơn nữa, thanh kiếm này của ngươi dùng quá ít ra cá ô thần, nếu dùng để luyện chế lại thì căn bản không dùng được. Thiên Hạo Tử thở dài, một lúc sau nói. Tuy nhiên, cây bá vương kim thương này lại là binh khí nhị tam phẩm đấy. So với can tương của ngươi còn lợi hại hơn nhiều. Hơn nữa, có lão phu ở bên trong, lúc ngươi sử dụng tốc độ sẽ là siêu cường. Khi lão phu khôi phục được tam thành hồn khiếm chúng ta phối hợp với nhau có thể giết chết được một tiên thiên đại viên mãn cường giả. Ngay cả bán niệm khí, chúng ta cũng có thể giết được. Thiên Hạo Tử nói. Nhưng vãn bối không thể có được sự đồng ý của cây thương này. Diệp Phàm hỏi. Ha ha, trước đó ngươi không có được sự đồng ý của cây thương đó là vì lão phu cự tuyệt ngươi. Hiện tại một tia hồn khí của tên đầu chọc Trác Bình Hải Kim kia đã bị người diệt rồi, thì cây thương này đã là của ngươi. Bây giờ ngươi thử xem. Thiên Hạo Tử cười nói. Diệp Phàm làm theo, lần này nội khí rất thuận lợi đi vào cây thương. Thuận tay vung một chiêu, bá vương kim thương liền bay vút lên. Trên không trung rất linh hoạt, hơn nữa Diệp Phàm phát hiện, cây thương có thể biến hình. Tạm thời ngươi vẫn không thể để cây thương trong người như với bảo kiếm kia được, chỉ có thể mang theo mà thôi. Tuy nhiên, sau khi co lại cây thương này cũng rất nhỏ, mang theo cũng rất thuận tiện. Một khi ngươi ma hợp với cây thương này thì có thể để vào trong người. Đến lúc đó, ngươi mới có thể thật sự nhìn thấy uy lực của binh phẩm tam phẩm này. Thiên Hạo Tử nói. Tuy nhiên, nghe khẩu khí của tiền bối, vị can tương đại sư này rất nổi tiếng đúng không? Đương nhiên, điểm này ta không phủ nhận, can tương là người nước Ngô thời Xuân Thu, từng chế tạo kiếm cho vua Ngô. Về sau ông ta cùng vợ mình là Mạc Tà phụng mệnh luyện bảo kiếm cho Sở Vương, được hai thanh, một thanh là can tương, một là Mạc Tà. Can tương đem Mạc Tà kiếm hiến cho Vũ Vương, còn đưa can tương kiếm cho con trai, Sở Vương sau khi biết liền tức giận, về sau bị Sở Vương giết chết. Con trai ông ta khi trưởng thành, tìm cách báo thù cho cha. Mà thứ phẩm thật sự của Mạc Tà bảo kiếm lên tới lục phẩm. Lão phu nhiều nhất cũng chỉ luyện ra được đao kiếm ngũ phẩm mà thôi. Lục phẩm thì từ trước đến giờ chưa luyện chế thành công bao giờ. Cả đời lão phu là luyện chế được một binh khí hơn ngũ phẩm, nhưng mục tiêu này không thực hiện được. Hơn nữa, trước kia lão phu đi đảo thủy tinh thật ra cũng là vì tâm nguyện này. Bởi vì, lão phu nghĩ nếu đảo thủy tinh là phủ chỉ của Vũ Vương, không chừng có thể tìm ra được nguyên liệu để chế tạo ra lục phẩm bảo kiếm. Vì giấc mộng cả đời của lão phu, đương nhiên, cũng là vì muốn đột phá lên cảnh giới cao nhất, lão phu đã đi thủy tinh đảo. Tất cả những điều này hình như đều là ý trời, thực ra cũng là người làm, đều là vì tên chó đán phi tử này. Thiên Hạo Tử cắn răng nói. Diệp Phàm vừa nghe, lập tức nghĩ tới việc chế tạo chân giả cho hai người Hồng Tà và Lệ Vô Nhai. Có một đại sư luyện chế như vậy chỉ đạo, việc này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Sau đó, hắn liền chạy đi tháo một chiếc chân giả ra để cho Thiên Hạo Tử nhìn. Chương 3412, không để lại thứ gì. Này! Loại gỗ tuyết nham này cũng khá tốt, có thể lão phu sẽ chế tạo được thàng binh khí tam phẩm.
Nhưng loại gỗ tuyết nham này không thể co lại được nhiều. Nếu đùng rể luyện chân giả thì đúng là rất xa xỉ. Đương nhiên loại chân giả này dưới tay tôi hoàn toàn có thể luyện chế ra mấy cái chân giả khác nữa. Hơn nữa vì nó còn có tính hơi co lại, cũng có sự đàn hồi, cho nên cậu sở cũng có cảm giác của thịt. Ngoài ra phối hợp với tài liệu để chế thì hoàn toàn có thể đạt đến hiệu quả của da thịt thật. Thực ra, khi lắp vào chân càng giống như da thịt thật. Đúng rồi, ta thấy ngươi cũng khá lắm. Tuổi của cậu ở thời đại này mà có thể đạt đến cảnh giới tiên thiên, không đơn giản chút nào. Lão Phu có thể xem xét để thu nhận ngươi làm đệ tử, truyền cho ngươi thuật chế khí này. Thiên Hạo Tử liến thoáng nói với Diệp Phàm về thuật luyện khí. Chuyện này, ha ha ha, tôi đã có sư phụ rồi. Đương nhiên, tiền bối có thể thu nhận tôi làm đệ tử ký danh, có được không? Đương nhiên Diệp Phàm cũng không ngốc mà từ chối một chuyện tốt như vậy. Ngươi là người hiện đại, ta là người cổ hủ, sư phụ thì không thể có mấy người được sao? Hơn nữa ngươi cũng không có vị sư phụ nào có khả năng chế tạo vũ khí, đúng không? Làm đồ đệ, quan trọng là ở tâm. Hơn nữa, nếu ngươi thực sự muốn trở thành đồ đệ của Thiên Hạo Tử, ta cần phải từ từ xem xét ngươi đã. Làm đồ đệ của ta không dễ thế đâu. Hơn nữa, còn phải kiểm tra ngươi, có khả năng bẩm sinh về chế tạo binh khí hay không đã. Không có khả năng thiên phú thì hằng ngày ngươi có quỷ khóc van xin ta cũng sẽ không nhìn ngươi một cái nào đâu. Đồ đệ của ta không thể làm hỏng thanh danh của ta được. Thiên Hạo Tử nói đấy khí thế. Ông như vậy rồi còn tính toán đến thanh danh làm gì nữa. Diệp Phàm thầm oán ông ta, ngoài miệng cũng nói. Được, tôi chấp nhận kiểm tra. Nhưng nghe nói nếu có lò bếp thì chế tạo vũ khí sẽ dễ hơn. Ngoài ra lò bếp còn có tác dụng tăng công lực rất lớn. Như vậy cũng tiết kiệm được nội lực, nếu trước kia tiền bối có trông coi phủ binh, vậy chắc chắc là lúc còn sống có giữ lại ít lò bếp tốt đúng không ạ? Diệp Phàm nói. Không có. Không ngờ là Thiên Hạo Tử lại dội cho một gáo nước lạnh. Sao có thể như thế được? Diệp Phàm vẫn chưa từ bỏ ý định. À, năm đó Hạng Vũ tấn công, phóng hỏa thiêu rụi hoàn toàn phủ binh. Tên ngốc này không biết tiếc tài sản gì cả. Y muốn làm gì cũng nên để lại cho mình những thứ cần thiết. Y cho rằng để lại đồ của triều trước là điểm xấu. Lúc đầu, nếu ông ta để lại những binh khí tốt nhất thì có lẽ dựa vào những binh khí đó mà Lưu Bang chưa chắc đã chiếm được thiên hạ của ông ta. Người này có võ công tuyệt đỉnh, phí phách thô bạo, chỉ là thiếu chữ tâm. Thiên Hạo Tử căm giận nói. Ha ha, đây là thiên ý rồi. Nhưng dưới tay Lưu Bang cũng có một số lượng lớn cao thủ đấy chứ. Hơn nữa cũng có thể chế tạo binh khí được đúng không đại sư? Diệp Phàm gượng cười một tiếng. Vớ vẩn, đại sư chế khí kia của Lưu Bang sao mà so sánh với Thiên Hạo Tử ta được. Còn không xứng xách giày cho lão phu đâu. Thiên Hạo Tử nổi diện, miệng tượng đá tự nhiên cứ run lên, nhìn Diệp Phàm muốn bật cười. Phải, phải, vẫn là đại sư lợi hại. Diệp Phàm tâng bốc. Nhưng có lẽ lúc đầu tiền bối cũng bị phản tặc Hạng Vũ bắt được. Sau đó bị người ta truy đuổi đường cùng phải đến đảo Thủy Tinh. Diệp Phàm cố tình nói, muốn bí mật lộ ra càng nhiều. Ôi, đều là do tên ngốc đó không hiểu chuyện. Người này hữu dũng vô mưu. Hơn nữa còn không biết dùng người, đến cuối cùng là bị cô lập tứ phía. Hơn nữa, nếu lúc trước y không truy bắt ta khắp nơi thì ta cũng sẽ không đến đảo Thủy Tinh. Chính là thúc phụ của y Hạng Lương Đô đã khuyên y nên lấy việc chính là thu phục ta, nhưng người này không nghe. Đã phái ba gã đại tướng đuổi giết ta, còn những đại tướng đó đều có thực lực thoát thần cảnh, bất đắc dĩ ta phải dạt đến đảo Thủy Tinh. Không ngờ rằng một vụ đánh cược mà làm mất đi tính mạng của tôi. Thiên Hạo Tử nói giọng đầy bi thương. Hơn nữa trên đường chạy trốn còn mang theo rất nhiều binh khí đỉnh lô, nhưng đến đảo Thủy Tinh ta đã làm mất không ít thứ. Về phần đỉnh lô một cái cũng không còn. Chẳng lẽ lúc đó hoặc là sớm hơn tiền bối không thể nhớ ra đại sư chế tạo binh khí hay sao? Nếu như biết được chỗ ở của bọn họ biết đâu sẽ phát hiện ra điều gì đó. Nhưng đỉnh lô cao cấp đó cũng không dễ mà hỏng được có đúng không? Diệp Phàm vẫn chưa từ bỏ ý định. Mấy ngàn năm rồi, người còn có thể tìm thấy cái gì? Chỗ ở ban đầu của các đại sư đã biến dạng rồi. Chuyện này phải nói rõ. Hơn nữa địa hình sông núi đã có thay đổi tương đối nhiều rồi. Người có bảo ta đi tôi cũng không nhận ra được. Hơn nữa, lúc đó ta chuyên tâm về chế tạo binh khí, nào có hay đi thăm hỏi bọn họ. Còn bọn họ cũng không hay đến tìm ta. Thiên Hạo Tử bây giờ thảm hại như vậy nhưng vẫn có vẻ nổi tiếng của một ông vua máy.
Đúng rồi, tiền bối Trác gia đó ở Thái Lan, ngoài tên đầu chọc Trác Bình Bình Kim ở nước ngoài còn có người võ công cao hơn y đúng không? Diệp Phàm hỏi. Chuyện này ta cũng không rõ lắm, người ta có cao thủ hay không tôi sao biết được. Nhưng nếu nói có người mạnh hơn cả Trác Bình Hải Kim thì không có. Nhưng ta cũng không chắc chắn, thế giới lớn thế này người ta muốn giấu sao ta biết được. Thiên Hạo Tử nói những câu này cũng như không. Đúng rồi, có phải ngươi có liên quan gì đến Trác gia hay không? Đương nhiên, nguyên nhân cũng không phải là do tôi khiêu khích. Diệp Phàm đem chuyện ân oán của Diều Hâu và Trác gia nói cho Thiên Hạo Tử nghe. Không ngờ vì tượng đá này mà còn làm ra nhiều chuyện như vậy, thật là khó lường. Đán phi tử này đúng là hại người rất tàn độc. Thiên Hạo Tử thở dài. Ừ, có lẽ là ở trước mắt các ông cảm thấy buồn cười, nhưng đối với một người hiện đại như tôi mà nói chuyện này không buồn cười. Trong võ thuật truyền thống của đất nước, người này là một nhân tài hiếm. Tuy võ thuật truyền thống Trung Quốc hiện nay đang xuống dốc nhưng vẫn còn có người giỏi. Diệp Phàm cảm thán nói. Súng ống hiện đại đã làm chuyển biến quan niệm truyền thống về võ thuật truyền thống Trung Quốc đang xuống dốc thì các ngươi càng dễ dẫn đầu. Thiên Hạo Tử cười nói. Nói thế là thế nào? Diệp Phàm hỏi. Ngươi xem, trong xã hội hiện đại người có chút võ công có thể bắt nạt được người khác, thì nghiễm nhiên trở thành bá vương rồi. Tuy xã hội hiện đại có luật pháp nhưng cũng không thể đảm bảo được công bằng cho tất cả mọi người. Hơn nữa ở thời cổ đại có được 3, 4 đẳng cũng chưa dám khoe khoang, người không có được 12 đẳng cũng đừng có đi chơi làm gì. Nếu không, người có chết cũng không rõ ràng được đâu. Thực ra Thiên Hạo Tử nói cũng có lý. Cũng có lý, pháp luật cổ đại không kiện toàn mà thôi. Diệp Phàm cười nói. Diệp Phàm nhìn trong thiên sinh bát, phát hiện ra có một con rắn nhỏ đang im lặng nhưng nghe nói bệnh cuồng bạo vẫn đang tiếp tục. Hơn nữa, vừa nhìn thất Diệp Phàm, con rắn nhỏ như nhìn thấy người thân, hải bá xông tới. Diệp Phàm ngồi ở bên đầm, con rắn nhỏ bò tới quấn quanh tay Diệp Phàm. Hải bá tức muốn xông lên cướp con rắn nhỏ nhưng lại nhìn thấy Diệp Phàm. Người này chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn Diệp Phàm, hơn nữa ở trong cái đầm cực lớn kia cũng quấy cho nước kêu bùm bùm, bọt phun tung tóe. Ha ha ha, Diệp lão đại, anh cố tình để người ta nhìn thấy à? Đường Thành Đại cười phá lên. Nhìn xem ông đây chừng trị cậu thế nào. Diệp Phàm giơ tay lên, hải bá sợ đến mức lập tức lặn xuống dưới, tốc độ cực nhanh, Diệp Phàm nhoài người xuống ý là đã chừng trị được rồi. Vậy mới đúng chứ, mày mà cũng dám khiêu chiến với tao chán sống rồi phải không? Diệp Phàm đá một cái lên người hải bá, nó cùng liếm chân răng thối của Diệp Phàm. Anh ấy à? Không có khí phách gì cả. Đường Thành mắng hải bá một câu. Cậu có khí phách thì lên thử xem. Diệp Phàm suy nghĩ cười như nói. Tôi không muốn làm bao cát đâu. Đường Thành nhún vai. Đúng rồi Đường Thành, hình như cậu cũng đã 30 mấy rồi, còn không đi tìm người sẽ muộn mất đấy. Diệp Phàm cười nói. Vua còn không vội thì thái giám gấp gáp cái gì. Anh xem đồng chí Tiểu Bàng bây giờ bị thập lục quản, đến tiền bạc cũng bị niêm phong trong nhà kho, thảm quá. Không có vợ thoải mái biết bao, muốn chơi thế nào thì chơi. Đường Xuân gượng cười rồi thần bí nói. Anh Diệp, tôi thấy Thủy Mẫu và Lạc Phi hình như có chút chuyện. Ha ha, cũng nhìn ra à. Diệp Phàm sửng sốt. Cảm giác, chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Hơn nữa, hai người đều đang ở rất gần đây được cấp trên thưởng lộc đúng không? Đường Thành nói. Có phải cậu ghen tị không đấy? Diệp Phàm cười nói. Vớ vẩn. Không hợp với sức tôi, nếu như thực sự cưới cô ấy về ông cụ còn không đánh gãy chân tôi mới lạ. Ở cùng với Lạc Phi rất hợp, giang hồ với bụi cỏ, môn đang họ đối mà. Đường Thành nói, cũng đúng, anh mà lấy vợ về chắc là nhà người ta phải giàu có lắm. Nếu không, người của Đường gia sẽ không cho anh vào cửa đâu. Diệp Phàm liếc nhìn Đường Thành một cái rồi hỏi, cậu có mục tiêu chưa? Ha ha ha, chơi thì có đang chơi mấy người nhưng vẫn chưa quyết định. Việc này không dễ đưa ra chủ ý đâu. Đường Thành thở dài. Chơi nhưng đừng chơi quá là được, cậu mà kết giao với ai thì chắc chắn là người đó con nhà quý tộc. Đến lúc các đại tiểu thư này mà nổi máu ghen lên đánh nhau thì Đường ra phiền toái to rồi. Diệp Phàm nói. Nếu là con gái nhà bình thường thì cũng dễ giải quyết hơn đúng không? Đến lúc đó đến Hồng Diệp bảo ăn cơm, xem ai dám đến gây phiền. Đường Thành nói rất cao ngạo. Đúng. Chỗ này của tôi thành chỗ nánh nạn, nhưng, tiền thuê nhà một ngày đủ 1 triệu, hơn cũng không cần. Diệp Phàm cười gượng một tiếng.
Anh thật độc ác. Đường Thành bị nghẹn thở. Cậu muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, cậu Đường Đường là một thái tử. Tôi vì cung cấp chỗ nánh nạn cho cậu mà gặp bao nguy hiểm. Không làm cẩn thận, chỉ vì mấy triệu mà còn phải đền cả Hồng Diệp Bảo ấy chứ. Cơn giận của Đường gia, Diệp Phàm tôi đỡ không nổi đâu. Diệp Phàm nói, phát hiện ra con rắn quấn trên cổ tay mình đang ngủ, nó ngủ để bớt phải lo chuyện. Đừng có coi thường mình như vậy, anh Diệp, anh hiện tại ít nhất cũng là một cái cây trung bình rồi, mà bên cạnh anh cây to hơn cũng nhiều, mà cây nhỏ hơn cũng không ít. Bất cứ gia tộc lớn nào muốn động đến Diệp gia thì đều phải suy tính hậu quả trước. Đường Thành có vẻ mất hứng đứng lên. Cậu đề cao tôi quá rồi. Diệp Phàm cười nói. Chương 3413, không phải là Tân Bốc. Chuyện này không phải là Tân Bốc, vì sao mà mấy gia tộc có thế lực ở Bắc Kinh đều nhiệt tình với anh, đây là khả năng. Không có khả năng thì người ta cũng chỉ liếc mắt đến anh rồi đi mà thôi. Đó chính là sự thực, có lẽ từ xa xưa đã là như vậy rồi. Đường Thành thở dài nói. Vừa mới về đến phòng khách đã phát hiện ra Diệp Tử Kỳ dẫn theo vợ là Tống Thiến Thiến đang nói chuyện với Kiều Viên Viên trong phòng khách. Anh về rồi à? Diệp Tử Kỳ vừa nhìn thấy Diệp Phàm đi vào, hai vợ chồng họ liền đứng lên chào hỏi. Em đến lúc nào thế? Diệp Phàm hỏi. Vừa mới đến lúc sáng, nghe nói anh phải ra nước ngoài làm nhiệm vụ. Diệp Tử Kỳ nói. Ừ, anh mới về. Diệp Phàm nói xong nhìn vợ một cái. Em bảo nhà bếp làm mấy món ăn, anh và Tử Kỳ đã lâu không uống với nhau rồi, gần đây bận quá, cũng chưa về thăm nhà được. Không sao đâu anh, bố mẹ cũng bảo nếu anh không có thời gian thì không phải về đâu. Cứ làm tốt chuyện của mình là được. Diệp Tử Kỳ vội nói. Hai, là anh bất hiếu. Diệp Phàm thở dài ngồi lên ghế, vẻ mặt chua xót. Anh hai đi làm việc lớn, Diệp gia chúng ta cũng được tự hào về anh mà. Bố mẹ ở gần chúng ta, có thời gian qua một chút là được. Có lúc cũng phải đến Sở Thiên Các Diệp phủ của Thủy Châu ngồi một lúc. Hơn nữa, lấy thuốc tốt cho mọi người dùng, tinh thần của mọi người cũng khá lên nhiều rồi. Diệp Tử Kỳ nhanh mồm nói. Đúng rồi, Diệp Cường bây giờ làm ăn thế nào rồi? Lâu rồi anh cũng chưa gọi điện cho anh ấy. Diệp Phàm hỏi. Anh ấy cũng bận, bây giờ tài sản của tập đoàn Bàn Đế đã lên đến 2 tỷ. Tập đoàn lớn như vậy cũng có nhiều việc, lợi nhuận của công ty cũng khá, lần trước em đến Thủy Châu ở cùng phòng với anh ấy nói chuyện lâu lắm. Đương nhiên, chuyện phiền lòng cũng không ít, ngay đến chuyện của bản thân cũng không có thời gian mà để ý đến. Diệp Tử Kỳ nói. Chuyện của bản thân, anh ấy cũng khá nhiều tuổi rồi, 30 mấy rồi còn gì nữa. Nếu không lo chuyện cá nhân đi thì sắp leo sang đầu 4 đến nơi rồi. Diệp Phàm nhíu mày hỏi. Nhưng, anh ấy theo đuổi một tiểu mình tinh ca nhạc, anh không thích. Loại con gái này chơi thì được chứ không thể làm vợ. Đàn ông các anh nói thì hay, phụ nữ không phải là đồ chơi của đàn ông. Dù cô ta là ai, anh muốn lấy người ta thì cũng đừng chơi đùa. Lúc nào đó em phải gọi điện tâm sự với Diệp Cường, đừng làm chuyện gì với cô ta, có tiền cũng không thể làm bậy được. Kiều Viên Viên tức giận lườm Diệp Phàm một cái. Ha ha, anh rất thật thà mà. Diệp Phàm cười gượng. Anh thật thà, anh mà thật thà thì lợn trên thế gian này biết trèo cây mất. Kiều Viên Viên lại lườm Diệp Phàm một cái. Chị dâu, anh cũng không tệ thế đâu. Một lòng lo cho sự nghiệp, chị nhìn anh ấy kìa, không dựa vào gia đình là tự lực đi lên. Có được sự nghiệp riêng không dễ dàng gì. Hơn nữa, bây giờ anh ấy đã ở chức vụ cao, nhiều người ghen tị, có những người không làm việc mà chứ chằm chằm nhìn vào người khác. Còn một cán bộ trình độ như anh ấy lấy đâu ra sau lưng có hậu trường chứ? Đương nhiên là Diệp Tử Kỳ nói giúp anh mình. Tuy Tống Thiến Thiến nói lắp bắp một chút nhưng trong trường hợp này cũng không dám giúp Kiều Viên Viên, dù sao thì Diệp Phàm cũng là chủ của cái nhà này, không ai có quyền khiêu chiến với hắn. Kiều Viên Viên là người hay nói đùa, nói mấy câu về chuyện vợ chồng, người ngoài nói xen vào sẽ không ổn. Chuyện này thì chị rõ, thôi, không nói nữa. Tử Kỳ, em mau nói chuyện của cha vợ cho Diệp Phàm nghe đi, nếu không, không biết là anh ấy sẽ bay đi lúc nào đâu. Kiều Viên Viên rất được thể, lại là một cô gái khéo léo. Cô biết, cảnh cáo Diệp Phàm thì vẫn phải cảnh cáo. Đây chính là biểu thị công khai sự tồn tại của một nữ chủ nhân uy quyền. Nhưng cô cũng không khai thác quá nhiều, nếu không việc này sẽ càng thêm loạn. Nhà Thiến Thiến có chuyện gì sao? Diệp Phàm sửng sốt hỏi. À, chuyện này em vốn không muốn làm phiền anh, nhưng nhà chúng em không qua nổi hạn này.
Sắc mặt của Tống Thiến Thiến tối sầm lại. Không sao, chúng ta là người một nhà, có việc gì em cứ đến Hồng Diệp Bảo hoặc gọi điện thoại. Diệp Phàm khoát tay. Cha em là ăn buôn bán nhỏ, chuyện này anh hai cũng biết, mấy năm nay cũng kiếm được ít tiền. Tài sản trên đầu ngón tay cũng được hơn chục triệu, nhưng bây giờ gặp phải phiền toái lớn. Làm không được chục triệu bồi thường vào cũng chưa đủ mà còn phải ngồi tù nữa. Tống Thiến Thiến vừa nói ánh mắt còn đảo sang xung quanh. Em cứ nói đi. Diệp Phàm hừ một tiếng. Ngoài Tam Hoàn còn có ba tòa nhà nữa diện tích tương đối lớn, hơn nữa bên cạnh còn rất nhiều đất trống. Cha em đi nghe ngóng, nghe nói tòa nhà này là của một ông chủ có tên là Lưu Hải. Về sau Lưu Hải còn lấy ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cha lo lắng. Còn bắt mang mấy tờ giấy chứng nhận đó đến cơ quan có thẩm quyền để kiểm chứng, đúng là thật. Tòa nhà kia cũng không đắt, khoảng 13 triệu NDT. Cha cũng tiếp nhận nó, hơn nữa vì sửa sang lại căn biệt thự đó mà ông ấy còn vay ngân hàng đến hơn 60 triệu. Ba tháng qua đi, sửa sang đã xong rồi. Ba còn muốn làm tu bổ một chỗ để làm xưởng sửa chữa ô tô. Nào ngờ, lúc chuẩn bị khai trương thì giám đốc Trần Hoành công ty Hải Đạt tìm đến cửa. Nói đây là tòa nhà của bọn họ. Tống Thiến Thiến tức giận nói. Bọn họ có chứng cớ không? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên là có, hơn nữa anh ta còn lấy ra những văn bản chứng minh tòa nhà này là của họ. Lúc đó cha em không tin còn chỉ trích rằng giấy tờ của họ là giả. Còn giám đốc Trần thì lại chỉ trích giấy tờ của cha em là giả. Cứ như vậy, hai bên xung đột, cha em vẫn tổ chức khai trương, giám đốc Trần thì dẫn người đến tranh cãi ầm ĩ. Hơn nữa, còn phái người đến chiếm toàn bộ nhà máy mới sửa. Cha em không có cách nào đành phải kiện giám đốc Trần ra tòa. Nào ngờ, tòa án mang giấy đi kiểm chứng, cuối cùng phát hiện ra, giấy tờ của cha em là thật, giấy tờ của giám đốc Trần cũng là thật. Tống Thiên Thiên nói, thú vị đấy, xuất hiện hai cái thật, chắc chắc phải có một cái là giả đúng không? Diệp Phàm lại thấy có hứng thú. Nhưng kiểm tra giấy tờ mà hai người đưa ra đều có con dấu. Sau đó tòa án lại điều tra từ đầu. Cuối cùng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cha em đưa ra trước kia là giả. Cha em thua kiện, bây giờ tòa nhà đó là của giám đốc Trần. Cha em bị sốc mà sinh bệnh, bây giờ đến nhà ở của gia đình cũng không giữ được, hơn nữa còn nợ mấy trăm vạn bên ngoài. Mà tiền thì Tử Kỳ vẫn còn mượn ở chỗ anh, cha em không nuốt trôi cục tức này. Hơn nữa, nếu không lật lại chuyện này thì từ nay về sau Tống gia chỉ còn hai bàn tay trắng. Ngoài ra tên giám đốc Trần kia cũng không buông tha. Nói rằng cha em làm giả giấy tờ lừa gạt cơ quan bất động sản, người của pháp viện còn nói phải mang cha em đi xét xử thẩm vấn. Chuyện này cũng đã giao cho bên cơ quan công an điều tra. Cuối cùng Tống Thiến Thiến nói nghẹn ngào không thành câu. Thế lúc đó nguyên chủ nhân là Lưu Hải đâu? Sao các em không đi tìm gã? Diệp Phàm hỏi. Gã vốn là một tên vô lại, gã chơi xỏ lá. Hỏi một câu cũng không biết còn nói là không quen biết cha em. Nhiều lần ba em đi tìm Lưu Hải mà sinh ra tức giận, có một lần cha em uống rượu say còn bị bọn chúng đánh nữa. Bên tòa án cũng phái người đi tìm Lưu Hải, gã nói không biết cha em, bên tòa án họ cho rằng ba em nói dối. Hơn nữa, nghe nói anh rể của Lưu Hải là một cán bộ cấp cao. Tống Thiến Thiến nói, công tác ở đâu? Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Hình như là ở Bộ Xây dựng Quốc gia. Tống Thiến Thiến nói, có chuyện lạ như vậy sao, các em sửa sang cũng có 2-3 tháng. Hơn nữa, tên giám đốc Trần đó vì cái gì mà trước đó không đến gây sức ép. Mãi đến khi các em chuẩn bị khai trương thì mới ra mặt. Đây không phải là điểm hoài nghi sao? Diệp Phàm nhíu mày hỏi. Đúng vậy, lúc đó cha em cũng chất vấn gã nhưng gã sớm đã có sự chuẩn bị. Nói là toàn nhà đó trước kia cho người khác thuê, mà thuê mấy tháng một. Nhưng tiền thuê nhà vì là năm đầu mới thuê cho nên gã chưa muốn gây sức ép nên chưa can thiệp vào. Hơn nữa, nếu sửa sang lại thì chắc là còn tiếp tục thuê nữa, gã còn âm thầm vui mừng chứ không đi hỏi chuyện này. Tống Thiến Thiến nói, thật ra tất cả đều được sắp đặt trước rồi, nhưng chắc chắn tên giám đốc Trần này có vấn đề, có lẽ đã câu kết với Lưu Hải để hãm hại. Các em có báo chuyện này cho cảnh sát không? Diệp Phàm hỏi, báo rồi, về cơ bản chẳng có tiến triển gì. Hơn nữa, tên giám đốc Trần kia còn thúc ép toàn án chuyển vụ án này cho Cục Công an điều tra. Kết quả là cảnh sát đến tìm cha em mấy lần, muốn dẫn ông ấy đi, kết quả là cha em lại bị bệnh rồi. Còn chúng em lại phải đi nhờ cậy các mối quan hệ để ông ấy được ở trong viện chờ điều tra.
Tống Thiến Thiến nói. Bây giờ Lưu Hải còn dám ở nhà không? Diệp Phàm hừ lạnh nói. Hình như gã không sao cả ngày lúc ẩn lúc hiện trên đường. Còn công ty hải đạt của giám đốc Trần đã khai trương rồi, lấy 3 xưởng cha em đã sửa làm xưởng sửa chữa, lắp ráp linh kiện ô tô. Hiện tại kinh doanh rất náo nhiệt, lúc đó cha em chọn chúng địa điểm này vì thấy có không ít xe cộ qua lại. Hơn nữa còn rẻ. Tống Thiến Thiến nói. Em sớm đã nói hàng rẻ là hàng không tốt rồi, bây giờ còn bị lừa nữa. Lúc trước, em khuyên cha phải chú ý điều này nhưng ông ấy không nghe, còn nói em không tinh mắt, chờ mà xem ông ấy phát tài. Tống Thiến Thiến nói. Vậy là đám đất trống ấy cộng thêm toàn nhà kia giá thực tế chắc phải hơn 1.300 vạn. Diệp Phàm hỏi. Khá lắm, vậy thì đám đất trống và tòa nhà kia trên thực tế giá trị ít nhất cũng phải 20 triệu. Lúc đó Nhạc Phụ chính là tiếc rẻ. Hơn nữa địa điểm tốt, ông ấy bị lừa cũng là phải. Diệp Tử Kỳ nói. Anh rể của Lưu Hải làm trong bộ xây dựng hơn nữa chức vụ còn không thấp. Ngành xây dựng và ngành quản lý bất động sản có liên quan lớn đến nhua. Mà Lưu Hải có lẽ là gã đã lợi dụng danh tiếng của anh rể mình để lách luật. Diệp Phàm nói. Gã này chắc là như vậy, nhưng chúng ta có cách nào đây? Bên cơ quan công an lại kéo dài thời gian không biết đến lúc nào mới điều tra được. Chỉ e không chưa điều tra ra thì tên giám đốc Trần kia đã giăng lưới hạ quyết tâm bắt cha chui vào đó. Nếu không, sao sau khi khai trương răm, 3 ngày gã vẫn chưa làm? Tống Thiến Thiến nói. Hơn nữa, tên giám đốc Trần kia dẫn theo đám đầu gấu đến. Lần đó chính là ba bị người kia đánh thương. Chương 3414, cơ quan chi thuật. Việc này do cơ quan công quan ra mặt điều tra thì hợp lý, anh sẽ gọi cho chủ tịch thành phố Ngô, kêu ông ta đích thân cử người xuống điều tra. Như vậy hiệu quả chắc chắn sẽ cao hơn. Hơn nữa, Thiến Thiến, em cũng đừng chỉ trích cơ quan công an nữa. Thủ đô lớn như vậy, một ngày xảy ra không biết bao nhiêu chuyện. Cảnh sát cũng không phải thần thánh, việc gì cũng cần có thời gian để điều tra. Và lại, việc này nếu đã là Lưu Hải làm, chắc chắn sẽ làm rất bí ẩn, muốn điều tra ngay thì sẽ không hề dễ dàng. Đương nhiên, có chủ tịch thành phố kiêm cục trưởng cục công an Ngô ra mặt thì chắc chắn sẽ điều tra nhanh hơn. Diệp Phàm nói. Anh, việc này đợi không được nữa rồi. Xin anh. Việc này thật sự không đợi được nữa rồi. Không ngờ Tống Thiến Thiến lại khóc nấc lên nói. Em gấp cái gì, có anh lên tiếng rồi thì chắc chắn ba em sẽ không sao đâu. Diệp Phàm nhíu mày nói. Diệp Phàm, việc này anh không rõ rồi. Hiện tại bác thông gia đang rất tức giận, bệnh tình càng nặng thêm. Mà ngay cả bác gái cũng tức giận mà sinh bệnh rồi. Còn người trong nhà thì cứ trách bác thông gia lúc đó ham món lợi nhỏ, mà khiến bọn họ bị vạ lây. Bởi vì tiền của bác thông gia đều là mọi người trong nhà góp lại. Của bác ấy chỉ có một nửa thôi. Bây giờ thậm chí còn một số người đòi tiền bác ấy. Anh nghĩ xem, việc này còn có thể kéo dài được sao? Kiều Viên Viên nói. Thời đại này đúng là chẳng còn gì để nói. Lúc có tiền thì mình là đại gia, còn lúc không có tiền thì mình lại trở thành kẻ lừa đảo. Kêu Đường Thành và Lý Cường vào đi. Diệp Phàm tức giận, mắng. Phản thiên rồi hay sao? Dám lừa cả thông gia nhà chúng ta. Không lâu sau, Đường Thành, Lý Cường và Vương Triều đều đã đến, Tống Thiến Thiến lại nói lại một lần. Anh Diệp, thời gian gấp nếu như dùng thủ đoạn bình thường thì sẽ còn phải kéo dài thêm một thời gian nữa. Hơn nữa, rất nhiều chuyện mình điều tra trong ánh sáng thì rất khó ra. Người ta sớm xóa hết vết tích rồi. Vương Triều nói. Vậy thì dùng thủ đoạn không bình thường đi, tranh thủ phá nó trong vòng 2 ngày. Diệp Phàm vỗ bàn nói. Lại được bắt người rồi, ha ha. Đường Thành cười nói, sau đó cùng với Vương Triều vội vàng mà đi. Được rồi, em về nói với ba em rằng, cứ thoải mái lên, trong vòng 2 ngày việc nhất định sẽ được giải quyết. Diệp Phàm khí phách nói. Thiến Thiến, cái này em mang về cho ba nhé, bảo bác ấy uống đi, sẽ có tác dụng đấy. Kiều Viên Viên đưa cho Tống Thiến Thiến mấy viên thuốc, cái này đương nhiên là thuốc do Diệp Phàm phối chế. Cũng chính là sinh mệnh tiềm lực hoàn phẩm chất trung bình. Nghe Diệp Phàm nói vậy, Tống Thiến Thiến cũng yên tâm theo Tống Tử Kỳ đi vào bệnh viện thăm ba mẹ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phàm bay thẳng đến Việt Đông, hắn muốn đi núi Sương Bối. Lão lang vẫn tinh thần 10 phần như vậy. Chuyến đi Thái Lan lần này thu hoạch không nhỏ chứ? Lang Phá Thiên cười hỏi. Thu hoạch, ý anh nói là về mặt nào? Diệp Phàm cười nói. Tiền tài, bảo bối. Lang Phá Thiên nói, tiền tài thì không có,
nhưng cũng có chút thu hoạch, có cả bí mật trên đảo thủy tinh. Diệp Phàm đem chuyện Thiên Hạo Tử nói ra. Đán phi tử lợi hại như vậy, thành thần rồi. Tuy nhiên, Vũ Vương cũng có chút yếu. Nếu đột phá lên một tầng thứ cao hơn, thì tại sao lại bị đán phi tử bắt nạt thảm như vậy? Tôi thấy người này hữu danh vô thực thôi, nếu không đán phi tử sớm xong đời rồi. Đương nhiên, nếu như nói đán phi tử và Vũ Vương cùng một tầng cấp thì tôi nghĩ có lý hơn. Bằng không, đán phi tử dựa vào cái gì mà có thể dụ được nhiều cao thủ thoát thần cảnh như vậy? Huống chi, đán phi tử là người đã chết hàng ngàn năm rồi mà đến bây giờ vẫn khống chế được hồn khí của một số cao thủ thoát thần cảnh. Điều này chứng tỏ ông ta lợi hại hơn những người này. Lang Phá Thiên cũng hứng thú nói. Cái này chỉ là phỏng đoán ở một phương diện thôi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy Vũ Vương cũng thật sự kỳ quái. Đó là hậu duệ của ông ta không thể không còn ai, nhưng trên đảo Thủy Tinh chúng ta không gặp ai cả. Hậu duệ của Vũ Vương đi đâu hết rồi, là cao thủ, gia tộc lớn như vậy không thể đều bị diệt vong rồi. Diệp Phàm nói. Đúng vậy, họ chạy đi đâu nhỉ? Lang Phá Thiên có chút mơ hồ nói. Một lúc sau nói tiếp. Tuy nhiên, đã lâu rồi không hoạt động gân cốt. Nếu như các anh đi Nhật Bản thì kêu tôi một tiếng, mẹ kiếp, không lấy được thứ tốt nào thì không về. Anh đi được không? Diệp Phàm cười cười. Không đi được thì cũng phải đi, thật ra tôi cũng không có nhiều việc để làm. Vẫn dành thời gian để đi được, lâu rồi không cùng huynh đệ xuất ngoại cũng thấy nhớ lắm. Lang Phá Thiên cười nói. Được, lần sau nhất định sẽ gọi anh. Diệp Phàm nói, không lâu sau hai người vào núi Sương Bối. Hai đội viên của tổ A đã đợi sẵn ở ngoài. Hai người đi thẳng đến chỗ con rối. Gần đây con rối này có gì thay đổi không? Diệp Phàm hỏi. Hình như chỗ này có điều kiện khí hậu đặc biệt, nên con rối không có chút thay đổi nào. Mỗi ngày trong tổ đều có người phụ trách chuyên môn đến để lấy máu giám định. Cũng không phát hiện thay đổi nào. Dù sao, con rối này rất có khả năng là do đán phi tử làm ra, thay đổi ra sao thì rất khó để những người ở tầng cấp thấp như chúng ta có thể tìm ra. Lang Phá Thiên nói. Diệp Phàm mở tấm chắn trên cây thương ra, dùng con rơi thông báo cho Thiên Hạo Tử. Đương nhiên, phương pháp che chắn mà Tam Hóa Đại Sư dạy liệu có hữu dụng đối với Thiên Hạo Tử hay không thì rất khó nói. Dường như thực lực của Thiên Hạo Tử còn lợi hại hơn cả Tam Hóa. Khí Vương, ngài xem con rối này có kỳ lạ hay không? Diệp Phàm lấy cây thương ra cầm trên tay. Một lúc lâu sau, giọng nói của Thiên Hạo Tử rót vào tai Diệp Phàm. Nếu ta không lầm thì con rối này cấp bậc rất cao. Phỏng chừng đạt tới lục phẩm, có khả năng phẩm chất còn có thể nâng lên cao hơn. Chẳng lẽ cấp độ của con rối cũng có 12 phẩm giống như binh khí sao? Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy. Thiên Hạo Tử cảm thán nói. Vậy xem ra đán phi tử đích xác bất phàm, con rối này chỉ là thứ mà ông ta tùy tay làm ra. Nếu như làm cẩn thận, thì có lẽ có thể còn làm ra được con rối có thứ phẩm cao hơn. Trong khi khí vương ngài cả đời cũng không làm được binh khí lục phẩm trở lên. Diệp Phàm nói. Tiểu tử nhà ngươi cứ nói thẳng ra là ta không bằng đán phi tử đi cho xong. Thiên Hạo Tử bất mãn nói. Ha ha, tôi không có ý đó. Hai người chưa tỉ thí qua, đâu biết được là ai sẽ hơn ai. Diệp Phàm cười nói. Không cần phải dán thiếp vàng lên mặt ta, ta đứng trước mặt đán phi tử không khỏi có cảm giác vô lực. Đương nhiên, luyện binh khí khác với làm dối. Làm dối khó hơn làm binh khí, bởi vì, cơ bản dối phải hoạt động. Giống hệt như làm người máy trong xã hội hiện đại của các ngươi vậy, rất khó khăn. Thiên Hạo Tử nói. Ông đã nhìn ra bí mật trong quả tim của con rối này hay chưa? Diệp Phàm hỏi. Đụng được một điểm rồi, nhưng, còn chưa sở thấu. Có lẽ, mãi mãi không có cách nào sở thấu. Tuy nhiên, chỉ sờ vào tầng bên ngoài thôi ta cũng không thể không nói rằng đán phi tử là một thiên tài. Không ngờ lại có thể dung hợp được cơ quan chi thuật và nội lực một cách hoàn mỹ như vậy. Thiên Hạo Tử nói. Hai cái này cũng có thể tiếp hợp được với nhau. Diệp Phàm có chút kinh ngạc. Đương nhiên là có thể tiếp hợp rồi, những thợ mộc ngày xưa có thể chế tạo ra những thứ mang động lực, ví dụ như người gỗ, xe gỗ. Những thứ này có thể tự động đi được, đây chính là sự khéo léo của cơ quan chi thuật, hơn nữa cơ quan chi thuật phần lớn dùng để phòng bị trong các huyệt mộ. Có những cơ quan chi thuật từ thời cổ đại cho đến tận bây giờ vẫn có thể giết người được. Có thể thấy được sự lợi hại của nó. Đằng này, đán phi tử lại có thể đem cơ quan chi thuật tiếp hợp hoàn hảo với nội lực như vậy. Cho nên, khi ngươi sờ vào quả tim thì huyết cương của ngươi mới có cảm giác đau lòng.
Đó là bởi vì ngươi đã chạm tới cơ quan, mà nội khí sau khi bị xúc phát đã sinh ra phản ứng như vậy. Đương nhiên, nếu như huyết cương cách xa con rối này thì có lẽ sẽ không cảm giác được. Khi huyết cương của ngươi ở gần con rối thì mới có phản ứng, điều này chứng tỏ huyết cương rất có khả năng có quan hệ với quả tim bên trong con rối. Nhưng cho đến bây giờ chúng ta vẫn không thể hoàn toàn hiểu được tình hình trong quả tim. Cái này phải cẩn thận một chút, chỉ sợ trang bị bên trong cơ quan sẽ hủy mất quả tim này. Đến lúc đó ta và ngươi thật sự sẽ oan rồi. Có thể tháo cơ quan này ra không? Diệp Phàm hỏi. Làm thật cẩn thận, tuy nhiên, để tránh phản ứng dây chuyền, tốt nhất chúng ta hãy làm một phong giới đơn giản. Phạm vi có thể nhỏ một chút, như vậy có thể tránh được bất trắc, bởi có thể đán phi tử sẽ vùi vật gây nổ ở bên trong. Thực lực của đán phi tử chắc chắn mạnh hơn chúng ta. Nhưng, hiện tại hắn không ở trong này, và lại cũng đã nhiều năm như vậy rồi. Năng lượng mà hắn bố trí chắc chắn đã yếu đi không ít. Cho nên... chúng ta chỉ cần có một phong giới nhỏ cũng có thể ngăn được phản ứng liên động bên ngoài. Thiên Hạo Tử nói. Tôi nói này tiền bối, phong giới này nghe nói phải do cao thủ thoát thần cảnh mới có thể làm được. Với chút thân thủ của tôi thì làm phong giới thế nào được? Diệp Phàm nói, vẻ mặt cay đắng. Chương 3415, muốn làm phong giới. Ha ha, không phải ngươi có thể làm ra phong giới lớn như lòng bàn tay sao, chứng tỏ ngươi có biết thuật phong giới. Hơn nữa, ta phát hiện thuật phong giới của ngươi còn phù hợp với thái cực âm dương, hình như có liên quan đến thái cực càn không? Thiên Hạo Tử cười nói. Mọi vật đều không tránh khỏi mắt khí vương, tôi học được thuật phong giới từ phái võ đang. Chẳng qua hiện giờ công lực của tôi quá yếu, chỉ có thể làm ra một cái như lòng bàn tay, khiến khí vương chê cười. Diệp Phàm nói, trên mặt có chút xấu hổ. Tiểu phong giới của ngươi vẫn rất lợi hại, không ngờ có thể che chắn ta. Ta biết ngươi có chút không yên tâm về ta, việc này cũng là bình thường. Giống như ta cũng không hoàn toàn tin tưởng ngươi. Chúng ta có thể từ từ, tình cảm phải từ từ tăng tiến, hiện giờ chẳng qua là cùng tồn tại trên một con thuyền mà thôi. Nhưng, ít hôm nữa không cần bao lâu ngươi sẽ biết con người của ta. Hơn nữa, ngươi che chắn tôi cũng là bình thường. Nếu không, cái gì cũng để ta cảm giác được thì cũng không tốt. Ví dụ như ngươi đang trên giường với phụ nữ không phải là việc ta có thể cảm giác có phải không? Thiên Hạo Tử không ngờ cười phá lên. Ha ha, ngại quá, đúng là có chút không tiện. Là người mà, đều có bí mật phải không? Diệp Phàm cười cười. Đúng thế, đúng thế. Thiên Hạo Tử cười, sau đó nói. Muốn làm cho con rối phong giới này lớn lên một chút dù sao thì cũng quá mức lớn. Nếu tôi còn sống có thể làm được. Nhưng với thực lực của ngươi đúng là không thể làm được. Mặc dù phong giới này rất mỏng, cũng không có khả năng làm được. Bởi vì hiện giờ ngay cả các phong giới cao cấp khác cũng không nhìn thấy. Nhưng ta còn có một cách khác để giải quyết. Cách gì? Diệp Phàm hỏi. Nếu ngươi có thể tìm đến đây 8 cao thủ tiên thiên thì có thể làm theo cách của ta. Thiên Hạo Tử nói xong Diệp Phàm nhất thời thở dài, tức giận hừ nói. Ông cho là hiện giờ cao thủ tiên thiên là rau xanh. Cải củ tùy tay có thể nhổ sao? Ta biết cao thủ tiên thiên ở thời kỳ hiện đại cực kỳ hiếm thấy, nhưng, ta tin tưởng với năng lực của ngươi nghĩ một chút cũng vẫn có cách có thể làm được. Đây là điều kiện tiên quyết để thực thi cách này. Không có nó thì cách của ta không thực hiện được. Vấn đề trái tim của con rối này chúng ta cũng không cần phải giải quyết. Đến lúc đó không chữa khỏi cho huyết cương thì cả hai chúng ta đều chết cũng không đáng. Hơn nữa, có lẽ còn có thể nguy hiểm đến mọi người ở đây. Phải biết rằng, chỗ đáng sợ của đán phi tử ngươi không thể tưởng tượng được. Nếu y thật sự đột phát đến trình độ cao hơn cả thoát thần cảnh, thì tùy tay một chưởng có thể phá tan một tòa nhà 10 tầng. Sức công phá không thua đạn đạo tầm trung hiện giờ của các cậu. Thiên Hạo Tử nói. May mắn không có nếu không chúng ta còn sống cái rắm. Diệp Phàm hừ một tiếng. Ha ha, thật ra bằng không. Thời cổ đại nhiều cao thủ loại này nhưng cao thủ kiềm chế họ nhiều. Tất cả mọi người kiêng nể nhau mà không dám sằng bậy. Nếu xã hội hiện đại thực sự xuất hiện những cao thủ đặc biệt lợi hại như vậy, ví dụ như y vung tay lên một cái sẽ phải hủy một tòa nhà cao tầng. Vậy có phải là người trên toàn thế giới đã bị tấn công không? Đến lúc đó, mặc dù y lợi hại thế nào cũng bị tiêu diệt. Thiên Hạo Tử cười nói. Chẳng lẽ 4-5 cao thủ tiên thiên ở đây cũng không thể dùng cách của ông để chế tạo ra phong giới sao? Diệp Phàm hỏi. Không thể, 8 đã là ít nhất rồi. Hơn nữa, còn phải tiêu hao một ít hồn khí còn lại của ta.
Ta cảm thấy ngươi hợp ý ta, nếu không ta đa không giúp ngươi. Thiên Hạo Tử có chút kiêu căng. Đúng vậy, nhưng hiện giờ chính là người trên cùng một chiếc thuyền, đều là người bị Đán Phi tử hại. Nếu ông không giúp tôi cũng sẽ sống tốt, tôi coi như không biết Đán Phi tử. Tôi cứ làm một người bình thường, nhưng khí vương ông thì sao? Chẳng lẽ ông không cần sự trợ giúp của tôi sao? Hơn nữa có phải ông không muốn chữa trị hồn khí của mình nữa sao? Một khi tìm được một thân thể có thể chuyển sang kiếp khác, có phải ông còn muốn thử cách chuyển sang kiếp khác không? Tất cả mọi thứ này, có lẽ đều phải Diệp Phàm tôi thực hiện đi. Hơn nữa, trên thế giới này, cao thủ lợi hại hơn so với Diệp Phàm tôi chắc có, nhưng bọn họ đều 70-80 tuổi. Mình cũng gấp đến độ tìm cách giữ mạng sống còn cố muốn người khác. Diệp Phàm cũng thản nhiên hừ nói, đương nhiên không thể để cho lão già này xỏ mũi. Nếu không sau này nghe ông ta hết còn sống cái rắm. Hả, tiểu tử, người thật sự kiêu ngạo trước mặt ta rồi, người không sợ ta ra tay tiêu diệt ngươi sao? Tuy nói hiện giờ chỉ còn là hồn khí, nhưng ta là ai, là cao thủ thoát thần cảnh viên mãn cường giả. Trước kia còn sống chỉ cần một ngón tay út cũng có thể giết chết ngươi còn dễ dàng hơn giết một con kiến. Cảm giác Thiên Hạo Tử khiêu chiến quyền uy chưa từng có, tất nhiên không thể tự yếu thế. Vậy sao, nếu như ông giết chết tôi đơn giản như vậy, thì con rơi của tôi tiến vào chỗ trung tâm của cây thương thì ông cũng đứt. Đừng bày mưu trước mặt tôi, người hiện đại chúng tôi mưu lược không thua người xưa các ông. Nếu bàn về trí tuệ, Diệp Phàm tôi là cao thủ. Ông có thủ đoạn của ông, Diệp Phàm tôi cũng có thủ đoạn mà ông không thể biết đến. Diệp Phàm hừ lạnh nói, quyết định phải áp chết một đầu đối với lão già này mới được, nếu không, heo mẹ muốn lên cây. Tiểu tử, có tin ta tiêu diệt ngươi không? Thiên Hạo Tử tức giận. Tôi có thể mở phong giới mà ông dán vào trong cây thương, chẳng lẽ không thể tiêu diệt ông? Dù ông lợi hại cũng chẳng qua là một chút hồn khí còn sót lại mà thôi. Người hiện đại chúng tôi cũng có thể chế tạo ra nhiệt độ cao cực hạn, đến lúc đó đưa ông vào bên trong cây súng này, ha ha, ông muốn kết quả sẽ như thế nào? Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh cười nói. Dễ dàng như vậy sao? Ngươi có tin ta đưa ngươi vào lò cực nóng, ta sẽ giết chết ngươi trước không? Đến lúc đó cùng lắm thì ta từ cây thương ra, tìm một thân thể khác để tàng thân, ngươi đi đâu để tìm? Hơn nữa, ngươi đã bị diệt rồi còn nói cái gì? Ta đã từng nói, ta thích người biết nghe lời, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Thiên Hạo Tử cau mặt. Vậy sao, dễ dàng tìm một thân thể thích hợp thì ông đã đi rồi. Diệp Phàm châm chọc nói. Đừng khoe khoang thuật đầu thai trước mặt tôi. Trong 100 cao thủ thoát thần cảnh chỉ có 1-2 người thành công thôi. Ngươi thì biết cái gì? Thiên Hải Tử buồn bực. Ông xem đây là cái gì? Diệp Phàm đưa ra một gói to trước mặt quay. Ngươi, sao ngươi lại có thứ này? Không thể nào, thứ này. Quả nhiên, Thiên Hạo Tử biết thứ này, vừa thấy được hộp gỗ luyện hồn khí trong tay Diệp Phàm cảm thấy kinh hãi, giọng nhất thời có chút lạc đi. Xem ra khí vương cũng biết đồ này, không hổ là chế khí đại sư. Diệp Phàm cười lạnh nói. Thảo nào ngươi lại kiêu ngạo như vậy, hóa ra là có đồ này trong tay. Nhưng, thứ này tuy nói có thể ảnh hưởng đến hồn khí của ta nhưng ta dùng hồn tán ngươi cũng không tìm thấy ta. Ta tin rằng hủy diệt ngươi trước khi ta bị hồn tán là việc ta có thể làm được. Thiên Hạo Tử lại khôi phục lại sự tự tin. Tôi tin tưởng ông có thể làm được, nhưng ông có thể cam lòng nhìn thấy kết quả như vậy sao? Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Chúng ta cùng đối đầu với Đán Phi Tử, chẳng lẽ để y tiêu diêu tự tại sao? Việc này, Thiên Hạo Tử trầm mặc thật lâu mới thở dài. Người trẻ tuổi, không thể tưởng tượng được ngươi lại lợi hại vậy. Ở xã hội hiện đại không ngờ lại có thể tìm đồ vật này. Ta xem như đã phục ngươi rồi, chúng ta tiếp tục đề tài chứ. Hơn nữa, ta vẫn tò mò đối với ngươi. Ngươi ngay cả hộp luyện hồn khí cũng có thể tìm được, có lẽ ngươi đúng có cách giúp ta. Chúng ta là bạn bè hợp tác thôi, cùng nhau tiến bộ. Ông nói cũng quá, thời gian lâu sẽ làm tăng tình cảm có phải không? Tôi hiện giờ đang lo lắng không biết có thể tìm được 8 cao thủ tiên thiên cường giả không? Diệp Phàm căn bản là phô trương thanh thế, hộp luyện hồn khí đựng là tuyết y cao tăng. Diệp Phàm đến hiện tại cũng không dám mở ra một cách dễ dàng. Bởi vì, theo nghe nói mù quáng mở ra chẳng những tuyết y cao tăng bị hủy, mà người mở ra cũng gặp nguy hiểm. Cho nên, Thiên Hạo Tử nhìn hòm này căn bản vô dụng. Chẳng qua lão già này vừa thấy được hộp gỗ này bị dọa, xem ra, cường giả cũng có khi lật thuyền trong mương, cũng có lúc nhìn nhầm.
Ta nói trước với ngươi phương pháp phong giới này, thực ra cũng rất đơn giản, lão phu cũng là cao thủ ở lĩnh vực chế tạo binh khí. Cho nên, luôn luôn cân nhắc một loại có thể tăng nội lực gì đó. Suy nghĩ ngàn năm xuống dưới thật đúng là cho ta nghĩ đến một thứ. Thứ này dùng đồng để chế tạo ra, chẳng qua cơ quan bố trí bên trong phức tạp. Trải qua dùng nội khí mạnh đưa vào trong đó nội khí bị nhốt đã mạnh gấp 10 lần ban đầu. Ngươi nghĩ lại xem, 8 cao thủ tiên thiên cường giả cùng đánh vào có phải tương đương có được 80 tiên thiên cường giả đang bố trí phong giới không? Đương nhiên cao thủ thoát thần cảnh đại viên mãn cũng không thể lấy 80 tiên thiên cường giả để tính toán. Chẳng qua cách này chỉ có thể nói là một cách tạm thời có thể dùng thôi. Đương nhiên, nếu muốn làm ra một phong giới lớn hơn nữa lại không thể. Đồ vật này ta tự gọi nó là khuếch trương khí. Thiên Hạo Tử nói. Khuếch trương khí, tôi nói nhé khí vương, tên này của ông có chút ghê gớm. Diệp Phàm thiếu chút nữa cười ra tiếng. Khuếch trương khí có gì sai? Không phải nội khí đi vào rồi được khuếch trương lên sao? Tên này chuẩn xác, vẫn là ta tiếp nhận một chút ngôn ngữ của người hiện đại mới nghĩ được ra. Thiên Hạo Tử có chút bất mãn hừ nói. Ha ha, đây cũng không phải là độc quyền của ông. Diệp Phàm cười gượng hai tiếng. Có ý gì, chẳng lẽ có người thông minh hơn Thiên Hạo Tử ta đã chế tạo ra cơ quan này? Thiên Hạo Tử căn bản không tin. Là tôi nói tên này đã có người nghĩ ra trước, cũng không phải nói có người chế tạo ra thứ có thể khuếch trương nội tức. Nhưng, chúng ta dùng khuếch trương khí chỉ để dùng trên người phụ nữ, chuyên dùng cho bác sĩ phụ khoa. Diệp Phàm nói. Chẳng lẽ thầy thuốc phụ khoa còn dùng nội khí để chữa bệnh cho phụ nữ sao? Không phải ngươi nói xã hội hiện đại xuống dốc, không phải ngay cả thầy thuốc cũng là cao thủ nội lực sao? Thiên Hạo Tử tuy nói tiếp xúc một ít với tư tưởng và ngôn ngữ hiện đại, nhưng vì tính hạn chế đi theo chủ nhân nên nhiều vật cũng không hiểu. Chương 3416, Hợp tác chế tạo. Cái này cũng không phải dùng nội khí mà là sử dụng cho các phụ nữ sinh non. Diệp Phàm xấu hổ nói qua một lần. Thật sự là xui, không thể tưởng tượng được Thiên Hạo Tử ta tự cho mình một cái tên vĩ đại. Không ngờ lại là đồ như vậy, đổi tên, rất xui. Thiên Hạo Tử phì phì không ngớt. Tôi thấy nên gọi là nội bội khí đi. Diệp Phàm đề nghị. Nói lý do. Thiên Hạo Tử nói. Nội bội khí chính là chỉ nội khí trở ra có thể tăng lên, chỉ đơn giản là như vậy. Cao thủ vừa nghe có thể đoán được, đơn giản dễ hiểu còn thông dụng, hơn nữa cũng không xui. Diệp Phàm nói. Ôi, không tồi, nội bội khí. Sau này gọi tên như vậy. Khí vương nếu như có thể thông qua vật này làm cho nội khí của chúng ta tăng lên gấp bội không? Vậy khi chúng ta tấn công người khác chẳng phải là uy lực sao? Dụng cụ này trước mắt thật sự là không thể đo lường. Khí vương ông thật đúng là thần. Diệp Phàm hai mắt sáng lên. Ha ha, cậu nghĩ thật hay, chẳng qua trên thực tế tuyệt đối không làm được. Thiên Hạo Tử cười nói. Sao thế? Diệp Phàm có chút ngạc nhiên. Cậu có biết loại nội bội khí này có nhiều hơn một cái đầu không? Thiên Hạo Tử cười gượng một tiếng. Nhiều, không thể lớn như xe con, như vậy thì cả ngày cõng trên lưng một cái xe con tấn công không tiện. Diệp Phàm hừ nói. Nhỏ. Không thể tưởng tượng được Thiên Hạo Tử nói thế. Sốt cuộc nhiều thế nào? Diệp Phàm không kiên nhẫn, cũng sốt ruột, bởi vì huyết cương tình hình không tốt. Lớn gần bằng hoặc hơn tòa nhà hai tầng nhỉ. Thiên Hạo Tử nói ra một câu, Diệp Phàm thiếu chút nữa té xỉu, kêu thất thanh. Lớn như vậy cần bao nhiêu đồng tinh khiết? Ha ha, ta nói rồi, cơ quan này bộ phận quan trọng chính là thế, chẳng những đồng tinh khiết mà cần độ tinh khiết rất cao. Ít nhất phải đạt đến độ tinh khiết 99% mới được, nếu không nội khí tăng lên sẽ không lớn như vậy. Cho nên, ta nói không có khả năng có phải không? Cậu cũng không thể cả ngày cõng trên lưng một tòa nhà hai tầng để tấn công đối thủ đi. Thiên Hạo Tử tiếp tục cười gượng. Việc làm vô bổ. Diệp Phàm hừ một tiếng, sau đó nói. Đúng rồi, nếu tiền bối có thể chế tạo ra tứ phẩm binh khí, sao không thể chế tạo ra tứ phẩm có thể co rút nội khí? Như vậy thứ nhất có phải là có thể tăng lực tấn công? Việc này ta cũng chưa thử qua, nhưng đồ vật lớn như vậy tìm ở đâu? Hơn nữa, nguyên vật liệu có thể co rút đồ vật đều là hiếm thấy. Nếu cậu có nguyên liệu này ta cũng có thể thử cho cậu xem. Đối với việc này ta có cảm giác hứng thú có phải không? Việc này cũng chưa từng thử qua đã thấy hứng thú. Thiên Hạo Tử cười nói. Hay là tiền bối chưa từng chế tạo nội bội khí một lần nào? Diệp Phàm có chút lo lắng. Ha ha,
ta nào có không chế tạo, mà ta nghĩ ra việc này đã chết rồi. Bởi vì ngàn năm xuống không có chuyện gì, nên suy nghĩ vấn đề này. Hiện giờ nói chỉ là suy nghĩ của ta, có lẽ có được hay không liền không rõ ràng lắm. Đương nhiên, ta cũng có thể cung cấp bản vẽ cho các cậu cứ theo đó làm là được. Tin tưởng cũng chắc chắn mấy phần. Thiên Hạo Tử cười nói. Hóa ra ông cũng chưa làm ra, còn đang trong giai đoạn thí nghiệm. Vậy ông chắc chắn mấy phần? Diệp Phàm hỏi. Cậu thích nghe lời nói thật hay nói dối? Thiên Hạo Tử hỏi. Vô nghĩa, đương nhiên là nói thật. Diệp Phàm hừ nói. Có lẽ xác suất thành công gần 2 phần, đừng nóng vội, 2 phần ta nói là khá nắm chắc. Nếu ta nói không đến nửa phần thì tính chắc chắn sẽ không lớn. Thiên Hạo Tử còn ngoan cố. Nắm chắc cái rắm, 2 phần cũng gọi là nắm chắc. Nếu chế tạo ra một phế phẩm đến lúc đó nội khí đưa vào nổ tung thì cao thủ như chúng ta không phải toàn bộ xong sao. Cao thủ tiên thiên bị chính nội khí của mình làm cho chết, đây đúng là trò cười của thiên hạ. Diệp Phàm thật đúng là muốn ngất, quả thực cảm thấy Thiên Hạo Tử không biết có phải là người vọng tưởng hay điên không. Ha ha, sinh mệnh nằm ở sáng tạo mà. Không phiêu lưu mạo hiểm tại sao có thể có một Thiên Hạo Tử là đại sư chế khí kiệt xuất. Hơn nữa, trên đời này phải có tinh thần dũng cảm mới đúng. Nắm chắc tất cả không phải là người mạo hiểm. Thiên Hạo Tử không ngờ còn có chút huênh hoang. Nhưng Diệp Phàm chỉ có thể chấp nhận sự thật tàn khốc này. Rời khỏi đây Diệp Phàm báo cáo việc này cho Cung Khai Hà. Ta ủng hộ cậu chế tạo nội bội khí. Không thể tưởng tượng được Cung Khai Hà không hề nghĩ ngợi trực tiếp trả lời. Tổ trưởng Cung, sao lại ủng hộ cách này? Việc này cần nhân lực vật lực rất lớn. Chỉ nói miệng cũng vô ích. Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Chúng ta hợp tác thôi, đương nhiên, lấy cậu là chính có phải không? Cung Khai Hà không ngờ cười gượng một tiếng. Hả, lấy tôi là chính, song tổ ra nhiều hay ít? Diệp Phàm hỏi. Lấy cậu là chính, tổ chúng ta sẽ chỉ đạo chuyên gia cung cấp kỹ thuật và tổ khoa học. Còn địa điểm cũng do chúng ta cung cấp, còn vấn đề bảo vệ càng không cần phải nói có phải không? Cung Khai Hà nói. Chỉ thế thôi. Diệp Phàm khá bất mãn. Chỉ thế, đồng chí Diệp Phàm, cậu cho là tổ khoa học và tổ chuyên gia của tổ chúng ta đều là để trang trí có phải không? Cậu xem xe, hàng năm kinh phí nghiên cứu gần với kinh phí của 8 tổ tấn công cộng lại. Ở chỗ các chuyên gia không thiếu thiết bị gì, ví dụ như máy móc, điện tử, internet. Kỹ thuật cũng là tiền, hiện giờ công nghệ cao chính là một khoản tiền lớn. Cung Khai Hà nói. Ha ha, vậy cũng đúng. Đến lúc đó khi thiết bị này thiết kế xong tôi đồng ý các anh mới có thể sử dụng. Diệp Phàm cười 2 tiếng. Đồng chí Diệp Phàm, tại sao có thể nói như vậy được? Nếu là hợp tác, vậy nội bội khí có thể chế tạo ra đương nhiên là cùng sử dụng có phải không? Hơn nữa, tôi cảm thấy số lần sử dụng của cậu cũng không nhiều. Cứ để thế cũng lãng phí. Huống chi, núi xương bối chính là cơ mật của nhà nước. Không có tổ phối hợp cậu căn bản không vào được núi xương bối. Cung Khai Hà thật đúng là một bộ. Không cần như vậy lão cung, anh cũng phải bỏ một chút. Nếu không, ông không thấy xấu hổ khi sử dụng sao? Diệp Phàm châm chọc nói. Tôi có gì ngượng ngùng, chúng tôi đưa ra chỉ đạo về kỹ thuật, chúng ta góp công sức, có gì ngượng khi sử dụng? Cung Khai Hà hừ nói. Da mặt ông dày quá rồi, ít nhất ông cũng phải cho tôi 4 phần, 4-6 thì thế nào? Diệp Phàm giận. 4-6, nhiều quá. Đương nhiên, nếu thiết bị này tổ khống chế sử dụng thì thôi tật ra cũng muốn là 2-8, cậu 2 chúng tôi 8. Bởi vì về kỹ thuật chúng tôi ít nhất giá trị 2 phần, tính ra cũng phải 4-6 có phải không? Hơn nữa, nhà nước cho cậu nhân lực vật lực để lo việc cá nhân, chuyện này nếu cấp trên biết được cũng không hiểu được tôi cũng không biết giải thích thế nào, khó lắm. Cung Khai Hà thở dài. Lão Cung, bài bi hài dùng với tôi cũng vô dụng. 3 phần, nếu không tôi tự mình làm. Tôi cũng không cần có tổ. Diệp Phàm ngoan cố. Coi như vậy rồi, 37 là được. Nhưng thiết bị chúng ta cùng sở hữu, không thể do một mình cậu chiếm lấy. Cung Khai Hà nói. Thật ra tôi cảm thấy nội bội khí dùng cũng không ít. Ông hiện giờ không nghĩ đến tác dụng thật lớn của nó thôi. Đến lúc đó đừng nói Diệp Phàm tôi sắp xếp cho các ông quá ít thời gian. Diệp Phàm lầm bầm nói. Có thể có nhiều tác dụng hơn, không phải chỉ là tăng nội tức sao. Hơn nữa, thể tích khổng lồ như thế mang theo cũng không tiện, riêng mang theo cũng có thể mệt chết người. Cung Khai Hà giọng rất ảm đạm. A ha, tác dụng lớn rồi,
tôi vừa quyết định ví dụ như nội bội khí có thể khuếch trương nội lực. Anh nghĩ lại xem, chúng ta hỗ trợ cao thủ đột phá thường thường đều phải dùng mấy người. Ví dụ như lúc tương trợ tiền bối xa nhất đao đột phá không phải phải mời mấy cao thủ đến tương trợ sao? Những cao thủ này đều có tính tình quái dị, mất tiền không nói hơn nữa còn rất khó mời. Mặc dù có thể mời cũng là người ta nể mặt. Hơn nữa, số lần đến không thể nhiều. Nếu có nội bội khí này một mình Diệp Phàm tôi đưa nội khí vào chẳng phải là có 10 nội khí của Diệp Phàm sao? Lượng nội khí này có lẽ cũng đạt đến tổng lượng nội khí của cao thủ niệm khí. Hơn nữa, do nhiều người phối hợp chắc chắn độ tinh khiết của nội khí không cao. Ở việc tương trợ đột phá cũng không chắc chắn lắm. Hơn nữa, anh cũng biết, chúng ta hợp tác có một nhà xưởng bí mật chuyên sản xuất thạch giao. Vật này cũng cần nội khí tương trợ mới có thể hoàn thành. Nếu muốn làm nội bội khí, thì hiệu suất sinh sản có thể đề cao. Không giống hiện giờ chúng ta mất rất nhiều tâm huyết mới có được mấy cao thủ tàn phế đến chế tạo thạch giao. Tốc độ chậm không nói, hơn nữa cảm giác nội khí cũng không đủ. Có nội bội khí này, một nội khí của cao thủ thập nhị đẳng phát ra khuếch trương liền biến thành nội khí của cao thủ bán tiên thiên. Tác dụng lớn, còn nữa, ví dụ như sau này chúng ta có thể nghiên cứu ra nội bội khí dễ dàng. Khi tấn công địch có thể lợi dụng nó để tăng nội khí cho mình. Cái này rất có tương lai. Diệp Phàm nói, như cậu nói thật đúng là không ít tác dụng. Cung Khai Hà có vẻ cũng động tâm. Không phải cũng lớn mà vô cùng lớn. Cậu quyết định đi, là bay 3, hay 46, hay là 50-50 do anh quyết định tôi không dài dòng. Diệp Phàm cười khan. 50-50, mà chúng ta có kỹ thuật, hẳn là viết hợp đồng chúng tôi 6 cậu 4. Thiết bị này do nhà nước khống chế, cậu muốn sử dụng phải chúng tôi đồng ý mới được. Cung Khai Hà thực sự động tâm. Được rồi, đều là làm việc vì đất nước, các ông 6 thì 6 đi. Diệp Phàm cười nói, thầm nói, trước hết cứ thí nghiệm nếu không thành công thì anh ôm đầu khóc đi thôi. Chờ kỹ thuật thành thục, tôi sẽ làm một cái khác. Còn kỹ thuật, có Thiên Hạo Tử còn sợ cái. Chương 3417, Dạ Đương trở về. Cung Khai Hà hành động nhanh chóng, cùng ngày đã cử chuyên cơ đưa chuyên gia đến Việt Đông. Mà Diệp Phàm cũng phát thảo lại bản vẽ từ con rơi ra. Mà Ngô Quang Bảo tự mình dẫn đội đến, cơ cấu nghiên cứu được thiết lập ở một địa điểm bí mật ở Việt Đông. Lực lượng của nhà nước thật sự là không có ai có thể bằng. Các chuyên gia do Ngô Quang Bảo dẫn đầu sau khi nghiên cứu bản vẽ thừa nhận đây đúng là thiên tài. Gần 2 ngày thời gian thì nguyên liệu để chế tạo nội bội khí đều đã đến, một căn cứ quân sự bí mật ở phía sau núi Sương Bối cũng bắt đầu chế tạo nội bội khí. Buổi tối, tại trụ sở tổ hành động đặc biệt Hải Lang của Mỹ, Tổ trưởng Doug Rilling ngồi trước một màn hình lớn. Đây là đoạn phim mới nhất có phải không? Ông hỏi tổ phó. Đúng vậy, đây là hình ảnh mới nhất mà vệ tinh của chúng ta thu thập được. Anh xem, núi Sương Bối ở Việt Đông có phải có chút thay đổi không? Rodriguez đứng bên cạnh chỉ vào một điểm trên màn hình. Có phải gần đây tổ đặc nhiệm A hoặc quân đội Trung Quốc có hành động đặc biệt hoặc có hành động gì bí mật không? Rick Rilling hỏi. Chắc chắn có, hơn nữa. Theo báo cáo của đặc công của chúng ta đặt cách núi Sương Bối không xa. Thì gần đây xe ra vào núi Sương Bối hình như nhiều hơn. Hơn nữa, đại đa số đều che đậy kín. Đặc công của chúng ta đã ra tay với một chiếc xe, rất kỳ lạ là bên trong đều là đồng tinh khiết. Bọn họ dùng đồng tinh khiết để làm ra cái gì? Chẳng lẽ nghiên cứu chế tạo một vũ khí bí mật có tính chất sát thương lớn? Ví dụ như cùng loại với bom nguyên tử và đạn đạo gì đó. Rodriguez nói. Lúc này tổ trưởng tổ khoa học tiến sĩ Wybrand vội vàng bước vào. Vị trí của ông cũng giống như Ngô Quang Bảo. Tiến sĩ Wybrand, anh phát hiện tình hình gì mới có phải không? Rodriguez nhìn anh ta hỏi. Đúng vậy có tình hình mới. Chúng ta đã lấy được mẫu xét nghiệm, phát hiện đồng này tuy nói là bình thường, nhưng độ tinh khiết rất cao, gần như là đạt đến 99,9%. Xã hội hiện đại có rất nhiều thứ dùng đồng thau làm nguyên liệu. Ví dụ như điều hòa. Máy giặt, đạn pháo. Nhưng độ tinh khiết đương nhiên không thể yêu cầu cao như vậy. Độ tinh khiết cao như thế nhất định dùng để chế tạo một thiết bị đặc biệt chính xác. Núi Sương Bối Dạ Đương của chúng ta đã đến đó một lần, lúc ấy còn bị thương trở về. Việc này chứng tỏ núi Sương Bối có cao thủ tuyệt thế bảo vệ. Nơi đó không riêng gì là căn cứ bí mật của quân đội Trung Quốc, mà là căn cứ bí mật của tổ đặc nhiệm A. Tổ đặc nhiệm A dùng đồng thau để làm gì? Trước kia không dùng. Hiện giờ lại dùng, hơn nữa số lượng rất lớn.
Theo đặc công của chúng ta báo cáo, ít nhất đã chuyển vào đó hơn 10 xe đồng thau. Dr. Wybrand nói, tổ đặc nhiệm A muốn làm ra một thiết bị có độ chính xác cao, nhất định là dùng để nghiên cứu. Hơn nữa tôi cảm thấy là tổ đặc nhiệm A đang chế tạo một loại vũ khí mới. Loại vũ khí này có lẽ đối với quân đội của các nước đều nguy hại. Loại vũ khí này chưa chắc đã đạt được quy mô sát thương lớn mà chủ yếu nguy hiểm cho các đội viên của các tổ đặc biệt của các nước. Cho nên, phải tìm hiểu rõ ràng bọn họ đang muốn làm gì mới là quan trọng. Nếu không, tổ chúng ta sẽ bị tổn thất lớn. Rick Rilling vẻ mặt trầm ngâm nói. Nếu thiết bị bí mật này được chế tạo tại núi Xương Bối, thì chắc chắn có liên quan đến bí mật của núi Xương Bối. Đáng tiếc chính là núi Xương Bối được họ bảo vệ rất chặt chẽ, hơn nữa núi Xương Bối lớn như thế muốn thăm dò bí mật trong đó thật sự là quá khó khăn. Họ có binh đoàn đóng ở đó, hơn nữa có cao thủ của tổ đặc nhiệm A chỉ đạo. Binh đoàn này do tư lệnh quân khu Việt Đông Lang Phá Thiên tự mình mang đội. Người này trước kia còn đảm nhiệm nhiệm vụ cục trưởng cục cảnh vệ, là đơn vị bảo vệ hàng đầu của họ. Người này chắc chắn có liên hệ rất chặt chẽ với tổ đặc nhiệm A. Hơn nữa người này chắc chắn là một đại cao thủ. Rodriguez nói, bí mật núi Xương Bối chúng ta đã theo dõi họ mấy năm mà còn không thể phá giải. Cuối cùng làm cho Dạ Đương bị thương. Hơn nữa, mấy quốc gia lớn đều chú ý đến núi Xương Bối. Đặc biệt tổ thần đạo của Nhật Bản, vì nghe nói núi Xương Bối có chút liên quan đến quân Quan Đông. Tổ đạo thần còn lo lắng chỉ sợ bí mật núi Xương Bối liên quan đến an nguy của tổ thần đạo. Chẳng qua, vài lần giao đấu, tổ thần đạo đều tổn thất nghiêm trọng. Tổ chúng ta nói thật cũng không chiếm được ưu thế gì. Bảo vệ của họ ngay cả bán tiên thiên như Dạ Đương cũng có thể làm cho bị thương, có thể thấy được chỗ lợi hại của họ, nhưng Dạ Đương cũng nói lúc đó đụng phải tử thần của tổ đặc nhiệm A. Hơn nữa đã giao đấu, Dạ Dương có thể khẳng định tử thần lúc đó là cao thủ thập nhị đẳng đỉnh giai. Căn bản là không phải đối thủ của Dạ Đương. Chẳng qua sau đó lại có một cao thủ thần bí. Dạ Đương cũng đã phân tích, cho rằng cao thủ thần bí kia cũng chưa chắc là người của tổ đặc nhiệm A. Có lẽ người này cũng muốn đến khai quật bí mật núi Xương Bối. Hơn nữa, người này là người Trung Quốc, cũng không phải là người của tổ đặc nhiệm A. Đương nhiên, cũng có thể là người mới của tổ đặc nhiệm A. Nhưng Dạ Đương nói khả năng này không lớn. Nếu là cao thủ như thế, người của tổ A chắc chắn đã phát hiện từ trước, cũng không đợi cho tử thần sắp chết mới xuất hiện. Hơn nữa, Dạ Đương lúc đó còn đánh chết mấy đội viên của tổ đặc nhiệm A. Nếu người này thật sự là một trong những người bảo vệ núi Xương Bối thì không thể trơ mắt nhìn Dạ Đương đánh chết thủ hạ của mình như vậy. Cho nên, tổng hợp các suy xét, Dạ Đương đưa ra kết luận, cao thủ này muốn đến tìm bí mật núi Xương Bối. Dạ Đương chẳng qua không may mắn đúng lúc gặp y thôi. Hơn nữa tử thần sau trận chiến đó có lẽ cũng bị thương rất nặng, hình như sau này cũng rất ít xuất hiện. Hơn nữa, đã hơn một năm rồi đều chưa nghe nói đến tử thần xuất hiện. Mà tổ đặc nhiệm A đã trải qua vài thời kỳ thăng trầm, thực lực chắc chắn cũng đã bị thương vô cùng nghiêm trọng. Nếu không, gần hai năm nay đều không có hành động lớn nào. Dirk Rilling nói, cũng không hẳn vậy, không biết tổ đặc nhiệm A đang chuẩn bị cái gì. Một khi thời cơ thành thục bọn họ sẽ có hành động. Trong vòng hai năm nay nhìn chung các nước trên thế giới đều yên ắng. Các tổ đặc biệt đều không có hành động gì lớn. Chúng ta không hành động họ cũng không hành động cũng là bình thường. Một khi có chuyện mới xảy ra, bọn họ cũng sẽ hành động. Chẳng qua, tôi nghi ngờ tổ đặc nhiệm A cũng có cao thủ mạnh. Trung Quốc cũng vậy. Nhưng người này hoặc ẩn nấp trong những môn phái lớn, ví dụ như Võ Đang Thiếu Lâm, Côn Lôn Chờ, những người này đều không tiến vào tổ đặc nhiệm A. Trên thực tế tổ đặc nhiệm A chính là lá cờ dọa người, cao thủ siêu cường cũng không có. Nếu không, cũng sẽ không bị cao thủ bán tiên thiên như Dạ Đương làm thành cái dạng này. Rodriguez nói. Đúng rồi, Dạ Đương sau khi trở về hiện giờ còn chưa trở lại, tình hình của cô thế nào? Dirk Rilling hỏi. Nghe nói cô quay về tổ để khôi phục công lực, thời gian trước tôi có nghe nói qua việc này. Nghe nói đã khôi phục, hơn nữa đã đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Hiện giờ đang ở thời kỳ hoàn thiện, Dạ Đương nói, mối thù núi Xương Bối nhất định phải báo. Lần sau cô sẽ trở lại núi Xương Bối nhất định bắt tử thần. Hơn nữa, không phá núi Xương Bối đi, Dạ Đương quyết không từ bỏ. Rodriguez nói, ôi, Dạ Đương là người từ bộ lạc Ngưu Tử đến. Nghe nói bọn họ có điện Ngưu Thần cực kỳ thần bí. Mà Dạ Đương chính là xuất xứ từ đây,
nếu cô có thể đem điện ngưu thần cho chúng ta nghiên cứu thì tốt. Tiến sĩ Wybrand nói. Cho chúng ta nghiên cứu, dạ đương còn không rút ra anh. Rodriguez nói. Không nghiêm trọng như vậy chứ. Chúng ta đều là người của tổ SSO, đều làm việc vì nước Mỹ. Tiến sĩ Wybrand có vẻ không tin. Ha ha, Wybrand, anh sai rồi. Không thể tưởng tượng Doug Rilling cũng nheo nheo mắt nói. Tôi sai ở đâu, điện Ngưu Thần là trên đất nước chúng ta, bộ lạc Ngưu Thần cũng thuộc về người Mỹ. Vì nước sao lại không nên, người của bộ lạc Ngưu Thần chiếm điện Ngưu Thần làm gì, không bằng lấy ra cho mọi người cùng nghiên cứu. Nếu có thành quả chúng ta có thể cùng hưởng có phải không? Wybrand hừ lạnh một tiếng. Ý tưởng rất tốt, nhưng trên thực tế cũng khó có thể làm được. Bộ lạc Ngưu tử tính ra vẫn là người Mỹ. Hơn nữa, Mỹ bảo vệ tài sản cá nhân, bộ lạc Ngưu tử là một bộ lạc lớn. Mà bộ lạc Ngưu tử cũng không thiếu cao thủ, mỗi 10 năm đều có cao thủ xuất hiện. Nói quả thực chính là một căn cứ huấn luyện bên ngoài của Hải Lang chúng ta. Chúng ta không thể gây ra ân oán gì với họ. Nếu không là tự xé rách ra mặt, tất cả mọi người không có gì tốt, mà dạ đương đột phá đến cảnh giới tiên thiên, Hải Lang chúng ta cũng thực sự mạnh. Hơn nữa, chúng ta cũng sắp có siêu tuyệt cao thủ. Đến lúc đó, tôi xem tổ đặc nhiệm A còn có thể làm gì. Doug Rilling đầy cuồng ngạo nói. Đương nhiên, chúng ta đã cử người bí mật ẩn nấp vào bộ lạc Ngưu Tử. Chẳng qua muốn tiếp xúc với điện Ngưu Thần thật sự là khó. Đặc công chúng ta đã ẩn nấp mấy chục năm vẫn không thể tiến vào trung tâm. Xem ra người Ngưu Tử thật sự coi trọng điện thần Ngưu này. Nghe nói chỉ có tộc trưởng và hai trưởng lão quan trọng mới có thể biết được điện thần Ngưu. Đa số người của bộ lạc không biết đến điện thần Ngưu này. Rodriguez nói. Nếu Lang Phá Thiên là tướng lĩnh cao nhất của binh đoàn đóng tại núi Sương Bối, nếu không chúng ta ra tay với y thì sao? Tiến sĩ Wybrand đưa ra chủ ý. Việc này sợ là không ổn. Rodriguez lắc đầu. Sao lại không ổn? Tiến sĩ Wybrand thắc mắc. Lang Phá Thiên không chỉ tướng lĩnh trong binh đoàn bảo vệ núi Sương Bối, mà y còn là tướng quân của Trung Quốc, tư lệnh viên quân khu Việt Đông. Nếu sau này y xảy ra chuyện gì, thì quân đội sẽ phản ứng mãnh liệt. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ phiền toái. Các quốc gia trên thế giới tuy nói đang âm thầm tranh đấu không ngớt, mà các quốc gia đều có tổ đặc biệt. Nếu như trên chiến trường tôi xử lý một tướng quân của anh cũng không sao, đều là giặc thôi. Chương 3418, không phải loạn rồi sao? Nhưng thời kỳ hòa bình mà xử lý một tướng quân của người ta thì đó là một chuyện lớn. Đến lúc đó tổ A sẽ không trả thù tướng quân của chúng ta sao? Những tướng quân này tuy nói có tên tuổi, nhưng đa số đều là người thường. Chỉ cần chúng ta đồng ý thì giải quyết họ không có vấn đề gì. Quan trọng là chúng ta cũng phải thừa nhận sự trả thù tàn khốc đối thủ. Cứ như vậy có lẽ sẽ loạn hết lên. Cho nên, các tổ đặc biệt của các nước đều có cao thủ, nhưng mọi người hành động đều trong một phạm vi nhất định. Đây là quy tắc tất cả mọi người đều biết rõ. Tất cả mọi người đều tuân thủ. Nếu các đội viên tổ đặc biệt trong lúc chiến đấu âm thầm đánh nhau người chết nhiều ít cũng không sao. Nhưng bắt cóc hoặc ám sát tướng quân bình thường của người ta lại không được. Nếu thế sẽ khiến quân đội trả thù, khiến cho quốc tế tranh cãi thì phiền toái. Không chiến tranh vì vậy hết sức căng thẳng. Đây là chuyện mà lãnh đạo các nước cùng lãnh đạo quân đội các nước đều cấm. Rick Rilling nói. Thật ra, các quốc gia đều rất phức tạp. Phô trương thanh thế rất lớn. Ví dụ như phải gây ra các hành động lớn như nhà máy nguyên tử cái loại. Đó thật ra đều vì mục đích uy hiếp chính trị thôi. Anh dám đánh sao, anh đánh một tôi đánh một, trái đất này còn chịu được mấy sức ép. Rodriguez nói. Nói cũng đúng, hiện giờ các nước đều đánh bài miệng. Các nước mạnh đều là các nước mạnh miệng. Dù sao, siêu cường quốc thật sự đánh nhau thì thế giới này xong rồi. Chẳng qua cứ như vậy chúng ta muốn lấy bí mật núi Sương Bối sẽ khó khăn. Hơn nữa núi Sương Bối bảo vệ nghiêm mật như vậy, chúng ta muốn tiếp cận trung tâm của họ cũng khó. Vẻ mặt Rick Rilling có chút khó coi. Không sao chờ sau này chúng ta tổ chức tập kích bất ngờ. Chỉ cần núi Sương Bối không có cao thủ bảo vệ, một số ít gọi là quân tinh nhuệ không tính là gì. Hơn nữa, tấn công trong một phạm vi nhỏ các nước đều cho phép. Cái này cũng là khảo nghiệm thực lực chiến đấu của các tổ viên. Rick Rilling nói. Tướng quân Diệp. Nhà xưởng chế tạo bí mật có lẽ có người theo dõi. Diệp Phàm đang chuẩn bị đến phái võ đang mời mấy cao thủ đến hỗ trợ thì Lang Phá Thiên gọi điện thoại đến. Theo dõi, sao lại thế? Diệp Phàm hỏi.
một chiếc xe bí mật vận chuyển đồng của chúng ta đến căn cứ được kiểm tra, thiếu một chút đông. Lang Phá Thiên nói. Về việc này tôi đã báo cáo cung khai hà. Sao lại thiếu, không phải mỗi xe đều có 4 lính bảo vệ sao? Thứ này không thể đột nhiên bay đi. Hơn nữa, nếu đối phương có hành động 4 người lính này chẳng lẽ không biết? Diệp Phàm cảm thấy lạ. Tôi cũng bực mình, thẩm vấn lính bọn họ nói từ khi nhận đến khi đến căn cứ không rời vị trí chút nào. Đi trên đường cũng không có gì xảy ra, nguyên liệu không ngờ tự nhiên không cánh mà bay. Lang Phá Thiên nói. Không phải là lính có vấn đề chứ? Diệp Phàm hỏi. Không thể, chúng ta nghiêm túc điều tra, hơn nữa lần bí mật vận chuyển này chúng ta chọn đều là người có thân thủ không tồi. Đã trải qua các thử thách về chính trị. Bọn họ hẳn cũng hiểu được tính nghiêm trọng, tôi nghi ngờ đồng này bị các đội viên cao thủ của các tổ đặc biệt của nước khác lấy đi. Đối với những cao thủ đạt đến thập đẳng, đánh cắp đồ vật thì binh lính cũng khó biết. Nhưng, may mắn đồng có độ tinh khiết cao, chúng ta lại làm trong nhà xưởng bí mật. Mặc dù đánh cắp thì đối phương cũng không thể đoán được chúng ta đang làm gì. Nhưng việc này cũng rất nghiêm trọng. Cung khai hà chỉ thị, từ giờ trở đi, mỗi xe đều cử tổ viên tổ A để bảo vệ. Mỗi chiếc xe cử 8 đội viên báo săn bảo vệ. Chẳng qua tôi đang suy nghĩ đồng sao có thể biến mất được. Đây là cách mà chúng ta khó giải thích. Nếu không thể giải thích thì nghiêm trọng, sợ là bọn họ có thể lấy được một số tài liệu bí mật của nước ta. Điều này đúng là phải đề phòng. Lang Phá Thiên nói. Nếu không anh đến đây chúng ta cùng nhau đi kiểm tra một chút. Anh là cao thủ, ánh mắt chuẩn, đồng chí Cung Khai Hà cũng chỉ thị, yêu cầu cậu lập tức đến hiện trường kiểm tra. Các chuyên gia tổ khoa học đã kiểm tra rồi. Có phát hiện giờ mới không? Diệp Phàm hỏi. Không có, kiểm tra không ra cái gì. Lang Phá Thiên nói. Được, chúng ta lập tức đi xem một chút, việc mất ít đồng không sao, chỉ sợ chuyện này ảnh hưởng đến nhiều chuyện sau này của chúng ta. Hơn nữa, đối phương trộm đi một mẫu, nhất định là lấy về để xét nghiệm tìm hiểu xem chúng ta đang làm gì có phải không. Diệp Phàm nói, vội vàng ra cửa. Không lâu đã bí mật vào quân xe của Lang Phá Thiên đến núi Sương Bối. Xe đi vào cửa sau của binh đoàn bảo vệ núi Sương Bối sau đó đến một hang động bí mật. Qua tầng tầng trạm kiểm soát mới đến một cây tùng. Lang Phá Thiên tự mình đi vào, không lâu cây tùng mới mở ra, lộ ra một cái hang. Xe đi vào, cây tùng lại lấp lại như ban đầu. Ở đây trong phạm vi 10 dặm đều được chúng ta theo dõi bí mật. Nếu đặc công nước ngoài tiếp cận khu vực này chúng ta sẽ phát hiện họ. Đương nhiên, theo dõi nghiêm mật đối với cao thủ thập đẳng cũng vô dụng. Lang Phá Thiên thở dài cau mày. Tuy nói là đánh mất một ít đồng, nhưng Lang Phá Thiên cũng bị Cung Khai Hà không chút khách khí phê bình. Ôi, đây là việc chúng ta cũng không có cách nào. Diệp Phàm thở dài. Chúng ta không thể mỗi ngày đều cử cao thủ thập đẳng đến đây bảo vệ. Đó căn bản không thể làm được. Mặc dù hiện giờ cậu đã cử ra 2 cao thủ cũng không thể bảo vệ toàn bộ khu rừng này nếu đối phương có cao thủ đến đây. Đúng vậy, tôi đã nói, nhưng vẫn bị lão Cung hung hăng phê bình một trận. Hơn nữa, còn muốn tôi viết bản kiểm điểm sâu sắc. Nếu không sẽ không xong, Diệp Phàm, anh nói xe, đây là chuyện gì? Núi Sương Bối này tôi thấy căn bản là một mảnh sắt bỏng tay. Lang Phá Thiên cào nhau. Ha ha, không việc gì. Đồng chí Cung Khai Hà làm lãnh đạo không phê bình cậu cũng không đúng. Nhưng, nói là không xong là nói ngoài thôi, việc này cậu cũng không cần để trong lòng. Núi Sương Bối này tuy nói phỏng tay, nhưng đối với cậu mà nói là một cơ hội rất lớn. Chỉ cần bảo vệ chắc chắn vài năm không bại lộ thì chuyện cậu thăng trung tướng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Diệp Phàm cười vỗ vỗ bả vai lão lang. Tôi cũng là vì việc này, nếu không đã sớm bỏ gánh. Nhưng... ai muốn làm thì tôi nhất định phải trừng phạt. Dám đến địa bàn của Lang Phá Thiên tôi phá hư, không muốn sống có phải không? Lang Phá Thiên rất tức giận, nắm tay đều đã nắm chặt. Ha ha, yên tâm, có nguyên nhân ắt có hậu quả. Nếu đối phương theo dõi chắc chắn không thể bỏ qua. Đến lúc đó chúng ta phải chú ý, có khi còn có được một con cá nhỏ nướng ăn. Diệp Phàm cười nói, lúc này xe đã dừng lại. Đưa giấy chứng nhận, giấy thông hành để kiểm tra. Lúc này một giọng nữ vang lên nghiêm túc. Ha ha, sao lại là cô? Diệp Phàm cười nói phát hiện cô gái này không ngờ là trung tá của binh đoàn bảo vệ núi Sương Bối chính là cô gái bị mình dùng một ngón tay đánh ngã, là cao thủ ngũ đẳng. Cô gái này không tồi, xinh đẹp không nói, hơn nữa thiết diện vô tư,
chính tôi đều phải nghiêm khắc kiểm tra. Nếu không, chỉ cần mặt không cũng vô ích. Lang Phá Thiên cười nói. Trông cửa cũng không tệ lắm. Diệp Phàm cười nói, rồi đi xuống xe với Lang Phá Thiên. Lang Phá Thiên vẻ mặt nghiêm túc lấy ra giấy chứng nhận. Băng Băng lại nghiêm túc kiểm tra. Của anh đâu? Băng Băng lúc này hình như không biết Diệp Phàm giơ tay ra. Cô không biết tôi. Diệp Phàm cố ý hỏi lại. Đừng lôi kéo làm quen tôi, không đưa ra giấy chứng nhận có liên quan thì đừng đi vào. Hơn nữa, tôi nghi ngờ anh vào để dò la bí mật của chúng tôi. Tôi có thể lập tức ra lệnh bắt anh. Băng Băng cả người trang bị vũ trang, uy vũ thật sự. Sau cô đứng bốn người người linh súng vác vai, đạn lên nòng như hổ rình mồi nhìn Diệp Phàm. Cầm đi. Diệp Phàm cười đưa giấy chứng nhận ra. Không thể tưởng được Băng Băng kiểm tra xong lập tức phụng phịu nói. Chỉ cái này không được. Đội trưởng Lãnh, hắn là đồng chí chúng ta mời từ Bộ Công an đến để điều tra việc này. Lần này là sự kiện lớn, đồng chí Diệp Phàm là một đồng chí rất có kinh nghiệm phá án. Có tôi làm người bảo đảm thì sao? Lang Phá Thiên thương lượng. Vừa rồi đi vội, không mang theo giấy chứng nhận của tổ A. Mà Diệp Phàm cho rằng Lang Phá Thiên ở đây không có chuyện gì không thể giải quyết, không thể tưởng tượng Lãnh Băng Băng thiết diện vô tư. Anh bảo đảm cũng không được, không chỉ nói anh, dù là tư lệnh viên Tây Môn Đông Hồng đảm bảo cũng không được. Tôi chỉ nhận giấy thông hành chính thức, cái khác tôi không quan tâm. Lãnh Băng Băng hừ nói. Cô xem để cho hắn vào trước, giấy tôi lập tức cử người đi lo liệu thì sao? Lang Phá Thiên không ngờ cười. Diệp Phàm vẻ mặt buồn bã, khi nào thì cậu ta hạ giá như vậy? Không được, nếu không tôi phải gọi người bắt hắn. Giờ chưa bắt hắn xem ra là không tồi rồi. Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an thì sao, ở đây phải tuân thủ quy định ở đây. Trong này không có trợ lý Diệp, chỉ có nhân viên công tác bình thường. Dù là đồng chí Lang Phá Thiên cũng giống nhau. Lãnh Băng Băng nói, khí phách mười phần. Cô là cái thá gì? Diệp Phàm tức giận nói. Một cái tát làm Lãnh Băng Băng ngã xuống một bên, bốn tên lính bên cạnh vừa thấy trợn tròn mắt. Bắt lại nghiêm túc thẩm vấn. Lãnh Băng Băng ngẩng mặt có hằn năm vết ngón tay lên nói. Bốn tên lính vừa thấy lập tức lao lên, Lang Phá Thiên cũng không ngăn lại, hạ quyết tâm hôm nay phải quan sát một chút Diệp Phàm dạy dỗ cô này. Chương 3419, đạo giả. Cút. Diệp Phàm tùy tay một quyền, bốn tên lính đều ngã xuống đất hơn nữa huyện vị đều bị điểm không đứng dậy được. Còn một thiếu tá cuối cùng thấy vậy lập tức nhấn chuông cảnh báo. Tu tu, tiếng trường cảnh báo chói tai vang lên trong sơn động, mấy giây đồng hồ qua đi, hai gã đội viên chính thức của tổ A mang theo mười mấy đội viên báo săn đi ra. Báo cáo thủ trưởng, có người muốn vào căn cứ bí mật của chúng ta, tôi nghi ngờ người này là người nước ngoài cải trang xin mời bắt. Lãnh Băng Băng đứng nghiêm một cái chào vị đại tá theo nghi thức quân đội. Người đó ở đâu? Vị đại tá hỏi. Chính là hắn. Hắn giả mạo trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an. Lãnh Băng Băng chỉ vào vẻ mặt như đang nghiền ngẫm của Diệp Phàm. Đại tá bước lên phía trước, nhất thời ngẩn người. Sao thế, lập tức bắt, muốn cãi lại quân lệnh sao? Lãnh Băng Băng gắt lên. Việc này, Trung tá Lãnh, có lẽ là hiểu lầm. Tôi quen anh ấy, tuyệt đối không phải là giả mạo. Đó là hiểu lầm, chúng ta từ từ nói chuyện, thế nào? Mã Hán nói xong nhanh chóng chào Diệp Phàm một cái theo nghi thức quân đội, cung kính nói. Chào thủ trưởng. Ha ha, cậu đến đây từ bao giờ? Diệp Phàm thân thiết vỗ vỗ vai Mã Hán, bởi vì trước kia cậu ta công tác ở căn cứ Hùng Sơn cách Việt Đông không xa. Năm đó Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ là đối thủ mạnh mẽ dưới tay Đỗ Tử Nguyệt ở thành phố Phổ Hải, hiện giờ theo Diệp Phàm. Chẳng qua vì bí mật công việc nên hai người cũng ít gặp mặt. Mà Trương Long và Triệu Hổ hiện giờ còn ở trung đội cảnh vệ của Vương Nhân Bàng. Ha ha, việc này tôi tưởng việc nhỏ không báo với anh. Mã Hán cười nói, Lãnh Băng Băng tiến lên hừ nói. Đồng chí Mã Hán, tôi muốn cảnh báo anh, đây là cãi lại quân lệnh, nếu tôi báo cáo việc này lên cấp trên sẽ phạt cậu. Tôi nói rồi anh ấy là lãnh đạo của tôi, mãi mãi là như vậy. Mặc dù hiện giờ hắn đến Bộ Công an công tác, nhưng anh ấy mãi mãi vẫn là lãnh đạo của tôi. Yên tâm, tôi sẽ chịu hết mọi trách nhiệm. Mã Hán vẻ mặt nghiêm túc. Từng là lãnh đạo của anh cũng không được. Không có giấy thông hành thì là phần tử đặc vụ. Tôi muốn lập tức báo cáo lên trên. Đồng chí Mã Hán, hiện giờ anh bắt hắn lại. Nếu không, Lãnh Băng Băng lấy di động ra. Làm càn, ở đây tôi là lãnh đạo hay cô là lãnh đạo?
Mã Hán tức giận nghiêm mặt. Lãnh đạo cũng không thể phạm sai lầm. Tôi nhắc nhở anh, chuyện này rất nghiêm trọng. Lãnh Băng Băng hừ nói. Đồng chí Mã Hán, tôi ra lệnh cho cậu bắt ngay người phụ nữ làm càn quấy này lại. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Vâng, Mã Hán tuân lệnh thủ trưởng. Mã Hán nghiêm một cái, vung tay lên, hai đội viên tổ A cùng chạy lên. Các anh thật dám bắt tôi, các anh dám. Tôi chấp hành nhiệm vụ kiểm tra bên ngoài. Lãnh Băng Băng tôi không làm trái quân lệnh chút nào. Nếu là các anh tôi sẽ báo cáo lên cấp trên. Nếu không, hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. Lãnh Băng Băng đứng bật dậy chống nạnh nhìn mấy người lính. Nghiêm trọng, chúng tôi cãi lời đại tá Mã mới là cãi lời quân lệnh. Đây là căn cứ bí mật, đại tá Mã là thủ trưởng cao nhất. Vào đây anh ấy nhận kiểm tra của tư lệnh viên Tây Môn Đông Hồng. Cho nên, việc này rất xin lỗi đội trưởng Lãnh, là chúng tôi ra tay cũng là lần cô tự kiểm tra lại mình. Đội viên tổ A lấy còng quân dụng ra. Là loại còng tay có thể dùng cho cao thủ. Tên đội viên kia coi như là khách khí, bởi vì biết tính cách của Lãnh Băng Băng. Hơn nữa, cũng biết nhà cô khá có lai lịch. Tôi không phục. Lãnh Băng Băng mắt đó lên, chạy ra ngoài, nhưng cảm giác một chút khí bắn về. Mã Hán và tên đội viên kia tiến lên, răng rắc một tiếng vặn tay Lãnh Băng Băng ra sau lưng. Các anh làm loạn, tôi muốn báo cáo lên cấp trên. Lãnh Băng Băng nói. Báo lên cấp trên, tùy cô. Mã Hán cười lạnh một tiếng. Dẫn đi. Diệp Phàm khoát tay áo, Mã Hán cho cấp dưới lui về Lang Phá Thiên và Diệp Phàm đi tiếp. Có phải thấy tôi quá đáng không? Diệp Phàm cười nói. Việc này, có chút. Hơn nữa hình như chúng ta phạm sai lầm. Lang Phá Thiên nói vậy còn cười. Thủ trưởng, nói thật, Lãnh Băng Băng cũng không sai, hy vọng anh có thể tha thứ cho cô. Bắt giam cô mấy tiếng rồi tính, cô vì trách nhiệm mới làm như thế, vì cô không biết anh. Hơn nữa, người có trách nhiệm như vậy cũng không nhiều. Mã Hán nói hộ Lãnh Băng Băng. Ha ha, cậu lo lắng nhà họ Lãnh sẽ so đo với tôi. Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh cười nói. Cũng đúng vậy, thực lực nhà họ Lãnh không nhỏ. Hơn nữa đặc biệt trong quân đội, vì cái gì Lãnh Băng Băng đã là có thân thủ ngũ đẳng, việc này tổ trưởng cung biết được cũng ngại lên tiếng mời cô ấy nhập ngũ, chính là băn khoăn để nhà họ Lãnh. Mã Hán thành thật gật đầu. Ha ha, Mã Hán, cậu đừng nói những việc này với Diệp Phàm. Hắn sợ ai, trước kia Cố Thiên Long thì thế nào? Lúc ấy Diệp Phàm chỉ là một cán bộ cấp phó giám đốc sở nho nhỏ, không ngờ làm cho người ta đường đường là tư lệnh viên đại quân khu xuống ngựa. Hiện giờ, thực lực của Diệp Phàm không cần nói. Ai ở nước Cộng Hòa này muốn làm gì hắn cũng phải suy nghĩ một chút. Hơn nữa, Lãnh Băng Băng cũng quá kiêu ngạo, hình như núi xương bối này ngoài cô sẽ không có ai khác. Nếu không chèn ép tính kiêu ngạo của cô một chút chỉ sợ sẽ xảy ra những chuyện khác. Lang Phá Thiên thật ra vẻ mặt bình tĩnh cười. Biết khung khai Hà Cương Triều Diệp Phàm, chuyện gì cũng không cần sợ. Huống chi Diệp Phàm có quan hệ với không ít lãnh đạo cấp cao. Quan trọng là ở chỗ Diệp Phàm có thể tự hào về bản thân. Ai có thể coi thường hắn? Lão Lang, anh đó, đừng có tâng bốc tôi. Diệp Phàm cười nói. Nhưng, Diệp Phàm tôi cảm giác anh nói có lý. Chuyện lần này hình như không làm việc theo phong cách bình thường. Việc này nói khó nghe chính là bá đạo. Nói Lãnh Băng Băng trái với quân lệnh hình như không phù hợp. Lang Phá Thiên có chút nghi ngờ nhìn Diệp Phàm một cái. Các anh xem. Diệp Phàm cười thần bí lấy ra một khối ngọc bài nhỏ, nhất thời Lang Phá Thiên cùng Mã Hán ngây người. Đây không phải là quân lệnh long bài cao nhất trong truyền thuyết của tổ A chứ? Giọng Lang Phá Thiên cũng có chút run sợ, còn Mã Hán hai mắt trừng giống như chuông đồng. Chỉ thấy bên trên là một con rồng uốn lượn bằng kim loại, ngọc bài cũng không lớn, chỉ rộng 20 phân, nhìn qua cũng không hoa lệ mà có phong cách cổ xưa. Dù sao lệnh bài này tổ A có ba cái. Một cái trong tay thủ trưởng cao nhất của nhà nước, một cái trong tay cung khai hà, một cái trong tay vương lão của nhà họ Vương, sao lại có trong tay Diệp Phàm? Lang Phá Thiên cùng Mã Hán đều nghi ngờ có phải là đồ giả không? Diệp Phàm hình như hiểu suy nghĩ của hai người, dùng tay một chút một ánh sáng phát ra trên tấm lệnh bài. Con rồng kim loại hình như còn sống từ ngọc bài bay thẳng ra không ngừng xoay tròn trên đầu Diệp Phàm. Quả nhiên là hàng thật. Lang Phá Thiên thở dài hỏi. Nghe nói ngọc bài này là do cao thủ đặc biệt của nước ta chế tạo ra. Khi không được hắn tán thành không thể có con rồng bay ra. Cậu sai rồi. Diệp Phàm cười nói. Tôi sai, sai ở đâu?
Lang Phá Thiên lúc này giống như một người khiêm tốn học hỏi nhìn Diệp Phàm. Ngọc bài này có từ thời cổ đại, cũng không phải thời hiện đại. Cũng không hiểu nhà nước lấy đâu ra ba tấm ngọc bài này. Hơn nữa, nghe nói bên trong có bí mật rất lớn. Chẳng qua mấy chục năm qua không có ai có phát hiện gì khi cầm giữ ngọc bài. Ví dụ như thủ trưởng cao nhất mà nói đi, ông ấy giữ ngọc bài này chính là tượng trưng cho quyền lực. Ngay cả nội lực ông ấy không phát ra được, nhưng ông ấy có thể làm cho con rồng bay ra. Còn đồng chí Cung Khai Hà, bởi vì ông ấy là cao thủ, đương nhiên có thể làm cho bóng rồng xuất hiện. Tôi cũng mới vừa có, là người nhà họ Vương chủ động nhường lại. Nhưng, mãi đến bây giờ còn chưa được nhà nước chính thức tán thành. Nhưng trải qua hai vị thủ trưởng ngầm đồng ý cho tôi thử một chút thôi. Cho nên, dùng để dọa người cũng được, nếu thật sự mang ra khoe khoang thì không có lợi chút nào. Đương nhiên, vừa rồi nếu tôi đưa cái này ra hoàn toàn có thể đi thông. Chẳng qua có lẽ Lãnh Băng Băng cũng biết ngọc bài này. Diệp Phàm nói. Đúng vậy, cô đương nhiên biết, bởi vì cô ấy đến từ một gia tộc thần bí. Nếu lúc ấy anh đưa cái này, cô đã không phản đối rồi, đổi lại những đội viên khác của tổ A chắc chắn không biết quyền uy của ngọc bài này. Lang Phá Thiên gật đầu. Sao anh không đưa ra? Ha ha, các anh cho rằng hôm nay tôi muốn đùa giỡn, các anh sai rồi. Diệp Phàm cười thần bí. Sai rồi, lại sai rồi. Lang Phá Thiên có chút bất mãn hừ một tiếng. Đương nhiên là sai rồi, tôi hỏi anh có phát hiện Lãnh Băng Băng đã đến ngũ đẳng đỉnh giai không? Diệp Phàm cười nói. Tôi đã biết trước, bởi vì cô đã luận bàn với tôi vài lần, tôi cũng có cảm giác được. Nhưng, có liên quan gì đến ngọc bài này, chẳng lẽ có thể trợ giúp cô đột phá sao? Vậy thật đúng là tà môn. Lang Phá Thiên khó hiểu nói. Anh thật đúng là ngu, ngọc bài không thể, nhưng tôi có thể. Diệp Phàm cười nói. Hiểu rồi, anh làm như vậy là cố ý kích thích cô, dễ dàng cho cô đột phá có phải không? Lang Phá Thiên bừng tỉnh cười phá lên. Đưa viên thuốc này trộn lẫn cơm cho cô ăn, đến lúc đó anh đi cùng cô đánh giá một phen. Có lẽ cô hiện giờ hận anh muốn chết, anh vừa thấy cô sẽ tấn công anh. Đến lúc đó anh vui đùa với cô một chút, nhưng phải chú ý kích thích vài huyệt đạo của cô. Diệp Phàm dặn dò nói. Muốn kích thích anh đi đi, tôi không muốn dính vào chuyện này. Đến lúc đó gặp phải chuyện gì thì phiền toái. Lang Phá Thiên không nghĩ ngợi trực tiếp từ chối. Nhưng, thuốc này cũng không giống như lôi âm cửu long hoàn đi. Xem như thứ phẩm, hiệu quả kém hơn một chút, nhưng có người tương trợ cô nhất định có thể đột phát. Nhưng phải tăng độ kích thích mới được. Diệp Phàm cười nói. Chương 3420, không được kích thích lung tung. Tôi nói rồi tôi mặc kệ, muốn làm anh tự làm đi. Kích thích này cũng không thể loạn đùa. Lang Phá Thiên bước nhanh lên phía trước. Ôi, Mã Hán, cậu. Diệp Phàm nhìn Mã Hán một cái. Tôi muốn kích thích cô ta, nhưng công lực của tôi không đủ. Đương nhiên bỏ thuốc tôi còn làm được. Mã Hán nhanh chóng cầm viên thuốc. Như thế này là sao, không phải đàn ông nhìn thấy con gái là muốn kích thích. Hai người các anh ngược lại, giống như gặp quỷ hết vậy. Gặp quỷ rồi có phải không? Diệp Phàm nhún vai, buồn bực đi vào. Xem ra chỉ có thể chính mình làm. Phát hiện Ngô Quang Bảo dẫn theo mấy chuyên gia kiểm tra xe bị mất đồng, bên cạnh còn đứng bốn người bị còng tay xiềng chân vẻ mặt tuyệt vọng. Trong đó không ngờ còn có một thiếu tá. Xem ra Lang Phá Thiên sắp xếp quân nhân áp tải xe cấp bậc không thấp. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng hiểu được nếu không điều tra ra chân tướng thì bốn quân nhân này đều đối diện với tòa án hình sự. Từ độ bí mật của chuyện này, có lẽ phán mười mấy năm tuyệt đối không thành vấn đề. Anh ta chính là người phụ trách áp giải xe hôm đó có phải không? Diệp Phàm trước tiên không kiểm tra xe hỏi người thiếu tá mặt tròn. Đúng vậy, anh ta là Khương Chí, chuyên phụ trách áp giải xe quân sự này. Anh ta còn là phó binh đoàn bảo vệ chúng tôi. Bình thường cũng là người có thân thủ tam đẳng đỉnh giai. Ban đầu tôi nghĩ có quan quân có thân thủ này còn có ba lính súng vác vai đạn lên nòng cùng nhau đi hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì. Không thể tưởng tượng được vẫn xảy ra chuyện. Lang Phá Thiên gật gật đầu. Đội phó Khương. Diệp Phàm đột nhiên lấy hóa âm mê thuật nói với bốn quân nhân. Với thực lực hiện đại của Diệp Phàm thi triển hóa âm mê thuật tuyệt đối là đỉnh cao. Dạ. Khương Chí theo phản xạ có điều kiện giơ hai tay lên đầu, có lẽ muốn chào theo nghi thức quân đội, nhưng tay bị còng. Ngày hôm đó anh thật sự không phát hiện tình huống dị thường nào. Ví dụ như một hành động khác thường trên đường. Diệp Phàm tiếp tục hỏi. Không,
ít nhất là không ai ăn nằm với xe của chúng ta. Mà bốn người chúng tôi mắt đều theo dõi chăm chú, dù là một con chim bay vào xe chúng tôi cũng phát hiện. Huống chí, nguyên liệu của chúng ta tất cả đều đóng kín, chỉ có hai cửa sổ nhỏ cho chúng tôi thông khí. Bốn chúng tôi đều canh giữ trong xe. Đội trưởng Khương vẻ mặt nghiêm trọng nói. Vật liệu phủ kín xe khá cứng rắn, dù lấy tay cũng không xé ra được. Hai cửa sổ nhỏ cũng không lớn, tuyệt đối một người không chui vào được. Dù là một đứa trẻ cũng không thể tiến vào, chỉ to hơn hai nắm tay một chút. Trừ phi là con chuột, nhưng con chuột làm sao có thể trộm được đồng. Lang Phá Thiên nói. Từ đã, con chuột, dừng lại. Diệp Phàm đột nhiên khoát tay chặn lại Lang Phá Thiên, tuy nói không hiểu nhưng cũng không dám lên tiếng, mọi người đều yên lặng. Ngô Quang Bảo ra hiệu im lặng, mấy chuyên gia đều ngơ ngác nhìn Diệp Phàm, nghĩ người này có phải đột nhiên thành người câm hay không. Thật lâu sau Diệp Phàm chui vào xe. Đôi mắt ưng cẩn thận phân hình, cuối cùng không lâu dưới sự phân hình của sóng radar phát hiện có vết lấm chấm. Diệp Phàm tăng mạnh quan sát, không lâu một bóng dáng chân chim xuất hiện trong đôi mắt ưng. Diệp Phàm gia tăng đại công lực, đôi mắt ưng cũng không ngừng tiến hóa, hiện giờ đã giống như chụp X-quang, hiệu quả rất tốt. Nhưng Phàm là một vật gì sống sau khi đi qua không lâu đều lưu lại dấu vết trong mắt những người này. Mà đôi mắt ưng của Diệp Phàm tăng độ phân hình bằng sóng radar đã xuất hiện một ít lấm chấm. Đầu tiên là đốm điểm, sau đó Diệp Phàm tăng thêm độ mạnh để xuất hiện bóng của động vật hoặc người. Quả nhiên là chim làm. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Bởi vì mấy năm trước đến Mỹ đã cùng hợp tác với tập đoàn Trang Chu của Mỹ. Mà tập đoàn Trang Chu vốn là tách ra từ Ngũ Độc Giáo. Hiện giờ nuôi một đám động vật đặc thù, có thể tấn công bí mật. Ngũ Độc Giáo như xà trùng độc đều dùng được, mà tập đoàn Trang Chu dùng chính là một cách đặc biệt để sử dụng động vật này. Hơn nữa đôi mắt ưng mẫn cảm còn cảm giác được trong xe còn có chút mùi vị khó hiểu. Chẳng qua mùi vị này quá thấp, dù dụng cụ chính xác của Ngô Quang Bảo cũng không kiểm tra đo lường được. Diệp Phàm giật mình, nháy mắt thi triển thủy công ra, không lâu tất cả mùi vị này đều tụ lại. Không lâu, dưới sức hút của nước, chút mùi vị kia nhập vào nước. Diệp Phàm lại vận khí, không lâu, nước dần dần dung hợp thành khối băng. Không lâu Diệp Phàm giơ tay ra, lộ ra một viên lớn như hạt ngọc. Diệp Phàm nhảy xuống xe, tất cả mọi người ở phía dưới đang nhìn Diệp Phàm. Nhưng không ai dám lên tiếng. Tuy nói ở đây ngoài Ngô Quang Bảo Lang Phá Thiên biết rõ lai lịch nhưng nếu ba vị lãnh đạo đều không ai lên tiếng, không ai tự đi tìm phiền toái. Tổ trưởng Ngô, anh ngửi thử vật này xem. Diệp Phàm đưa viên hình viên ngọc ra, Ngô Quang Bảo ngửi ngửi, nhất thời vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Phàm. Cảm giác được cái gì sao? Diệp Phàm hỏi. Hình như bên trong hạt ngọc này có thể phát ra một ít thuốc làm người ta mê đi. Ngô Quang Bảo không tin tưởng nói. Nhưng vừa rồi chúng tôi đã kiểm tra đo lường. Trong xe này thật sự không có mùi vị của thuốc mê. Dụng cụ của chúng ta là tiên tiến nhất. Hơn nữa, chúng ta trải qua nhiều lần phân hình kiểm tra. Anh lập tức kiểm tra đo lường một chút cái này. Diệp Phàm nói, Ngô Quang Bảo sắp xếp hai chuyện ra cất vào chai vội vàng mang đi. Diệp Phàm đột nhiên há mồm hướng bốn phía phát ra một âm thanh kỳ quái. Lang Phá Thiên nghe được cũng không hiểu tại sao. Còn những quân nhân và chuyên gia khác đều như ngốc nhìn Diệp Phàm. Không lâu các đồng chí ở đây đều nghẹn họng nhìn chân chối chuyện đã xảy ra. Một vật nhỏ bằng nắm tay bay ra khỏi rừng, Diệp Phàm giơ bàn tay con chim đậu trên tay hắn. Nói chính là tên trộm đồng. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Làm sao có thể? Ngô Quang Bảo hỏi. Chỉ là một con chim, hơn nữa làm sao có thể làm cho bốn quân nhân không thể phát hiện? Nếu tôi đoán đúng. Đầu tiên là con chim này tiếp cận thùng xe, rắc thuốc mê. Thuốc bột này rất kỳ lạ, anh hơi ngất đi nhưng sau đó không hề biết. Bốn quân nhân đều nói mình giữ vững cương vị làm việc là vì vậy. Nhưng trên thực tế bọn họ đã bị mê đi một chút. Có lẽ thời gian ngắn chỉ khoảng 10 giây đồng hồ. Mà con chim này tuy nói là chim nhỏ nhưng nó là một động vật đặc thù được con người nuôi trong nhà. Tôi đã thấy ở nước ngoài, còn có thể tấn công. Hơn nữa. Ẩn nấp rất độc đáo. Mặc dù ẩn nấp trên cây anh cũng khó phát hiện, nhưng một con chim các anh cũng không chú ý đến nó. Mà mấy người lính này khi mê là lúc con chim này vào đã đánh cắp đồng của chúng ta. Diệp Phàm nói. Việc này nghe như đang nghe tiểu thuyết. Lang Phá Thiên nhún vai vẻ khó tin chuyện này sau đó hỏi. Tổ trưởng Ngô, có phải có loại thuốc mê như vậy không?
hắn là có, nhưng loại này có thể làm cho con người sinh ra ảo giác rất khó tìm. Bởi vì để cho người ta sinh ra ảo giác. Nhưng sau khi sinh ra ảo giác còn có thể tự cho là mình không mê cũng khó khăn. Người bình thường bị mê sau khi tỉnh lại đều cảm giác được mình đã như vậy. Mà bốn quân nhân cũng không có chút cảm giác nào. Việc này chứng tỏ loại khí mê này có trình độ rất cao. Hơn nữa, thuộc loại cực kỳ bí mật. Có lẽ, đây là sản phẩm mới mà tổ đặc biệt của nước ngoài chế tạo ra. Nếu kiểm tra đo lường đúng thì đó là một phát hiện quan trọng. Đối với việc nghiên cứu phòng bị của chúng ta càng quan trọng. Nếu không lần sau xảy ra chuyện này sẽ phiền toái. Ngô Quang bảo. Nhưng thủ trưởng, anh nói về con chim này, dù trình độ huấn luyện chim cao đến đây cũng không lợi hại như vậy chứ. Ngũ độc giáo đã huấn luyện rắn như thế nào? Diệp Phàm nói. Các cậu nhìn xem. Diệp Phàm nói xong buông nhẹ tay động, con chim nhỏ không ngờ chui vào xe theo cửa sổ không lâu miệng ngậm một ít đồng đi ra. Đúng là có việc này, mẹ ơi, thật đúng là làm được, lợi hại a. Ngô Quang Bảo cùng Lang Phá Thiên ngạc nhiên một chút, tin. Hai vị, nếu chim này hiện giờ ở đây, chúng ta hay là dùng nó để tìm ra chủ nhân. Diệp Phàm nói xong, phóng con chim đi, lại thổi vài tiếng, chim bay đi rất nhanh. Diệp Phàm đuổi theo sát. Lang Phá Thiên cũng thi triển khinh công đuổi theo. Vì không để lộ bản lĩnh của mình, Diệp Phàm đầu tiên là chạy, chạy khỏi tầm mắt của mọi người mới thi triển bức vương bức công. Vừa dùng thì tốc độ cũng bằng với con chim này. Đương nhiên Diệp Phàm cố ý dùng âm thanh để làm con chim đi chậm hơn một chút. Cách này là Diệp Phàm học từ tập đoàn Trang Chu. Ban đầu Diệp Phàm cũng thử một lần, không thể tưởng tượng cũng có hiệu lực. Chẳng lẽ con chim này của tập đoàn Trang Chu? Diệp Phàm trong lòng nghi ngờ. Chạy một lúc chừng 50 cây số, con chim đi chậm lại Lang Phá Thiên đã không thấy bóng dáng. Diệp Phàm cũng từ từ đi bộ, hơn nữa, lại ẩn mình. Dùng thủy công lá cây bị Diệp Phàm dùng nước dính trên người. Không đến gần căn bản không phát hiện đây là người. Không lâu con chim quanh co một cây cổ thụ, con rơi bị Diệp Phàm phóng ra theo con chim. Diệp Phàm theo dõi rất tốt, hiện giờ phạm vi đi tuần của con rơi đã lên đến 3 dặm. Cho nên Diệp Phàm phóng con rơi ra phía trước, mình ở sau, khoảng cách kéo dài ra một ít, đối phương cũng không dễ phát hiện. Chương 3421, trước tiên phải lấy được pháp môn. Đương nhiên, làm như vậy cũng mất rất nhiều nội khí. May mắn Diệp Phàm có y thuật, hơn nữa, hiện giờ có 7 đan điền, nếu không người bình thường không thể làm, trừ phi cự ly ngắn đi. Con rơi cuối cùng cảm giác được dưới nhánh cây cổ thụ hơi có chút động, vì thế tiếp cận. Ẩn núp thật là độc đáo. Diệp Phàm thầm mắng một câu trong lòng, bởi vì, đối mắt ưng phát hiện qua vỏ cây cổ thụ có người nấp trong đó. Nhưng không phải thân cây mà một nhánh cây cao đến 2 mét. Nhưng cây này thật sự là lớn, mặc dù nhánh cây cao trên 2 mét thì cũng to hơn thùng nước. Hoàn toàn có thể giấu vào đó một người gầy. Lúc này người này có lẽ đang theo dõi ra ngoài bằng kính viễn vọng. Mỹ nhân ngư được Diệp Phàm phóng ra, răng rắc một tiếng giòn tan. Nhánh cây bị chặt đứt xuống. Lang Phá Thiên lúc này đuổi đến. Tôi nói Diệp lão đại, anh chặt cây làm gì? Lang Phá Thiên nghi hoặc nhìn cành cây bị chặt trước mặt. Ha ha, lão Lang, anh đã từng lột vỏ cây chưa? Diệp Phàm cười nói. Da heo da trâu da chó đã lột, chưa từng lột vỏ cây. Lang Phá Thiên cười nói, thật ra cũng cảm giác được nhánh cây hơi lạ, hai mắt nhìn ngay nhánh cây. Khiêng về chúng ta từ từ lột vỏ. Diệp Phàm cười nói. Lang Phá Thiên không nói hai lời, vai mang quân hàm thiếu tướng thành công nhân vác cây. Hai người về không chậm hơn chạy trốn, không lâu đã về đến chỗ hang núi. Thấy Lang Phá Thiên khiên một nhánh cây trở về, các đồng chí khác vẻ mặt khiếp sợ còn tưởng rằng tham mưu Lang đột nhiên muốn sống cuộc sống như công nhân chặt cây. Lang Phá Thiên cũng không để ý đến bọn họ, lặng lẽ vào trong một căn hầm bí mật trong hang động. Mã Hán vào phối hợp với Lang Phá Thiên lột vỏ cây. Mẹ kiếp, thật là có người ở bên trong. Lang Phá Thiên đá tên kia một cước, phát hiện không ngờ còn là một người da đen. Hình như là người lai. Diệp Phàm cười nói. Nhanh đừng cho y uống thuốc độc tự sát. Lang Phá Thiên đột nhiên nhảy đến. Chờ anh nghĩ thì người đã chết rồi. Diệp Phàm cười cười vẻ mặt bình tĩnh không ngờ đã điểm huyệt tên kia không thể động đậy. Vừa rồi Mỹ Nhân Ngư đi vào trong thì con rơi đã biến thành ngón tay điểm huyệt người này. Lang Phá Thiên cùng Mã Há cẩn thận kiểm tra, không lâu Ngô Quang Bảo cầm dụng cụ bước vào kiểm tra người này. Bởi vì, có bom nhỏ giấu trong người,
một khi bị bắt sẽ dùng một biện pháp đặc biệt để kích nổ. Trên cơ bản giống tình huống này, tổ viên của tổ đặc nhiệm A đi chấp hành nhiệm vụ bí mật đều phải trang bị. Không lâu, Ngô Quang Bảo mở chỗ đùi của người này lấy ra một mảnh nhỏ. Đâu là sản phẩm của Hải Lang? Một kíp nổ trong người, bởi vì chúng rất gần mạch máu. Một khi nổ thì mạch máu sẽ vỡ ra, chất độc sẽ chảy trong máu, chỉ cần 10 giây ngắn ngủi người sẽ chết. Đại La Kim Tiên cũng khó có thể cứu sống họ. Hơn nữa, đồ vật này không chỉ có ở một chỗ, có ở hai nơi. Một cái khác ở bộ vị. Trước kia người thích răng nanh ở bộ vị, nhưng người hiện đại không làm vậy. Bởi vì có lẽ đôi khi không cẩn thận cắn đứt chẳng phải làm mình bị độc chết sao. Ngô Quang Bảo nói xong lại cẩn thận cắt bụng của người này, lấy ra một mảnh độc. Đã dọn xong. Ngô Quang Bảo nghiêm báo cáo với Diệp Phàm. Ôi, tôi hỏi y một chút. Diệp Phàm khoát tay, nhóm chuyên gia đều ra ngoài hết. Diệp Phàm vỗ từ xa, tên kia hoạt động được, một cước hướng về phía Diệp Phàm. Nhưng dầm một tiếng bị Lang Phá Thiên tiến lên cho một cước ngã trên đất. Mã Hán tiến lên cho mấy đá, Lang Phá Thiên dẫm lên, Mã Hán lấy còng còng lại. Cũng không tệ lắm, không ngờ có thân thủ bát đẳng. Xem ra, Hải Lang thật sự coi trọng núi xương bối. Ngay cả một trạm gác bình thường đều cử người có thân thủ như thế. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, hỏi. Anh là người của Hải Lang. Nhưng tên kia hừ một tiếng không nói gì, chứng tỏ mình là một con lợn không sợ chết khi nhìn thấy nước sôi. Tôi biết anh biết tiếng phổ thông, là một người mai phục ở Trung Quốc, anh không biết tiếng Trung Quốc thì nói làm gì. Hơn nữa, anh thân thủ cao như vậy, địa vị ở Hải Lang chắc chắn là cao. Diệp Phàm tiếp tục nói. Đều lạc vào tay anh rồi tôi còn nói cái gì? Đến đây đi, đâm một đao là được. Tên kia hừ nói ra vẻ không sợ chết. Anh chẳng lẽ không có gia đình sao? Diệp Phàm đột nhiên dùng hóa âm mê thuật, quả nhiên tên kia sửng sốt một lúc sau đó buồn bã nhíu mày. Anh không muốn gặp lại gia đình của mình sao? Còn con cái, cha mẹ? Diệp Phàm như pháo vẫn tiếp tục. Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Tên kia ôm đầu ngồi chồm hổm xuống, cả người đều sợ run. Đột nhiên cả người bắn lên đến vách đá. Nhưng cảm giác hình như là đụng phải bông trên tường lại ngã nhà xuống đất. Muốn chết cũng không dễ dàng. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng. Lang Phá Thiên tiến lên cho tên kia mấy cú đá. Sau đó Mã Hán tìm một cái ghế nhựa cố định tên kia trên ghế, tránh y lại đâm đầu vào tường gì đó. Nói đi. Diệp Phàm hừ nói, tên kia khôi phục bình tĩnh, ngơ ngác nhìn trời. Diệp Phàm không kiên nhẫn, phất một cái từ xa, phân cân thắc cốt thủ hiện tại trong tay Diệp Phàm chỉ cần phất một cái có thể hoàn thành. Tên kia đau đến mức nhe răng nhếch miệng, hơn nữa cả người giống như cuộn sóng nhỏ liên tiếp nhau. Cả người đầy mồ hôi, Lang Phá Thiên và Mã Hán nhìn cũng toát mồ hôi. Nhưng cho đến khi tên kia sắc mặt xanh mét miệng sùi bọt mép không ngờ không hé răng. Diệp Phàm biết người này ý chí rất kiên cường, dù phân cân thắc cốt thủ cũng không làm gì được y. Thật sự nếu không khôi phục được nguyên trạng khớp xương của y có lẽ người này sẽ bị đau quá mà chết. Diệp Phàm phất tay một cái, người này bình thường trở lại, y thở hổn hển, nhìn Diệp Phàm đầy thù hận. Khí vương, có cách tốt làm cho người này nói ra tình hình thực tế không? Diệp Phàm đã mở phong giới ra làm khí vương cũng biết được. Người này ý chí như sắt thép. Là một người đàn ông thật sự. Không thể tưởng tượng được khí vương cũng có vẻ bội phục. Đúng vậy, phân cân thác cốt thủ của tôi thất bại. Đặc biệt hiện giờ công lực của tôi tăng lên thì uy lực càng lớn. Khí vương có cách nào để y mở miệng không? Tôi nghĩ, người này cũng không phải là người Mỹ, có lẽ có nguyên nhân gì khác. Ví dụ như người nhà của y còn trong tay Hải Lang nên không dám nói ra. Diệp Phàm nói, cơ thể của y không tồi. Hơn nữa ý chí kiên cường, không tồi, không tồi. Không thể tưởng được Thiên Hạo Tử còn khen ngợi. Tiền bối nói vậy có ý gì? Diệp Phàm hỏi. Cách đương nhiên là có, nhưng phải siêu cao thủ mới có thể làm được, cậu vẫn không làm được. Thiên Hạo Tử hừ nói. Có thể nói không, tôi cũng cảm thấy hứng thú. Diệp Phàm nói, thầm nói mặc dù hiện giờ không được cũng không thể nói sau này cũng không làm được. Cách trước tiên học thì tốt hơn. Cao thủ thoát thần cảnh không phải có thể chuyển sang kiếp khác sao? Thiên Hạo Tử cười nói. Tôi hiểu một chút rồi, ý của ông là dùng cách chuyển sang kiếp khác tiêu hết nội khí của người này sẽ nhắn lại suy nghĩ với chúng ta. Nhưng đây cần cao thủ thoát thần cảnh mới có thể làm được. Nếu dùng nội khí của tôi xâm nhập vào, cũng làm chết y.
Diệp Phàm nói. Ha ha, ta không phải cao thủ thoát thần cảnh sao? Thiên Hạo Tử cười nói. Tiền bối không phải là thích cơ thể này của y chứ? Diệp Phàm nhất thời mừng như điên. Không tồi, ta vừa rồi thử qua, cơ thể y thực sự hợp với tình trạng của ta. Thật ra, thoát thần cảnh tuy nói có thể chuyển sang kiếp khác. Nhưng điều kiện chuyển sang kiếp khác gần như đến mức hà khắc. Một là phải tìm được cơ thể thích hợp, một khi không thích hợp chuyển sang sẽ thất bại. Thế giới tuy lớn nhưng muốn tìm được cơ thể thích hợp cũng không dễ. Cho nên, mấy ngàn năm qua, đến xã hội hiện đại cậu cũng không gặp một người chuyển sang kiếp khác. Dù sao, người sống lâu cũng có hạn độ, thật vất vả tìm được người hoàn toàn chuyển sang kiếp khác, nhưng người bình thường chỉ có thể sống mấy chục năm. Cậu lại phải tìm mục tiêu kế tiếp, mặc dù có thể tìm được nhưng cơ thể của cậu phải đạt đến cảnh giới thoát thần cảnh. Chỉ điều kiện này cũng khó, tuy nói cậu từng là cao thủ thoát thần cảnh, nhưng chuyển kiếp khác chưa chắc đã luyện đến thoát thần cảnh. Dù sao, thoát thần cảnh là cảnh giới cao nhất trong thời đại của tôi. Thế giới tuy lớn cũng không phải là nhiều. Nắm đó mà nói, một đại môn phái có mấy người. Mặc dù cậu có thể luyện đến cảnh giới thoát thần cảnh. Nhưng tiếp theo có cơ thể phù hợp với điều kiện để cậu chuyển sang kiếp khác không? Dù cậu may mắn tìm được. Nhưng tìm được rồi có thể chuyển sang kiếp khác thành công không? Vì chuyển sang kiếp khác là một chuyện rất nguy hiểm. 10 cao thủ thoát thần cảnh tìm được cơ thể thích hợp chỉ có 2 người hoàn thành được. Nhưng sống trăm năm sau cậu có còn phải chuyển sang kiếp khác không? Cứ tiếp tục như vậy, sẽ có lần cậu tìm không thấy cơ thể phù hợp hoặc công lực của cậu không đạt đến cảnh giới thoát thần cảnh thì việc chuyển sang kiếp khác sẽ bị chặt đứt. Mà không thể chuyển sang kiếp khác đa số mọi người đều chết. Chỉ có một số rất ít cao thủ có thể tồn tại bằng hình thức hồn khí. Nhưng, như vậy khác gì ngồi tù, hơn nữa, luôn lo lắng hồn khí của mình tiêu hao hết. Bởi vậy, đến xã hội hiện đại, cao thủ thoát thần cảnh cũng không thiếu chuyện lo lắng. Thiên Hạo Tử nói đầy bi thương. Chương 3422, hạn chế. Đúng vậy, ông trời cho các ông có cơ hội chuyển sang kiếp sau nhưng nó cũng mang lại nhiều hạn chế lớn. Chuyện này, có lẽ những cao thủ này muốn cao thủ khác để lấy cớ chuyển kiếp mà thôi. Cơ thể của các cao thủ chuyển sang kiếp khác thành công là một bước lớn. Nhưng tài năng của người này mới ở 8 đẳng. Mặc dù tiền bối có thể chuyển sang kiếp khác thành công nhưng với loại thân thủ này muốn luyện đến cảnh giới thoát thần ở thời hiện đại hẳn là lửng lơ lắm. Diệp Phàm nói. Ha ha, chính xác là như thế. Nhưng tài năng có thể được tăng cao một bước, ví dụ như tìm được một cơ thể trước để chuyển sang kiếp khác sau. Nhưng cơ thể của cao thủ chuyển sang kiếp khác càng nguy hiểm hơn. Bởi vì võ công của người ta cao, cậu muốn hút nội khí của người ta cũng càng khó hơn. Làm không tốt gây sức ép nhiều lần ngược lại nội khí của cậu sẽ bị y hút mất đấy. Mặc dù võ công của ngươi cao nhưng kết hợp nội khí và linh hồn trong cơ thể của người khác, người ta sẽ là chủ nhân có ưu thế của tiên thiên. Cậu sinh chuyện ở địa bàn của người ta đương nhiên là làm không tốt rồi. Người có khả năng thấp làm sẽ dễ hơn. Thực ra, chuyển kiếp nói các cách khác, cậu cũng có thể thực hiện được việc tách linh hồn ra khỏi cơ thể sống. Thiên Hạo Tử cười nói. Hồn rời xác có thể dùng được sao? Diệp Phàm kinh ngạc hỏi. Dùng thì có thể dùng được, có điều trong 100 người khó mà có được một người thành công. Thiên Hạo Tử cười nói. Xác suất thành công thấp như vậy thì còn chuyển cái gì, khác nào tự sát đâu. Diệp Lão Đại không khỏi phẫn nộ. Ha ha, không sai, công lực của cậu quá thấp mà. Cậu vào cơ thể của người ta gây sức ép ngược lại còn bị người ta hút mất linh hồn, nội khí ấy chứ. Cho nên, mặc dù có những cao thủ chuyển kiếp bằng cách hồn rời khỏi xác, nhưng cả 100 người hồn rời khỏi xác cũng không có đến 10 người dám dùng cách này. Trừ khi chính cơ thể của mình chịu sự hủy hoại để linh hồn vào được. Nhưng cái đó chẳng khác nào tự sát. Nếu không, trên trái đất này ở đâu cũng có người chuyển kiếp còn để cho người ta sống với không sống gì nữa. Thiên Hạo Tử cười. Tiền bối nói đến thời đại kia, không có người chuyển kiếp. Dù sao thời đó nhiều cao thủ xác suất chuyển kiếp thành công cũng lớn hơn. Diệp Phàm nói, không phải là ta chưa từng phá nhưng trong số mười mấy người bạn tốt của ta nghe nói là phải chuyển qua kiếp người khác. Nhưng người đó kết quả là bị người ta diệt bằng một trường, chuyển sang một kiếp trắng vòng vo. Nếu như có linh hồn có lẽ là còn sống được lâu hơn một chút. Thiên Hạo Tử nói với vẻ mặt vui khi người khác gặp họa, bởi vì y không có cơ hội này mà thôi. Vậy tiền bối hành động đi. Mau chiếm lấy nội khí, linh hồn của người này sau đó nói cho vãn bối biết có cái gì trong đầu y.
Diệp Phàm nói. Tạm thời không được. Thiên Hạo Tử nói. Không phải là người nói chuyện này có thể được sao? Hơn nữa võ công của người này không cao, cậu chỉ cần có chút nội khí còn sót lại vừa thành linh hồn cũng có thể đối phó với y được cơ mà. Diệp Phàm có chút nóng vội. Cậu cho là ta chuyển sang kiếp khác dễ dàng như vậy sao? Còn cần một ít dược liệu và chuẩn bị những đồ cần thiết nữa mới được. Hơn nữa, ta còn phải quen với cơ thể của người này dần dần. Bình thường trước khi chuyển sang kiếp khác cần khảo sát kỹ đối tượng. Thời gian có khi lên tới mười mấy năm thậm chí cao hơn nữa. Ngắn cũng phải vài năm. Thiên Hạo Tử nói. Lâu như vậy, nói cũng bằng không. Diệp Phàm ủ rũ nói. Đương nhiên là cần thời gian dài như thế, chắc chắn rồi. Ví dụ như, bất đắc dĩ thời gian đầu cũng có thể thực hiện được. Xác suất thành công rất thấp, nhưng ta có cách, ta có thể thử một chút. Ta có thể đem linh khí và nội khí của người này nuốt vào trong thương, sau khi chuyển sang kiếp khác sẽ đến từ từ. Cứ như vậy, ta cũng có thể nói cho người biết bí mật của y. Nhưng bí mật cũng có lúc thất bại. Ví dụ như, khi phát sinh tình huống đột ngột cũng có thể khiến cho suy nghĩ của y biến đi mất. Nếu như thực sự gặp phải tình huống như vậy cậu cũng không nên trách ta. Thiên Hạo Tử nói, cách của ông có hiệu quả với tất cả mọi người đúng không? Diệp Phàm liền thấy hứng thú. Ha ha, cậu muốn lợi dụng cách này, sau này cũng không cần phải điều tra tìm linh khí, nội khí trở về có đúng không? Thiên Hạo Tử nói, đúng vậy, cách này có thể có được tác dụng lớn. Khi gặp chuyện bí mật chúng ta chỉ cần chiếm được nội, linh khí của đối phương là có thể hiểu được suy nghĩ của đối phương rồi. Chúng ta cũng không cần phải nghĩ cách chiếm cơ thể của đối phương. Xong việc chúng ta lại trở về cơ thể của mình là được thì tốt biết bao. Diệp Phàm nói, tốt thì có tốt nhưng độ phiêu lưu không nhỏ đâu. Nếu cơ thể đó không phù hợp với ngươi sẽ phát sinh ra những phản ứng loại bỏ. Đến lúc đó, làm không tốt tự ngươi cho y thành đần độn ấy chứ. Thiên Hạo Tử nói, sao tội lại tự biến mình thành đần độn được? Diệp Phàm hỏi. Rất đơn giản thôi, cậu muốn chiếm linh, nội khí của y mà cậu lại vào địa bàn của y. Nếu cơ thể không phù hợp thì có phải sinh ra đánh nhau hay không? Đến lúc đó linh hồn, nội khí của cậu lại bị y đánh tan, cơ thể của cậu tuy nói là còn sống. Nhưng chỉ là một cái xác không hồn không có những cảm xúc như người bình thường, sống một đời sống thực vậy, đây không phải đần độn thì là cái gì? Thiên Hạo Tử nói. Xác suất thành công của cách này là bao nhiêu? Diệp Phàm vẫn chưa từ bỏ ý định. Ha ha, dùng phần trăm của các cậu mà nói thì cũng được gần 3%. Cũng chính là 100 người thì có khoảng 3 người khi chiếm được linh, nội khí sẽ tìm ra được bí mật. 97 người còn lại trở thành đần độn. Thiên Hạo Tử cười. Còn đần độn rồi mà cũng không lấy được bí mật của người khác thì ta cũng không muốn mình thành đần độn. Diệp Phàm hầm hừ nói. Đúng rồi. Thiên Hạo Tử nói. Nhưng, sao ông có thể lại thử vào trong thương được? Diệp Phàm hỏi. Bởi vì cơ thể của y vốn đã phù hợp với ta, phản ứng loại bỏ rất thấp. Phản ứng loại bỏ thấp thì lực phản kháng cũng thấp, xác suất thành công của ta lớn. Thiên Hạo Tử nói. Dù có được hay không, ông hãy dạy tôi cách này trước đã. Biết đâu một ngày hay ho nào đó tôi có thể thực hiện được chuyển sang kiếp người khác. Diệp Phàm nói. Hơn nữa. Biết đâu một ngày nào đó tôi có thể gặp được người thích hợp và tiến hành thí nghiệm chuyển sang kiếp khác thì sao? Ra thực tiễn mới biết được. Ha ha, được, có thể nói cho cậu biết. Nhưng, đợi ta để cho cậu chuẩn bị tốt những thứ cần dùng chuyển kiếp rồi sau đó sẽ nói cách cho cậu. Thiên Hạo Tử giảng giải. Tiền bối ra điều kiện với tôi. Hắn cũng tỏ ra bất mãn không kém. Mọi người đều là người thông minh, Hạo Tử ta cũng không muốn đến lúc linh hồn. Nội khí lại tiêu tan trong cây thương này mà chết mất. Còn bây giờ, tình cờ gặp được một cơ thể chuyển kiếp phù hợp, cơ hội này khó mà có được lắm. Đương nhiên vẫn còn muốn sống, dù là sống bao lâu thì ít nhất cũng phải được mấy chục năm. Đời này cơ thể mới ở 8 đẳng lại bị đột phá lên thoát thần cảnh, vậy thì không thể mất rồi. Ta chỉ là muốn suy nghĩ lại một chút, cảm giác là một con người thực sự mà không giống như dáng vẻ bây giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hơn nữa, mặc dù ta có thể chuyển kiếp thành công thì thân thủ thấp như này có thể đủ để uy hiếp cậu sao? Thiên Hạo Tử nói. Không thể. Diệp Phàm nói. Đúng rồi, chẳng những không thể mà còn càng giúp được cậu nhiều hơn. Thiên Hạo Tử nói. Ông có thể giúp được gì cho tôi chứ? Diệp Phàm nói với vẻ châm chọc. Giúp được cậu nhiều thứ,
ta có thể lợi dụng việc ta là một người cổ đại giúp ngươi về mặt tri thức. Ví dụ như, chế tạo binh khí khẩn cấp cho cậu, cung cấp một ít kiến thức về luyện công cho ngươi, cùng với ngươi tìm cách báo thù. Cậu nghĩ mà xem, có phải là giúp được cậu rất nhiều hay không? Nếu thực sự có thể chuyển kiếp thành công, Thiên Hạo Tử ta nguyện trở thành người hầu của Diệp Phàm mãi mãi, lời này có trời đất chứng giám. Nếu như nói láo, Thiên Hạo Tử tôi sẽ có ngày trời tru đất diệt. Thiên Hạo Tử này không thể không nói còn đúng là vơ được gì cũng không chịu buông, vì sự phát triển sau khi chuyển kiếp thành công mà đề xuất lên thời thề. Được. Diệp Phàm nói, với lời thề của cổ nhân đương nhiên là Diệp Phàm có thể tin được. Hơn nữa, chuyện này cũng không có tổn thất gì nhiều cho hắn. Không lâu sau, Diệp Phàm cảm thấy gậy tre run lên, phát hiện ra có một tử khí màu hồng từ trong thương bay ra. Một lúc sau làn khí đó tràn vào cơ thể của người kia. Lúc này cơ thể của người đó đột nhiên giống như biến thành một người vỡ nát vậy. Diệp Phàm để các hộp hồn khí lên bàn nhìn, đương nhiên cũng phải đề phòng một ngày nào đó Thiên Hạo Tử kia giở âm mưu đùa giỡn với mình thì thảm rồi. Một lúc sau, làn khí màu hồng tụ lại, còn cố định như các loại tạp gia trên chiếc ghế sắt. Trong một khúc nhạc tuyệt vọng miệng cười khổ sở như một tiếng kêu thảm thiết. Còn làn da thì bị nhấc lên gợn sóng như vảy cá vậy. Lại một lúc nữa, Diệp Phàm phát hiện, đám mây màu hồng từ từ ngưng tụ lại thành một tượng đá hư ảo. Hắn hiểu được rằng Thiên Hạo Tử đúng là đã đi ra rồi, đám sương mù lúc trước là nội khí tốt đẹp của ông ta. Còn hư ảnh này mới là hồn, nội khí. Nhưng đám khí này lộ ra hình như không thích hợp với ông ta. Tượng đá run lên, giống như bị sốt trong không khí vậy. Nhưng hư ảnh của tượng đá cũng không nhập vào cơ thể của người kia mà có người ngồi xếp bằng trong trên không trung. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, hư ảnh ngày càng trở lên mơ hồ. Một lúc sau, tượng người kia từ từ đè ép xuống nắp tượng đá. Người kia tỏ vẻ đau đớn vô cùng, toàn cơ thể tỏa ra làn khói màu xanh. Còn Diệp Phàm thì tròn mắt lên nhìn, người kia mổ tượng đá ra còn hư cảnh lại tản ra thành làn khói màu hồng từ từ chui vào từ khe hở. Hình như còn đang đấu tranh, tên kia càng mãnh liệt hơn, còn tượng đá thì vụn ra giống như lại cho đi ra vậy. Lại một tiếng đồng hồ qua đi, hư ảnh của tượng đá lạ không ra nữa, Diệp Phàm hiểu rằng đã thành công. Nhưng không lâu sau, chỗ xung quanh làn da của tên kia giống như sóng cuộn dâng tràn lên vậy. Cả cái đầu lập tức giống như quả bóng cao su bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tốc độ giãn nở của nó. Hơn nữa, càng nở càng to, một lúc sau đã hiện ra khuôn mặt của người lớn và trẻ nhỏ. Diệp Phàm nhìn thấy mà gợn cả tóc gáy, hắn chạy nhanh ra cửa, hơn nữa nội khí đã bị bức lên não có thể sẽ nổ tung. Chương 3423, Tọa Sơn Quan Hổ Đấu. Lại một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, đám sương màu tím hồng kia lại từ tỏa ra từ trong cung đát. Một lúc sau bắt đầu ngưng tụ thành tượng đá trên không trung. Thành công rồi. Diệp Phàm không nhìn được hỏi một câu. Gần như là thế nhưng chỉ có thể xem như thành công được một nửa. Tiếng nói của Thiên Hạo Tử truyền đến. Thành công một nửa là thế nào? Diệp Phàm hỏi. Có một ít trí nhớ chắc là vì bị hồn khí chiếm nên mất đi rồi, dù sao trong quá trình đấu tranh thậm chí linh hồn cũng bị tổn thất tương đối nhiều. Bao gồm mình cũng bị mất một ít. Còn tổn thất vật linh hồn của người này thực ra là trí nhớ. Cho nên, không thể còn lại hoàn toàn hết. Thiên Hạo Tử thở dài ra vẻ tiếc nuối, còn ánh mắt của tượng đá lộ ra dần dần các bộ phận mắt mũi cũng được ngưng tụ lại. Nhưng lúc này có một đường khí màu đen từ trong cung đâm nhào ra về phía tượng đá Thiên Hạo Tử. Diệp lão đại lập tức cảm thấy toàn thân đau đớn như bị kim đâm vậy, còn chưa hiểu được vì sao lại như thế thì phát hiện ra đường khí màu đen kia điên cuồng đâm vào tượng đá. Diệp Phàm, người thật là đê tiện, Thiên Hạo Tử ta chết cũng phải chết cùng ngươi. Lúc này tiếng của Thiên Hạo Tử lại vang lên, hơn nữa Diệp Phàm còn phát hiện tượng đã còn chưa ngưng tụ hoàn chỉnh thì lại giãy giụa xông sang bên cạnh. Phản ứng đầu tiên của Diệp Phàm chính là nắm chặt hộp hồn luyện khí, xe bộ dạng uy hiếp của Thiên Hạo Tử đi. Miệng vội nói, tôi không biết sao lại thế này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Ngươi không biết, bây giờ ngươi còn lừa ta. Thực sự có phải cho rằng Thiên Hạo Tử ta là kẻ ngốc không? Sao Lô Định Tông lại đến? Sao lại thế này? Không được sự cho phép của ngươi y đến làm sao được? Hơn nữa, vừa mới ra đã liều mình công kích về phía ta. Cho rằng ta không biết sao? Hoàn toàn là chủ ý của ngươi. Muốn để Lô Định Tông nuốt hồn khí của ta nhưng ngươi quá là ngây thơ rồi. Công lực của y không bằng ta, ba người chúng ta cùng xong đời nhé. Tiếng của Thiên Hạo Tử vang lên.
Tượng đá còn chưa ngưng tụ xong, kịch liệt đè xuống hơn nữa tượng đá còn cười co rúm lại. Tôi lừa ông để làm gì? Thực sự tôi không hiểu sao lại như vậy. Sao Lô Định Tông lại ra được? Không phải là ông nói rằng đã đánh cho y hôn mê rồi sao? Đúng rồi, có lẽ là y cùng bí công để giả vờ, chắc chắn là như thế. Không tin thì ông hãy nói xem ta làm thế nào mới giúp được ông. Diệp Phàm vội giải thích. Vậy được, cậu hãy vận khí công đẩy cái đen xì này đi là được. Tuy tác dụng không lớn nhưng cũng chắc chắn có chút tác dụng. Thiên Hạo Tử có vẻ tin tưởng. Diệp Phàm cũng không nói nhiều cầm thương lên đâm về phía bóng đen. Diệp Phàm, cậu đừng nghe người này nói lung tung. Đừng để gã lừa, cậu cho rằng gã thực sự có lòng tốt dạy cho cậu cách chuyển kiếp hay sao? Còn nói với cậu gã thích cái cơ thể này chứ gì? Còn dùng những thủ đoạn để mua chuộc cậu đừng làm. Chính là người này, một tiểu nhân thủ đoạn thật ghê tởm. Loại cơ thể này chuyển sang kiếp khác cũng rất khó, thừa nhận áp khí lực của y lớn. Hồn áp khí lực của cao thủ thoát khỏi thần cảnh lớn biết bao, khả năng của y đơn giản như phá xe ngựa chua xa với xe thể thao Ferrari. Thực ra gã chú ý chính là cậu, chỉ có thiên tài như cậu mới có thể chấp nhận được áp lực linh hồn của gã. Hơn nữa, cậu là một thiên tài, 30 tuổi đã đạt đến tiên thiên rồi. Chuyện này dù ở xã hội cổ đại cũng là một thiên tài trong thiên tài. Tiếng nói của Lô Định Tông truyền đến. Chết tiệt, cơ thể của Diệp Phàm không thích hợp với ta. Với khả năng thoát thần ban đầu của ngươi sao mà hiểu được cách chuyển kiếp thực sự. Đừng cho rằng hiểu được một chút da lông thì mê hoặc được lòng người nhé. Hơn nữa, ngươi cho là lão phu không hiểu sao. Ngươi giả sương mù đầu tiên là để giấu con rơi trong nội khí của Diệp Phàm. Thực ra ngươi sớm đã biết, con rơi trong nội khí của Diệp Phàm đã sinh ra từ ma hợp đáng kể tồn tại trong linh hồn của Diệp Phàm. Còn ngươi ẩn thân trong linh, nội khí trong con rơi là có ý gì? Có phải là muốn đi một bước chiếm lấy linh khí của người ta không hả? Còn ngươi cũng thật gian xảo, áp dụng cách tầm ăn, đên từng tí một, Diệp Phàm sẽ không cảm giác được. Đợi cho đến khi hắn không cảm giác được thì cũng xong rồi. Thiên Hạo Tử và Lô Định Tông cãi nhau một hồi rồi hừ lạnh đánh nhau điên cuồng. Ngươi mới là nói láo, chẳng qua ta mới ở giai đoạn đầu thoát thần cảnh. Căn bản là không có khả năng truyền hết hồn khí sang kiếp khác. Hơn nữa, linh khí trong cơ thể Diệp Phàm quá lớn, với chút hồn khí của ta không thể chống đỡ nổi. Người rõ ràng là ẩn trốn trong thương tốt như thế sao còn đi ra. Người mới đúng là mê hoặc Diệp Phàm rồi từ từ lấy sự tin tưởng của hắn cuối cùng là thành công chứ gì. Chắc là người còn bảo hắn vì chuẩn bị một ít dược liệu hay đồ gì đó cho người chuyển kiếp, Diệp Phàm cũng chẳng khác nào bị lừa rồi. Đến lúc đó, Diệp Phàm chính là chuẩn bị lễ tang cho mình. Lô Định Tông hừ lạnh không ngừng đối đáp lại, nhưng dần dần hắc mang đã nhạt đi. Diệp Phàm, lão phu là ra là để bảo toàn tính mạng cho cậu. Hơn nữa chỉ dùng cách thoát hồn mới ra được, tất cả lão phu đều vì cậu, dù sao cậu là hậu bối con cháu của Lô Vĩ theo ta cũng rất tốt. Còn cậu cũng nên cho lão phu hy vọng, đừng nghe lão ta nói. Tất cả là lão ta gạt cậu đấy. Ngươi mới là kẻ đi lừa người khách. Ngươi cho rằng ta không hiểu ngươi sao? Ngươi vốn dĩ không phải là Lô Định Tông. Chưa biết chừng cơ thể của Lô Định Tông ngươi đã chiếm đi vào trong cơ thể của ông ấy rồi. Chẳng qua là Lô Định Tông sống lâu hao hết linh khí ngươi lại không tìm được cơ thể có điều kiện thích hợp. Đành phải đem linh khí của mình giấu ở cái cây gỗ đen xì kia. Hơn nữa, nữ tử thi trong quan tài xuất hiện ở mộ Thanh Vương chắc chắn là có quan hệ với ngươi. Có lẽ, cô ta là vợ ngươi khi còn sống cũng nên. Có lẽ cô ta vốn là con của quốc vương, còn ngươi thực ra là cái em trai của quốc vương nước Tinh Tuyệt tên là Đạt Ma Cát Thành. Thực ra ngươi là người lập ra thập tam thanh y, mục đích chính là để cướp lấy ngôi vị quốc vương. Nhưng, người định không bằng trời định, mãi mãi ngươi cũng không thể thực hiện được. Còn quốc vương đại được tháng Ma Hạo vẫn luôn đuổi giết ngươi. Có lẽ, ngươi gặp ông ta nên mới bị giết, bởi vì ngươi không bằng ông ta. Còn sau đó ngươi lại không thể trốn nổi vào cái đống đất thần bí kia. Hơn nữa, ta nghi ngờ hẳn là ngươi muốn chiếm vợ của anh ngươi, chính là cô gái trong quan tài kia. Trí tưởng tượng của Thiên Hạo Tử quả thật là không kém chút nào. Vậy sao, chuyện kia mãi mãi là một bí mật lớn, ta đây ngươi đi đoán đi. Lô Định Tông cười hai tiếng, hắc mang càng tàn nhẫn hơn mà đâm chát vào tượng đá của Thiên Hạo Tử. Diệp Phàm vội vàng vận khí thu hồn khí hộp gỗ bảo vệ mình ngồi núi cao mà xem hổ đánh nhau. Một tiếng đồng hồ trôi qua. Tượng đá và hắc mang mỗi lúc một mờ nhạt. Diệp Phàm hiểu rằng,
vì chuyện này mà hai người họ làm tổn thương khá nhiều hồn khí. Nếu lại tiếp tục đánh nhau chưa biết chừng là xong đời hết tất cả. Nhưng, cuối cùng chỉ thấy Từ Trương miệng tượng đá phun ta một cây thương đâm về phía Hắc Mang, Lô Định Kỳ hét lên một tiếng thảm thiết, Hắc Mang chợp lóe lên về phía Diệp Phàm. Ngươi không cần quay về trong con rơi của ta nữa, ta không nhận luyện ngươi. Diệp Phàm quơ quơ hộp gỗ luyện khí lên, Lô Định Tông vừa nhìn thất Hắc Mang liền hứng lại ngay. Diệp Phàm, tôi từng giúp cậu không ít chuyện, chẳng lẽ cậu thực sự muốn nhìn toàn bộ hồn khí của tôi tiêu tan sao? Từ nay về sau sẽ trợ giúp cậu thành một cao thủ. Nếu hồn khí của tôi còn tồn tại sẽ giúp cậu được nhiều hơn. Tôi thề, nếu cậu cứu tôi nguyện từ nay về sau sẽ đi theo cậu, mãi mãi là người hầu của cậu, tuyệt đối không đổi ý. Nếu không, sẽ bị thiên lôi đánh chết vĩnh viễn không được đầu thai. Lô Định Tông vì tính mạng của mình cũng phải thề độc. Ha ha ha, hai người các ông đều nguyện làm người hầu của ta, tốt lắm. Như vậy đi. Con rơi của ta chắc chắn là sẽ không cho ngươi trở về. Ông và Thiên Hạo Tử cùng ở trong thương đi nhé. Chỗ đó cũng không tồi đâu. Diệp Phàm nói thêm. Vua máy sẽ giao cho ngươi, nhưng đừng cho nướng chết đấy. Nói cách khác, cuộc giao dịch của chúng ta không thành. Yên tâm đi, nướng không chết được đâu. Ông đây nhàn rỗi ở bên trong tán gẫu, Tiểu Lô Tử cùng Lão Phu đi vào. Lúc này Thiên Hạo Tử vô cùng ngạo nghễ, bàn tay tượng đá vén hồn khí lên rồi nhanh chóng tiêu tan. Lô Tông Á lên một tiếng rồi chui vào trong thương. Ôi, người này không biết tự lượng sức mình, muốn cùng đấu với Lão Phu kết quả thế nào chứ? Vốn linh hồn còn sót lại suýt nữa khiến cho hồn bay phách lạc, làm hại Lão Phu cũng tổn thất nhiều linh khí, cháu hả làm ông đây tức chết đi được. Thiên Hạo Tử đang mắng, Diệp Phàm có thể nghe thấy được có lẽ là chấn chỉnh Lô Định Tông rồi. Bởi vì con rơi chui ra nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Lô Định Tông. Cũng không thể tin tưởng được hai người này, chúng ra cứ vậy đi. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng trong lòng. Nhưng, Lô Định Tông như vậy, một là con rơi của mình từ đó về sau cũng giữ yên lặng, thứ hai là cùng Thiên Hạo Tử mất đi một phần linh khí, cái này làm cho độ nguy hiểm đe dọa đến Diệp Phàm cũng bớt dần đi. Đối với một ngư ông như Diệp làm cũng coi là một chuyện tốt rồi. Đúng rồi vua máy, ngươi không theo ta còn ngẩn người ra đó làm gì? Diệp Phàm chạy nhanh lại hỏi. Chuyện này nhất thời tôi quên mất rồi, người này tên là Ao Lai Ni, là đường huynh của Dạ Đương. Y làm ngày thì sống, đêm thì làm mướn không có liên quan gì đến Hải Lang. Thiên Hạo Tử nói, có lẽ có quan hệ, nhưng chẳng lẽ trong đầu tên này không có một chút tài liệu nào về Hải Lang hay sao? Ví dụ như, Dạ Đương, có liên quan đến một chút tình hình về Lang Hải với Y không? Còn nữa, Dạ Đương có những bí mật gì mà Y biết? Diệp Phàm hỏi. Không có, hình như Dạ Đương không nói chuyện với Hải Lang. Hơn nữa, người này chính là chú ý đến núi Sương Bối, các khác đại khái là không rõ ràng lắm. Nhưng, đến cũng mấy năm rồi, thân phận của y đến Hoa Kinh Thương là một thương nhân. Có lẽ là ngụy trang, đến núi Sương Bối mới là mục đích thực sự. Nhưng, nếu người này ban đêm đi làm mướn y cũng không hiểu được tình hình bình thường của Hải Lang. Hơn nữa, Dạ Dương người này cũng là con át chủ bài của Hải Lang. Chắc chắn sẽ lộ ra bí mật cho Hải Lang. Chương 3424, Hợp Hoan Chi Thuật. Ban ngày làm rồi, không làm được gì cả. Nhưng nếu Ao La Ni là người của bộ Lắc Tây bộ Ngưu Tử vậy thì chắc chắn y quen bộ tộc này. Có, bí mật cụ thể về vị trí của Ngưu Thần Điện hay không? Diệp Phàm không từ bỏ ý định mà hỏi. Không có. Thiên Hạo Tử nói. Ngưu Thần Điện quá thần bí. Đến cả Aulerly người của bộ tộc cũng không biết rốt cuộc nó ở chỗ nào, nhìn thế nào nữa. Hơn nữa, ở Ngưu Thần Điện trong bộ Lạc Tây bộ Ngưu Tử có mấy toàn cũng không có mấy người biết được. Trong ký ức của anh ta, biết chủ trưởng của bộ lạc và hai trưởng lão quan trọng nhất của hội mà thôi. Ngoài bọn ra có lẽ Dạ Đương rồi, nhưng anh ta cũng biết, Ngưu Thần Điện đầy thần bí, nghe nói là một bầu trời đêm rơi xuống. Trời rơi xuống, cái này không thành khoa học viễn tưởng đấy chứ. Diệp Phàm không tin được chuyện này. Chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Thiên Hạo Tử nói. Xem ra, lời nói trước kia Dạ Đương và ta chắc chắn là lừa người khác rồi. Diệp Phàm hừ nói. Nhưng, tiểu điêu này là xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu điêu này là Dạ Đương cho, ngay cả cách khống chế cũng đều là Dạ Đương cho. Hơn nữa, nghe nói là Dạ Đương đã quay về Ngưu Thần Điện, đến bây giờ đã đột phá đến tiên cảnh, không lâu nữa sẽ nhậm chức rồi. Nếu y và cậu có thì hận thì cậu phải cẩn thận một chút,
Thiên Hạo Tử nói. Ha ha, tôi đang sợ y không đến đấy. Diệp Phàm cười một tiếng lạnh lùng. Một lúc sau bốn đội viên lại dẫn nhau vào. Các cậu vất vả rồi, người đâu, bỏ xiềng chân còng tay cho bọn họ. Tay của Diệp Phàm dưng dưng nắm lấy tay họ. Tư lệnh Lang, bốn đồng chí chịu khổ rồi. Bọn họ phải chịu oan uổng. Anh hãy bồi dưỡng cho họ. Diệp Phàm cười nói. Chuyện này không thành vấn đề, đầu tiên là cho họ nghỉ ngơi một tuần. Thứ hai là trợ cấp cho họ 2000 NDT, công bố kết quả điều tra bề bốn bọn họ, loạn bỏ tất cả những ảnh hưởng xấu. Lang Phá Thiên nói. Chúng tôi không cần nghỉ ngơi, chúng tôi hy vọng có thể tiếp tục làm việc. Thiếu tá nói với vẻ kích động. Hơn nữa, chúng tôi cũng không cần trợ cấp, chúng tôi vẫn hy vọng có thể tiếp tục cung cấp bí mật. Ba người lính khác cũng lớn tiếng nói. Được được, đều là đồng chí tốt, các anh đã có yêu cầu này, vậy chuyện nghỉ ngơi để sau đi, nhưng khoản trợ cấp này nhất định phải nhận, việc này đã quyết như thế rồi. Vẻ mặt của Lang Phá Thiên đầy khí phách. Bốn người thiếu tá còn có thể nói gì được nữa, họ lần lượt chào theo nghi thức quân đội rồi đi ra ngoài. Nhưng, đi qua Diệp Phàm thì tất cả đều kính cẩn hỏi thăm một tiếng chào thủ trưởng. Không thể ngờ được là Hải Lang lạ làm ra được chuyện này, thật sự là phòng mà không được. Vẻ mặt của Lang Phá Thiên nhăn lại. Thứ này chưa chắc đã là Hải Lang làm, trước kia tập đoàn Trang Chu của Mỹ đã làm chuyện này. Tôi sẽ cho người âm tầm điều tra một chút. Nếu như là giao dịch giữa tập đoàn Trang Chu và Dạ Đương thì tôi phải cảnh cáo bọn chúng. Hơn nữa, thứ đó vào tập đoàn Trang Chu cũng không nhiều, rất khó để bồi dưỡng ra được. Giá cả cũng đắt đỏ, nhưng thật ra cũng không cần phải lo lắng nhiều. Loại thuốc mê đó chỉ cần khoa có thể phá giải dược nó, chúng ta mang theo bên mình cũng có thể phòng bị không sợ loại chim này. Chúng ta chưa bị mê thì cũng không cần lo lắng nhiều. Hơn nữa, tài liệu đồng của chúng ta còn ở trên hai chiếc xe còn lại, vận chuyển vào là xong việc. Nhưng, tôi còn phải nhanh đi đến núi Võ Đang một chuyến, cái máy nội khí này phải cần cao thủ mới có thể phát huy tác dụng cao nhất. Cũng không biết có thành công hay không. Diệp Phàm thở dài. Cái tên Dương Đình hôm đó luôn nói nhỏ, một cao thủ tuyệt thế không thể lường trước được như vậy vừa nhìn đã thấy vỡ cả nhà sách rồi. Cũng nói nên người này không có hứng thú với vinh hoa phú quý trên đời. Có lẽ anh ra chỉ có hứng thú với thăm dò bí mật luyện võ công mà thôi. Ngay cả đến trưởng môn Trương Thiên Lâm gặp phải chuyện đó cũng không chịu ra mặt một chút. Xem ra, người này không phải là để nhìn thế sự mà chính là người gánh vác nhiệm vụ trọng đại. Có lẽ điểm thứ hai làm chủ, người này không phải là bí mật trông chừng phái võ đang sao. Không có nguy hiểm xảy ra với môn phái thì y sẽ không ra tay đâu. Lang Phá Thiên nói. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy. Người như vậy muốn mời y vì nước mà xuống núi không phải là dễ. Người ta coi trọng quyền quý chứ không phải tiền bạc, có lẽ đến mỹ nhân, người đẹp cũng không cần, còn có cái gì có thể khiến y động lòng đây? Khó quá. Diệp Phàm có chút buồn bã lắc đầu. Người của, hẳn là đều có nhược điểm, mượn võ học để vào. Nếu y thích võ công vậy có thể dạy võ công cho y không? Lang Phá Thiên nói. Người ta có từ lâu rồi, nếu có gì có thể khiến y động lòng. Cậu nghĩ xem, học võ gì mới khiến y động lòng? Diệp Phàm lắc đầu. Anh nói thuật chuyển kiếp có thể khiến y động lòng không? Lang Phá Thiên nói. Ừ, chuyện này có sức hấp dẫn lớn, nhưng thuật chuyển kiếp phải là cao thủ thoát thần cảnh mới có hy vọng thành công. Hơn nữa xác suất thành công còn rất thấp, hiện tại niệm khí nhiều nhất là hơn nửa của y thì nguy mất. Với cái tuổi này của y mà muốn thoát thần cảnh, khác nào người nói mê. Cái này cho dù không trông cậy vào thứ đó cũng là vô ích rồi. Diệp Phàm nói. Cũng phải. Lang Phá Thiên gật đầu. Nhưng cũng chưa chắc đã động lòng nhưng cũng là một tia hy vọng. Người mà, ai mà chẳng hy vọng mình sống càng lâu càng tốt đúng không? Giống như sư huynh Trương Vô Trần của tôi, lão gia Phí Đống và những người khác không cần phải đi đến một nơi bí mật. Bọn họ đều muốn tìm đến đột phá cảnh giới để kéo dài sinh mệnh. Chuyện này đối với các lão gia mà nói, kéo dài sinh mệnh thật ra là theo đuổi lớn nhất của bọn họ. Bởi vì, đột phá một cảnh giới chính là để cho cơ hội của bọn họ được nhân lễ rửa tội một lần nữa, tăng cường sức chống cự khiến con người có hy vọng sống được trường cửu. Chuyện này cũng là sự thật, cảnh giới càng cao hy vọng sống lâu càng lớn. Diệp Phàm nói, chỉ có thể là như thế. Lang Phá Thiên thở dài cười nói. Viên thuốc mà anh cho tôi đã để lẫn vào cơm để cho Lãnh Băng Băng ăn rồi, cô ấy không nghi ngờ gì cả. Nhưng,
những chuyện tiếp theo phải trông cậy vào Diệp lão đại rồi. Cô ấy bị nhốt trong phòng bí mật cách đó không xa, không biết anh có thể qua đó không? Ừ, tôi qua đó một chút, xong còn phải nhanh chóng quay về, sáng sớm mai còn phải đi võ đang. Diệp Phàm nói, nhưng Hồng Tà cùng với Vô Nhai đang trên đường, Phái Hoa Sơn cũng phải đi một chút. Anh bận thế, công lực càng cao, gánh vác trách nhiệm càng lớn. Đôi khi ngẫm lại cũng muốn làm một người bình thường để sống tự do tự tại. Lang Phá Thiên cười nói, thật để cho anh leo cây cũng phải cố hết sức chứ nói gì đến anh muốn làm người thường. Diệp Phàm cười đi ra ngoài. Đó cũng đúng, trên đời này không có cách nào mà vẹn toàn cả đôi bên. Lang Phá Thiên tức giận gầm lên. Cộc cộc cộc. Tiếng bước đi chậm rãi. Diệp Phàm đi vào, cửa sắt từ từ đóng lại. Đến chê cười tôi đấy à? Hình tượng đại anh hùng hiển hách quá. Lãng Băng Băng ngồi trên giường nhìn Diệp Phàm lạnh lùng mà nói. Tôi không phải là đại anh hùng, tôi chỉ là một người bình thường mà thôi. Diệp Phàm đi đến cũng ngồi ở bên mép giường, suýt nữa thì cùng ngồi một chỗ với Lãnh Băng Băng. Nhưng, cô ta cũng không có một chút kích động nào, cười lạnh lùng nói. Anh là một tên nói dối, đường đường là trợ lý của Bộ trưởng Bộ Công an, quan lớn cấp thứ trưởng, anh dám nói mình là một người bình thường sao? Trợ lý Diệp Đại, anh khiếm tốn quá đấy. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ. Diệp Phàm cười, cố tình để lộ ra vẻ lạnh lùng về phía cô ta. Đương nhiên là cô ta cảm nhận được, vẻ mặt cũng khinh bỉ cười nói. Nhìn đủ chưa, nhìn đủ rồi thì cút đi. Cút, không cần nói khó nghe vậy chứ. Tôi đã nói với cô về chuyện khá nghiêm trọng của cô rồi. Diệp Phàm thở dài. Nghiêm trọng, có cái gì nghiêm trọng? Lãnh Băng Băng tôi chấp hành kỷ luật bộ đội, sai ở chỗ nào? Anh cũng đừng đắc ý, cái vẻ mặt của anh đừng tưởng rằng làm trợ lý thì cái đuôi che được cả bầu trời. Các đồng chí ở nước Trung Quốc này trình độ cao hơn anh còn cả tá. Lãnh Băng Băng ám chỉ. Nhìn xem đây là cái gì? Diệp Phàm cười gượng một tiếng lấy tài liệu ra. Lãnh Băng Băng nhìn một cái, rồi đứng lên rồi chỉ vào Diệp Phàm mắng to. Anh là tiểu nhân đê tiện, chuyện này mà cũng làm được. Anh bẻ cong sự thật, Lãnh Băng Băng tôi thông đồng với phần tử đặc công nước ngoài bán tài liệu quốc gia khi nào? Ha ha, người ta bắt được rồi. Người đó tên là Ao Lớ Ly, là một trong những thành viên đặc công của Hải Lang. Ẩn núp ở nước ta từ lâu, chuyên nhằm vào núi Sương Bối. Còn cô thì tham hư vinh, trước sau gì cũng chiếm được một khoản lớn hơn 200 vạn từ tay y. Tài liệu đồng bị mất lần này chính là do cô làm. Hơn nữa, chúng tôi đã điều tra, cô có ác ý ngăn cản. Diệp Lão Đại nói hết tất cả. Muốn làm tài liệu đương nhiên là phải cấu kết với Lang Thá Thiên. Mặt trên còn có cả con dấu màu đỏ còn cả chữ ký tên của anh ta nữa. Khốn khiếp, anh là tên khốn nạn. Lãnh Như Băng rốt cuộc cũng không nhịn được xông đến nhưng Diệp Phàm đã bắt được khiến tay cô ta không thể động đậy. Chỉ cần đưa tài liệu này lên tòa án quân sự, cô nghi xem cô sẽ như thế nào. Vẻ mặt của hắn nhìn Lãnh Băng Băng đương nhiên là bị cô ta kích động. Bởi vì đã nghe nói khi cô ta rơi vào bế tắc nghiêm trọng không giải quyết được thường dùng đến bạo lực. Chỉ còn cách dùng biện pháp cực đoan mới mong kích thích hy vọng của cô ta. Vậy anh muốn thế nào? Cô ta bình tĩnh trở lại, ngồi trên giường nhìn hắn chằm chằm. Ha ha, thực ra có những việc ấy mà, có thể điều hòa được một chút có phải hay hơn không? Hơn nữa, chuyện này trước mắt mới chỉ có tôi và Tư lệnh Lang biết. Tư lệnh Lang là anh em thân thiết của tôi phải giao cho cậu ấu, cậu ấy sẽ không nói ra ngoài nửa chữ, cho nên, cô xem. Đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm vào bộ ngực của cô ta, người này diễn đúng là rất thật. Dù sao cũng là cao thủ. Tôi không biết anh có ý gì, các anh là quan nói bóng bẩy tôi là dân thường nghe không hiểu. Anh nói thẳng ra đi, muốn tôi thế nào mới buông tha. Lúc này Lãnh Băng Băng đã bình tĩnh trở lại, nhưng ngữ khí đúng là lạnh như băng thật. Chương 3425, 2 chọn 1. Diệp Phàm hiểu cô ta đã phát tài ở bên ngoài rồi. Còn phải tăng tốc độ và kích thích để cô ta đột phá mới được. Ha ha, thực ra, có những việc, cô hiểu là được. Diệp Phàm cười cố ý giơ tay sờ về phía Lãnh Băng Băng. Anh là một tên khốn nạn, tôi đánh chết đồ lưu manh như anh, tên quan bại hoại. Diệp Phàm vừa mới chạm vào tay cô ta liền bộc phát ngay. Cô ta nổi giận giống như một con sư tử chồm lên vậy, hơn nữa lực gió thổi từ cánh tay chắc chắn là hơn xa người thường. Bốp! Năm vết ngón tay hiện rõ trên mặt Lãnh Băng Băng, cô
cô ta bị Diệp Phàm tát cho một cái cả người suýt nữa thì ngã trên giường. Nể mặt cô mà cô còn không biết xấu hổ, cô cho rằng cô là ai chứ? Chắc chắn tôi sẽ làm theo lời cô hay là để ý đến cô sao? Cô chính là đồ gái điếm thối tha, cái đồ. Diệp Phàm giống như bị chọc giận giơ tay ra đẩy Lãnh Băng Băng ngã xuống giường. Đồ lưu manh, đồ khốn nạn. Lãnh Băng Băng cắn răng, đá loạn xạ, ứa nước mắt, đến cả miệng dùng cắn về phía Diệp Phàm. Bốp bốp bốp, lại thêm mấy cái tát nữa, Diệp Phàm đánh thật, hơn nữa ra lực còn không yếu chút nào. Ngay lập tức mặt của Lãnh Băng Băng sưng lên tím bầm. Lang Phá Thiên ở bên cạnh cũng lạnh sống lưng. Lãnh Băng Băng đã vào trạng thái điên cuồng, lúc này Diệp Phàm tha cho cô ta. Lãnh Băng Băng dùng những chiêu thức tinh xảo nhất điên cuồng tiếp đón Diệp Phàm. Hơn nữa, nhìn thấy cái gì là lấy cái đó. Vơ được cái ghế cô ta liền đập ngay, trong mật thấy xảy ra một trận đánh nhau kịch liệt. Một lúc sau, bàn tan tành, ghế tựa tan tành, đến cả giường chiếu cũng tan tành, dưới đất là một đống lộn xộn. Mẹ ơi, đàn bà mà phát điên thì thật là khủng khiếp, nhưng, lạ thật sao còn chưa có đột phá. Diệp Phàm nói thầm trong lòng, còn hơi hối hận không nên lo vào chuyện này. Nhưng Lãnh Băng Băng chưa dừng tay, bỗng nhiên cô ta lao đến ôm lấy Diệp Phàm hai người liền ngã ngay xuống sàn nhà, đương nhiên là Diệp Phàm cố tình để cô ta ngã sấp xuống. Người của Diệp Phàm dài đè Lãnh Băng Băng xuống đất, két một tiếng khóa quần của Lãnh Băng Băng bị kéo ra. A, à, may mà trong mật thất có cách âm, nếu không cô ta tức giận hét lên chói tai như vậy phải vượt qua mấy trăm. Hai người lăn trên sàn nhà một vòng, Diệp Phàm cũng khổ sở không lời nào tả hết. Muốn đánh bên này mà cũng không thể đánh thật được. Vừa chống đỡ lại vừa phải đắn đo, bên này vẫn còn phái lấy nội đẩy Lãnh Băng Băng để giúp cô ta đột phá, làm người tốt thế này thật là khó. Còn chưa đột phá sao? Diệp Phàm suýt nữa thì phát điên lên mất, xem ra phải dùng tuyệt chiêu rồi. Diệp Phàm tàn độc, chộp lên bộ ngực bột mềm của Lãnh Băng Băng. Đồ lưu manh, khốn nạn. Giọng của Lãnh Băng Băng kêu lên khàn khàn, cắn lại. Diệp Phàm phát hiện cô ta đã đến gần ngưỡng đột phá. Lúc này tuyệt đối phải hành động cẩn thận kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ mất. Cho nên, Lãnh Băng Băng đã cắn vào vai Diệp Phàm, da thịt dù có rắn chắc cũng hằn lại vết răng. Xong rồi, về nhà giải thích sao với Viên Viên đây? Diệp Phàm buồn bực trong lòng, vỗ một cái. Cô này lạ thật, người như sao bắt đầu ấy. Lúc này tiếng của Thiên Hạo Tư truyền đến, bởi vì Diệp Phàm phải cần đến ông ta để giúp cho Lãnh Băng Băng đột phá. Cơ thể sao bắt đầu, chẳng lẽ đó chính là nguyên nhân khiến cô ta khó đột phá hay sao? Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, cơ thể sao bắt đầu cũng có thể gọi là cơ thể cực âm. Nói cách khác, âm tính trong cơ thể cô ta quá lớn. Âm tính quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến đột phá cảnh giới của cô ta. Giống như loại cơ thể này dưới 5 đẳng nhưng cũng có chỗ tốt. Vậy thì phải đột phá bất ngờ. Nhưng bắt đầu trên 5 đẳng đã khó rồi. Thiên Hạo Tử nói. Vậy cơ thể sao bắt đầu này chẳng phải là một loại bệnh sao? Diệp Phàm hỏi. Đây là loại bệnh bẩm sinh, có cái tốt cũng có cái không tốt. Tốt chính là trước 5 đẳng sẽ đột phá nhanh hơn. Không tốt chính là sau 5 đẳng sẽ rất khó đột phá. Già néo thì đứt dây, nếu có thể tổng hợp lực đến được sau bắt đầu, vậy thì tốc độ đột phá của cô ta càng lớn. Thực ra loại thể chất này hiếm thấy, thờ cổ đại giống như là người con gái chọn bạn trong mơ là người con trai có võ vậy. Vì, nếu như có thể kết thành vợ chồng, âm dương điều hòa, cô ta sẽ đột phá nhanh. Hơn nữa, lực âm tính trong cơ thể cô ta cũng sẽ giúp cho cô ta có tốc độ đột phá nhanh hơn. Nhưng cô gái có thể chất như vậy rất khó tìm, trong trăm, vạn người cũng khó mà tìm được một người. Thiên Hạo Tử nói. Chuyện này, nhưng cô gái này hiện tại vẫn chưa kết hôn. Nếu kết hôn, âm dương điều hòa sẽ đột phá được. Vẻ mặt của Diệp Phàm có chút xót xa. Nếu cô ta kết hôn với người bình thường thì cũng vô ích thôi, bởi vì người bình thường không có nội khí, không thể giúp cô ta tổng hợp lực âm cực được. Thiên Hạo Tử nói. Cần phải tìm một người có võ công. Diệp Phàm nói. Xem ra hôm nay mạo phạm rồi, phiền phức đây. Nếu cô ta có thể đột phá tôi sẽ làm, có thể nói vừa rồi làm tất cả cũng đều vì tin cô ta có thể đột phá, tôi tin là cô ta nghĩ thông suốt sẽ có thể tiếp nhận. Còn nếu không đột phá được thì vừa rồi tôi đã thành đùa giỡn thậm chí là cưỡng bức con gái, xong đời rồi, phiền phức lớn rồi. Diệp Phàm buồn bã. Ha ha, bây giờ cậu như vậy rồi, chỉ bằng hãy âm dương tương hợp, thế nào? Tôi sẽ dạy cho cậu một cách, đảm bảo chính cậu cũng có lợi lớn.
Cách của tôi có tên là hợp hoan chi thuật, cũng chính là thông qua việc giao hòa nam nữ mà tương thông hỗ trợ, bù đắp cho nhau, cuối cùng sẽ thành một chỉnh thể. Hơn nữa, bình thường thông qua việc luyện công của hai vợ chồng sẽ cùng tiến bộ, đúng không? Bộ bí kíp này chính là tông tông chủ thời cổ đại vì phải đánh được năm vũ khí sắc bén mới đổi được đấy. Chủ yếu là trong đoàn tụ tông cũng có loại bí thuật trưởng môn này. Thiên Hạo Tử cười một tiếng. Không được, không được, như vậy không được, tôi có thể xong đời mất. Diệp Phàm không nghĩ ngợi gì mà từ chối luôn. Vậy thì tôi hết cách rồi. Thiên Hạo Tử nói. Một chút cách cũng không có, công lực của ông cao tôi cho ông mượn nội khí giúp cô ta đột phá chắc là không khó. Ông là cao thủ thoát cảnh, đột phá 5, 6 đẳng mà cũng không làm được, vậy ông đúng là hững danh vô thực rồi. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Đừng có coi trọng tôi, đối với cơ thể sao bắt đầu cực âm này chỉ có hợp hoan chi thuật mới có thể đột phá được. Công lực của một bên có cao đến đâu cũng không có cách đâu. Nhưng, có một cách là điều hòa, đó chính là phương thức thông qua hôn môi đến thực hiện trao đổi âm dương. Đương nhiên cách này hiệu quả không cao. Nhưng đối với tình hình trước mắt của cậu thì chỉ có cách này thôi. Nếu không thì lấy cách kia đi, hai chọn một, tự cậu hãy quyết định đi, đây là thuận đoàn tụ của tôi cho cậu đấy. Thiên Hạo Tử nói xong liền truyền thuật này cho Diệp Phàm, sau đó cũng không lên tiếng nữa. Diệp Phàm gọi mấy câu, biết ông ta đã đi nghỉ, cũng liền chắn Kim Thương Bá Vương lại. Hôn hay không hôn? Diệp Phàm thầm nghĩ, bên này vẫn đang chống đỡ, tiến thoái lưỡng nan rồi. Chỉ e hôn sẽ gặp phải sóng gió lớn hơn, không hôn thì hôm nay mình thành cái gì đây? Vì không có cách, cái này đúng là trèo lên lưng hổ rồi. Hôn. Diệp Phàm mím môi đưa ra một quyết định quan trọng, vận thuật đoàn tụ dùng miệng đè xuống, còn cơ thể thì cũng đè chặt xuống người Lãnh Băng Băng. Dưới sức lực của Diệp Phàm, môi của Lãnh Băng Băng cũng bị mím chặt không thể mở ra được. Đầu lưỡi của Diệp Phàm biến thành côn sắt mạnh mẽ đi vào. Khuôn mặt của Lãnh Băng Băng đỏ bừng, cuối cùng nước mắt đã tuôn ra. Dùng toàn thân để phản kháng, nhưng Diệp Phàm quá khỏe, Lãnh Băng Băng không thể chống cự lại được. Dương khí của Diệp Phàm qua miệng hắn cuồn cuộn đi vào, còn cơ thể âm cực của Lãnh Băng Băng bắt đầu có phản ứng. Một lúc sau, khí dương liệt châm lửa vào đuôi củi cực âm. Theo thời gian, sức giãy giụa của Lãnh Băng Băng càng yếu đi. Hơn nữa, Diệp Phàm phát hiện miệng của cô ta cũng bất động giống như là để cho mình hôn vậy. Hơn nữa, đúng vào lúc này, có một lực hấp dẫn lớn truyền đến. Diệp Phàm bị kích thích suýt nữa thì kêu lên, một đường âm cực truyền đến đầu lưỡi, hai đường có không gian từ trong bay lên. Lại nửa tiếng nữa trôi qua. Lãnh Băng Băng trở thành như vậy chủ động yêu cầu Diệp Phàm có ham muốn. Còn Diệp Phàm cũng không phải là thánh, cô ta chính là một mỹ nhân, hơn nữa lực âm cực đúng là có lực hấp dẫn rất lớn. Diệp Phàm có hơi chóng mặt lâm vào hoàn cảnh không thể tự kiềm chế được. Két, cuối cùng quần cũng bay ra ngoài. Lại két, không thể là két nữa. Diệp Phàm vẫn duy trì tỉnh táo, cảm thấy có một hỗn hợp lực âm dương từ Lãnh Băng Băng truyền đến, thông rồi. Diệp Phàm có thể cảm giác được, vừa thông thì toàn thân Lãnh Băng Băng đã xoay ở dưới một vòng. Diệp Phàm thử một lần, cảm thấy được Lãnh Băng Băng vừa rồi đã đột phá đến cảnh giới 8 đẳng. Đây là ý nghĩa đơn giản chung của lẽ thường. Diệp Phàm mở mắt ra. Phát hiện suýt nữa thì hai người đã hở hết. May mà Lãnh Băng Băng còn chiếc quần lót, còn Diệp Phàm cũng còn lạ một chiếc quần đùi. Tên này sao còn chưa ra? Đã mấy tiếng đồng hồ rồi, trước kia đột phá cũng không khó như vậy, không biết là làm gì nữa. Lang Phá Thiên bảo vệ ngoài cửa bỗng dùng mình một cái. Lãnh Băng Băng đang nằm trên sàn nhà ngơ ngác chừng mắt nhìn Diệp Phàm. Xin lỗi, tôi không cố ý. Hơn nữa, tôi muốn vì đột phá cho cô, thật đấy. Diệp Phàm vội vã đứng dậy, nhưng phát hiện phía dưới mình hở hang liền vội ngồi xổm xuống, rồi lại phát hiện quần mình bị rách, còn Lãnh Băng Băng thì cũng gần như thế. Xong đời rồi, cứ thế này mà đi ra ngoài, chắc chắn này mai sẽ bị truyền ra ngoài. Diệp Phàm thầm kêu một tiếng trong lòng, lặng lẽ mở cửa ra thấy bên cửa chỉ có một mình Lang Phá Thiên. Lão Lang, nhanh đi lấy cho tôi hai bộ quần áo. Diệp Phàm dùng truyền âm mật để nói.